huynh trưởng của Dương Ngọc Trân, Dương Ngọc Thành tức giận quát mắng. Dương Biện, người quá làm càn, Dương gia còn không có tiếp nhận, người vẫn là tội nhân, là người chết mà Dương gia muốn truy nã. Dương Biện thờ ơ, vẫy vẫy tay với bọn người Khương Phàm đang ở phía trên bến tàu. Ở hoa, bãi cát bạo động một mảnh, vô số người kinh hãi lui về phía sau mấy bước. Ở đây là ý gì? Thánh tổ đầu tiên thật sự sẽ tiếp nhận Dương Biện. Chẳng phải mang ý nghĩa Dương Biện muốn tiếp quản Dương gia rồi. Dương Ngọc Thành ôm Dương Ngọc Trân hôn mê, lập tức hô to. Không được ầm ĩ, thánh tổ không thể nào dễ dàng tiếp nhận Dương Biện như vậy, khẳng định là giữ lại hắn, khảo sát hắn, còn muốn cùng Lý gia Ngụy gia thương lượng. Đám người giật mình, đúng vậy, thân phận Dương Biện quá đặc thù, có chấp nhận Dương Biện hay không đã không phải Dương gia tự mình tính toán được. Long cốt cự ngạc nện bước nặng nề, kéo lấy thân thể khủng bố hơn 100 mét, ầm ầm ù ù đi lên bãi cát. Dương Biện rơi xuống trên lưng long cốt cự ngạc, lạnh lùng liếc nhìn các tộc nhân ở hai bên, nói. Thánh tổ xác thực cần cân nhắc, các ngươi cũng cần cân nhắc. Cao tầng Dương gia đã tổn thất nặng nề, gần 7 phần niết bàn cảnh chết thảm, chống chỗ thân phận, chức vị chỗ nào cũng có. Bây giờ đã đến thời điểm các ngươi quyết định vận mệnh. Thanh âm không lớn, lại dưới sự giúp đỡ của năng lượng đã truyền khắp bến tàu, rõ ràng rơi xuống trong lỗ tai của tất cả mọi người. Có chút kẻ ngu dốt không kịp phản ứng, nhưng các tộc nhân tinh minh kia cũng rất nhanh đã lĩnh ngộ được. Đây là muốn để tộc nhân Dương gia chủ động đầu nhập vào sao? Có thể quá sớm một chút hay không? Dù sao thánh tổ nơi đó còn không có làm ra quyết định, Dương Biện có thể còn sống hay không đều là ẩn số. Nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ tựa hồ càng là lúc thích hợp để làm lựa chọn. Lựa chọn càng sớm, càng có thể được Dương Biện coi trọng. Lựa chọn càng sớm, càng có thể trở thành tâm phúc của Dương Biện. Bây giờ Dương Biện càng cần phải có người duy trì hắn, trợ giúp hắn. Nếu như nhất định phải đợi đến hết thảy mọi thứ đều kết thúc lại đi đầu nhập, người ta khả năng không cần nữa. Nhưng, nếu như bây giờ cược sai thì sao? Một khi Dương gia quyết định xử tử Dương Biện, ai tạo chiến đội sớm, cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy. Quá phách lối, quá phách lối. Bọn người Dương Ngọc Thành tức giận đến mức đều đang run rẩy, hỗn đản này còn không có được tiếp nhận liền bắt đầu mời chào tâm phúc. Thánh tổ đầu tiên có thái độ gì? Khương Phàm ngồi trên lưng long cốt cự ngạc, thưởng thức phong cảnh trên hòn đảo. Hắn là thánh tổ đầu tiên, cần suy tính sự phát triển tương lai của gia tộc, địa vị của hải thần đảo tại thần vực chi hải, sẽ không dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng. Trong lòng của hắn cũng đã có quyết định, nhưng cần thương lượng cùng thánh tổ thứ hai. Còn phải thương lượng cùng thánh tổ của Lý gia và Ngụy gia. Chờ một chút đi, ta nghĩ chừng 5-3 ngày, hẳn là có kết quả. Khương Bân ở phía sau hỏi. Người đây là muốn ở lại hải thần đảo. Dương Biện trầm mặc một lát, nói. Cho ta thời gian mấy năm, chỉnh đốn hải thần đảo. Chờ các ngươi lại về thần vực chi hải, nơi này chính là nơi mà các ngươi có thể tuyệt đối tin tưởng. Tương lai nghênh chiến cường địch, hay là chinh chiến thiên khải chiến trường. Hải thần đảo đều muôn lần chết không chối từ. Còn có thiên kiếm thần tông, ta không thể nào cam đoan quá nhiều, nhưng tương lai, mặc kệ bọn hắn là ở thần vực chi hải, hay là thiên khải chiến trường, cũng sẽ không làm kẻ địch của chúng ta. Đây là quyết định sau khi Dương Biện nghĩ sâu tính kỹ. Cùng đi theo Khương Phàm đến Thương Huyền Đại Lục chinh chiến, còn không bằng ở lại hải thần đảo, để trong này hoàn toàn thần phục, và cải thiện mối quan hệ với thiên kiếm thần tông. Đến Thương Huyền Đại Lục, cho dù linh văn của hắn đặc biệt, cũng chỉ là niết bàn cảnh nhị trọng thiên, không thể giúp được bao nhiêu. Nhưng ở nơi này, hắn có khả năng tạo cho Khương Phàm một chi đội chiến tranh đặc biệt mà cường đại. Ngươi có nắm chắc không? Khương Phàm cũng không phải rất xem trọng hải thần đảo, nhưng ý nghĩ của Dương Biện bây giờ rõ ràng không phải, Khương Phàm ngươi cần gì, mà là, Dương Biện ta có thể cho ngươi cái gì? Dù sao cũng đã từng là thiên kiêu số một của hải thần đảo. Trong lòng lộ ra kiêu ngạo, trước sau không công tiếp nhận 2 năm quà tặng, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn muốn trả lại. Khương Qua có lo lắng, tình huống của Dương gia thậm chí hải thần đảo, hay thậm chí là thần vực chi hải quá phức tạp, hơi không cẩn thận, Dương Biện có thể vạn kiếp bất phục. Lý tưởng là lý tưởng, hiện thực là hiện thực. Ước nguyện càng tươi đẹp, nguy hiểm càng đáng sợ. Mà tình huống bây giờ của Dương Biện có chênh lệch chút ít, bất luận là trên cảm xúc hay là cách làm. Dương Biện nói,
ta sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, ta đối với nơi này hiểu rất rõ. Tin tưởng ta, Dương Biện ta không chỉ là một người sẽ ở trong thông thiên tháp ngồi mát ăn bát vàng. Khương Phàm không còn cưỡng cầu nữa. Ngươi muốn thật sự tiếp quản nơi này, đầu tiên chính là phải xử lý Dương Thiên Khuyết, vừa rồi chúng ta có chút hoài nghi, tình cảnh bây giờ của hắn khả năng rất vi diệu. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới hắn liền có cơ hội. Xử lý hắn. Dương Biện nói. Đầu tiên tra rõ ràng tình huống của Dương Thiên Khuyết, chỉ cần xử lý hắn, Dương Hồng Liệt không còn lý do từ chối ta. Dưới sự chỉ dẫn của Dương Biện, Long Cốt Cự Ngạc đã mang theo bọn hắn đi tới cung điện của Dương Thiên Hữu, cũng chính là trụ sở của thiếu tộc trưởng. Nơi đó nối liền với cung điện tộc trưởng. Nơi này không chỉ là tượng trưng cho thân phận, còn rộng rãi khí phái, tráng lệ, vô cùng trương dương. Chúng ta ở nơi này. Dương Biện muốn mạnh mẽ vào ở nơi này, tuyên cáo thân phận mình với Dương gia. Bên trong có đồ tốt sao? Đại vương như tên trộm nói. Ngay cả nhà mình đều không buông tha. Khương Qua bất đắc dĩ lắc đầu. Đại vương, đại tặc, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, ai dám tới quấy rối, trực tiếp chụp chết, nhưng nếu có ai chạy tới tìm, hãy thẩm tra cho tốt. Dương Biện đi đến cửa điện, nhưng tâm tình lại dần dần nặng nề. Nếu như không có trận dị biến lúc trước kia, nơi này không thuộc loại với hắn, cũng thuộc về Lôi Tú. Lôi Tú cuối cùng đến đây ở, nhưng cũng đã chết tại nơi này. Các ngươi tùy tiện nhìn, ta đến gian phòng của Lôi Tú. Ngồi một chút. Vẻ mặt của Dương Biện ảm đạm, yên lặng đi đến cung điện. Khương Phàm lắc đầu, âm thầm thở dài. Người trọng tình, thương thế đau nhất. Khương Qua nói khẽ. Bây giờ hắn có trạng thái này, thật thích hợp tiếp quản Dương gia sao? Hắn góp nhặt quá nhiều hận ý đối với Dương gia, cần phát tiết, chờ cảm xúc đi qua thì sẽ tốt thôi. So với việc ẩn nhẫn kiềm chế kia, ta càng muốn nhìn thấy hắn như bây giờ. Đúng vậy, kiềm chế càng đáng sợ, nguyện ý phát tiết mang ý nghĩa hắn nguyện ý tiếp nhận Dương gia. Nhưng, cục diện của Dương gia rất phức tạp, chúng ta có thể yên tâm rời khỏi sao? Tin tưởng Dương Biện đi, hắn so với chúng ta nhìn thấy thì còn ưu tú hơn. Ta vẫn cảm giác muốn để lại một người bồi tiếp, có thể tại thời điểm xúc động sẽ ngăn cản hắn. Với tính tình này là không thể nào ngăn cản được, nhưng để lại một người có thể tin được để bảo vệ an toàn ngược lại là có thể. Ta cũng sẽ không ở lại đây liền an bài đại vương cùng đại tặc đi. Bọn chúng sơ ý chủ quan, không thích hợp làm bảo tiêu, trông cậy vào bọn chúng còn không bằng trông cậy vào vị thánh tổ đầu tiên kia của Dương gia. Ngươi muốn ai ở lại? Bạch Tai, ngươi bỏ được. Khương Qua biết Khương Phàm rất coi trọng Bạch Tai, thậm chí cố ý muốn nuôi dưỡng đến vị trí cận vệ thống lĩnh kia. Bạch Tai không cần thường xuyên lộ diện, ở lại tẩm cung của Dương Biện bế quan là được, nhưng thời điểm Dương Biện cần, hắn có khả năng sẽ giúp đỡ được. Khương Phàm để Bạch Tai lại còn có một hiệu quả đặc biệt, chính là trấn nhiếp. Nếu như thời khắc đặc thù mà một kẻ chưa bao giờ xuất hiện, như Bạch Tai lại đột nhiên xuất hiện liền sẽ tạo cho Dương ra một loại cảm giác thần bí cùng áp bách, hoài nghi khả năng bên cạnh Dương Biện còn có càng nhiều cường giả đáng sợ, sau đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Biện đâu? Dương Ngọc Trân giật mình tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn ở lại, đã vào tẩm điện của Thiên Hữu ở. Dương Ngọc Thành tranh thủ thời gian tới đỡ lấy nàng. Ai cho hắn vào ở nơi đó? Bây giờ hắn vẫn là tội nhân của Dương gia, há có thể vào ở chỗ của nhi tử ta. Cảm xúc trong Dương Ngọc Trân lập tức chập trùng kịch liệt, suýt chút nữa lại ngất đi. Hai vị thánh tổ đã mời thánh tổ Ngụy gia và Lý gia, cùng nhau thương thảo chuyện Dương Biện. Trước khi không có công bố kết quả, ai cũng không dám đụng đến Dương Biện, con cá sấu kia của hắn lại là bán thánh cảnh, không có người nào dám trêu chọc, chỉ có thể mặc cho bọn hắn vào ở tẩm cung. Dương Ngọc Thành uất ức càng bất đắc dĩ. Dương gia mặc dù còn có hai vị bán thánh, nhưng một vị thống lĩnh hình luật đường, một vị chủ quản pháp trận phòng ngự, đều không phải loại hình sẽ liên quan đến việc trong gia tộc. Thương lượng, còn cần thương lượng sao? Ba điều kiện mà Dương Biện nói quả thực muốn đè mặt Dương gia xuống đất mà chà đạp. Thánh tổ không muốn mặt sao? Thánh tổ đầu tiên suy tính là sinh tồn và phát triển của toàn tộc, ai? Dương Thiên Khuyết đâu? Hắn còn chưa có đi ra. Hắn đang dung hợp kinh hồn. Một lát ra không được. Ta muốn đi tìm hắn. Hai tử của hắn chết rồi, Dương Biện lại tới báo thù, hắn còn có tâm tư dung hợp kình hồn,
chờ hắn đi ra, Dương gia sẽ muốn biến thiên. Đừng xúc động, tộc trưởng đang dung hợp thái cổ kinh hồn, là kinh hồn của các vị tổ tiên, quá trình khẳng định rất phức tạp, cũng chịu không được quấy rầy. Nếu không phải vậy thì lúc trên bến tàu Dương Đồng Quang Thánh Tổ đã gọi hắn đi qua. Vậy phải làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn Dương Biện ở trong phòng của hài tử ta sao? Cứ làm như vậy mà chờ các thánh tổ thẩm phán. Dương Ngọc Trân vừa giận vừa vội, kịch liệt ho mạnh hơn. Nhớ tới việc nhi tử chết, nàng đã cảm thấy từng đợt đau đớn giống như ngạt thở. Nghĩ đến Dương Biện không chút kiêng kỵ nào vào cung điện mà nhi tử ở khi còn sống, càng làm cho nàng muốn điên hơn. Dương Ngọc Thành cũng rất gấp. Các thánh tổ không chỉ là đang quyết định sống chết của Dương Biện, cũng là đang biến tướng thẩm phán lấy bọn hắn. Nếu như Dương Biện bị xử tử, bọn hắn có thể ổn thỏa, nhưng nếu như Dương Biện tiếp quản Dương gia, bọn hắn chắc chắn phải chết. Trong phòng an tĩnh một lát, trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Dương Ngọc Trân hiện lên sát ý. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Ý của muội là, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết Dương Biện. Giết Dương Biện. Không phải các thánh tổ không quyết định được sao? Chúng ta thay bọn họ làm. Giết Dương Biện, bọn họ cũng không có cái gì tốt để thảo luận nữa. Nếu thánh tổ đầu tiên đã triệu tập thương thảo liền rõ ràng có khuynh hướng nghiêng về Dương Biện, chúng ta làm như vậy chẳng phải sẽ đắc tội thánh tổ đầu tiên. Dương Biện bây giờ vẫn là tội nhân, không phải người của Dương gia, chúng ta giết hắn cũng không phải không tuân tộc quy chút nào, cho dù thánh tổ đầu tiên có muốn trừng phạt chúng ta. Cũng không muốn đến mạng của chúng ta. Huống chi còn có thánh tổ thứ hai, ngài ấy khẳng định rất hài lòng cách làm của chúng ta. Dương Ngọc Thành chậm rãi gật đầu. Giết Dương Biện thì phiền toái gì cũng không còn nữa. Thế nhưng, con long cốt cự ngạc mà Dương Biện mang tới kia lại là cảnh giới bán thánh, đám người Khương qua kia cũng không tốt để gây, muốn xử tử hắn chỉ sợ không dễ dàng, làm không tốt sẽ còn biến khéo thành vụng, bị Dương Biện nắm được cán mà phản kích. Hạ độc. Bây giờ thứ Dương Ngọc Trân có thể nghĩ tới chính là cái này. Hạ độc mặc dù trực tiếp hữu hiệu, nhưng phải làm sao để tiếp cận Dương Biện. Nha hoàn thiếp thân của Lôi Tú còn sống, gọi nàng qua. Lúc này, bỗng nhiên có tộc nhân đến đây bẩm báo. Có Dương Biện đến bái phỏng ngài. Cái gì, thật to gan, hắn chán sống. Dương Ngọc Thành vỗ bàn đứng dậy, lên cơn giận dữ. Dương Biện vừa mới vào đã đi qua bái phỏng. Đây không chỉ là đang đánh mặt của bọn hắn, cũng sẽ kích thích đến những tộc nhân đang suy nghĩ kia. Bái phỏng, có ý gì? Dương Ngọc Trân cố gắng ngồi xuống. Dương Biện phách lối nhắc nhở toàn tộc, muốn sớm đứng vững, trong tộc có một bó chức vị trống lớn đang chờ. Làm càn, khụ khụ. Dương Ngọc Trân lại tức giận ho khan một trận nữa, mà lại còn ho ra máu tươi. Mau nói đi, là ai? Ta xem một chút là ai chán sống. Dương Ngọc Thành quát hỏi lấy tộc nhân. Không phải người của Dương gia chúng ta, là... Là ai? Công tử Lý gia, Lý Hoàng. Lý Hoàng đứng ở trước mặt long cốt cự ngạc dài đến 100 mét, ngẩng đầu nhìn nó, chờ đợi cho đi. Đại tặc cố ý nhắm mắt lại, thờ ơ. Công tử Lãnh Tuấn lắc đầu. Ta, Lý Hoàng, xin gặp Dương Biện. Đại tặc giật giật con mắt, lãnh đạm mà nói. Chuyện gì? Ta mang theo thiện ý tới. Không phải đến gây chuyện. Ngươi nói không phải đến gây chuyện liền không gây chuyện. Ngươi có thể chuyển cáo tên của ta, Dương Biện tự nhiên biết. Không cần, nhìn mắt ta. Đại tặc duỗi đầu ra phía trước, con mắt giống như một cái đầm sâu hiện ra ý lạnh u lãnh, tập trung vào tiểu nhân nhi, trước mặt. Lý Hoàng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đứng ở nơi đó, nhận lấy cự ngạc nhìn trộm. Đại tặc lạnh lùng nhìn chằm chằm, mắt dọc khi thì ngưng tụ, khi thì khuếch tán. Bên trong con người mỹ lệ phức tạp giống như muốn người hút vào. Lý Hoàng trong lòng không có quỷ, nhưng đứng ở trước mặt cự ngạc 100 mét, vẫn có loại cảm giác ngạt thở đập vào mặt. Cảnh giới áp bách, sát khí hung ngạc càng làm cho hắn khí huyết không khoái. Trên trán dần dần chảy ra mồ hôi, thân thể không bị khống chế mà căng cứng. Long cốt cự ngạc đưa con mắt hung tàn khủng bố, gắt gao tiếp cận Lý Hoàng, hé mở hàm răng dài đến 10 mét. Cứ như tùy tiện liền có thể cắn nát hết thảy. Sốt cuộc, Lý Hoàng hít sâu một hơi, nói. Ngươi xem hết rồi. Long cốt cự ngạc chậm rãi nhấc cái đầu nặng nề lên, lạnh lùng nói. Đi vào đi. Lý Hoàng lách qua long cốt cự ngạc, đi đến cung điện. Đại vương nằm ở bên cạnh, đưa vẻ mặt quái dị nhìn đại tặc cao ngạo uy nghiêm.
Ngươi vừa dùng độc tâm thuật, có thể nhìn trộm linh hồn sao? Học được từ lúc nào? Không phải độc tâm thuật. Vậy là ngươi, trang bức. Cái này gọi chiến thuật, chừng hắn một hồi, nếu như là hắn trong lòng có quỷ, liền rút lui, không sợ nói rõ không có vấn đề. Đại vương khoa trương kinh hô. Oa a, Bích Ngọc Đan còn có thể bổ não. Học tập một chút đi, cái này gọi là thả chậm tư thái, khoan dung, lộ ra chúng ta tôn quý. Nhìn hung thần ác sát như ngươi này, ngươi còn tôn quý, ngươi nhà cũng liền bán được quý. Ngứa ra, đại tặc đột nhiên nâng móng vuốt, bỗng nhiên đập vào trên thân đại vương. Đại vương vèo rút vào trong vỏ, kết quả đánh đến phát ra âm thanh trầm đục, toàn bộ mai rùa giống như muốn sụp đổ. Ngọa tào, ngươi là bán thánh, kiềm chế một chút cho ta. Đập nát ngươi bồi thường nghe. Ngươi đến đây đi, cho ta mài mài răng. Đại tặc lay lay mai rùa đại vương, nhét vào trong miệng bắt đầu kéo kẹt nhấm nuốt. Đại vương gầm thét lớn. Phun ta ra ngoài, ngươi xem ta là cái gì rồi. Đại tặc nằm nhoài trước điện, miệng rộng nhúc nhích, tiếng ken két giòn vang quanh quẩn trước điện để cho người ta dùng mình. Lý Hoàng vòng vo trong cung điện thật lâu, đi tới gian phòng Lôi Tú đã từng ở qua, thấy được Dương Biện đang ngồi yên ở bên trong. Dương Biện ngồi trước bàn trang điểm, yên lặng nhìn gương đồng, như thấy được gương mặt xinh đẹp thanh tú kia của Lôi Tú. Một mặt gương đồng như đang kết nối với không gian và thời gian. Đã từng, nàng đã từng ngồi ở chỗ này, trang điểm. Đã từng, nàng đã từng ngồi ở chỗ này, âm thầm đau thương. Đã từng, nàng đã từng ngồi ở chỗ này nhớ lại những kỷ niệm. Nén bi thương. Lý Hoàng ho nhẹ vài tiếng, phá vỡ sự an tĩnh trong phòng. Ánh mắt Dương Biện có chút hoảng hốt, từ trong trầm tư khôi phục lại. Nàng là chết thế nào? Uống thuốc độc, tự sát. Nàng lấy ở đâu ra thuốc độc? Nàng bị tra tấn rất thảm, cầu thị nữ thiếp thân. Lúc ấy nàng bị giam trong địa lao, chờ đến khi phát hiện, đã không cứu nổi. Nàng bị chôn ở đâu? Dương gia sợ thánh bằng đảo truy cứu, Lôi Tú hậu táng phía ngoài nghĩa trang tổ từ. Dương Ngọc Trân hại chết Lôi Tú, nhận lấy trừng phạt gì? Lôi Tú là tự sát, Dương gia cắn chết chính là tự sát. Nếu quả như thật trừng phạt Dương Ngọc Trân, chẳng khác nào biến tướng thừa nhận Lôi Tú chết bởi ngoài ý muốn, cho nên. Dương Biện nắm chặt nắm đấm, đau đớn nhắm mắt lại. Mộ phần của nàng đang ở nghĩa trang, nếu ngươi đã trở về, vậy thì đi bồi bồi nàng đi. Nàng ở Dương gia hơn một năm nay, trải qua thật không tốt. Lý Hoàng nói xong cũng muốn rời khỏi, lại bị Dương Biện gọi lại. Lý Hùng để cho ngươi tới tìm ta, chính hắn không mặt mũi tới, hay là không dám đến. Ta là tự mình muốn đi qua, không có liên quan gì với Lý Hùng. Không có lý ra ngầm đồng ý, ngươi tới đây tìm ta lúc này, không sợ gây nên hiểu lầm. Có thể có cái gì hiểu lầm, có hiểu lầm thì sao? Lý Hoàng cười nhạt hai tiếng, nói. Lục Du đâu? Dương Biện nhìn Lý Hoàng thật sâu. Ngươi không phải tới tìm ta. Ta ở trên bờ cát gặp qua vị Lục Du kia, khắc sâu ấn tượng, hy vọng có thể ngồi xuống tâm sự. Nhị đệ kia của ta tính cách quái gở, không nguyện ý gặp người lạ. Có phải người lạ hay không, nhìn một chút liền biết. Ngươi có ý gì? Lý Hoàng thản nhiên nói. 2 năm trước, vào ngày đại hôn của Dương Thiên Hữu và Lôi Tú ấy, có một vị cố nhân đến qua Hải Thần Đảo, sau đó lại cùng Lăng Vi kết giao, được mời đi Thiên Mộng Đảo. Mặc dù vị cố nhân kia tới chỗ này trên danh nghĩa là luận bàn đan thuật cùng Ngụy gia, nhưng trước và sau khi hắn rời khỏi, Dương gia liên tiếp xuất hiện những chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là Lôi Tú nhận được huyết thư cùng tín vật đính ước, sau đó lại là Dương Duy chết thảm trong Tang Thi Đảo, ngay cả những nhân vật quan trọng lưu vong bên trong Tang Thi Đảo kia cũng biến mất một cách thần bí. 2 năm sau, người ngoài ý muốn lại trở về, bên cạnh còn mang theo 4 vị huynh đệ, Khương qua danh chấn thần vực chi hải, nhưng 3 vị khác lại không có bất cứ vết tích tồn tại gì, tựa như vị cố nhân 2 năm trước ta kia. Lý Hoàng nói xong, mỉm cười, lui ra khỏi gian phòng. Ngươi cứ từ từ bình tĩnh, ta tìm cố nhân nói chuyện cũ. Tại khúc quanh của hành lang, Khương Phàm đi ra, đối mặt với Lý Hoàng. Dương Biện ra khỏi phòng, đứng ở sau lưng Lý Hoàng. 2 người 1 trước 1 sau, đặt Lý Hoàng ở chính giữa hành lang. Lý Hoàng nhìn Dương Biện, lại nhìn về Khương Phàm. Ta nên gọi ngươi là Khương Huynh, hay là Thần Hoàng? Khương Phàm cười nhạt mà nói.
Thần Hoàng là kiếp trước, kiếp này chỉ là Khương Phàm. Từ biệt đã 2 năm, cảm tạ Lý Huynh có thể giữ lời hứa, đã giữ kỹ thân phận ở ngay lúc đó. Có chơi có chịu, lẽ ra như vậy. Nếu như lúc ấy biết trên người ngươi mang theo Dương Biện, ta có khả năng sẽ không giữ được thân phận của ngươi. Con người của Lý Hoàng có chút ngưng tụ, thật sự là hắn. Thương Huyền đang điên cuồng lùng bắt, vậy mà hắn lại tiến vào thần vực chi hải. Đây là đang để cho tất cả mọi người ngoài ý liệu. Nhưng, sau khi biết thân phận của Khương Phàm, Lý Hoàng thật sự hoài nghi mục đích thực khi mà Dương Biện muốn trở về Dương gia. Đây là muốn kéo hải thần đảo lên chiến xa của vạn thế thần triều sao? Khương Phàm trực tiếp hỏi. Nếu Lý Huynh tới, thuận tiện nói cho ta nghe một sự kiện, bây giờ Dương Thiên Khuyết ở đâu? Lý Hoàng nói. Sau khi Dương Thiên Khuyết trở về liền không có lại lộ mặt qua, ta chỉ là tiểu bối của Lý gia, không rõ ràng chuyện Dương gia. Đã hiểu. Khương Phàm cười khẽ 2 tiếng, lại lần nữa ép hỏi. Lý Huynh có nghe đến những lời đàm tiếu gì hay không? Ví dụ như thân thể Dương Thiên Khuyết như thế nào, tu dưỡng ở đâu? Lời đàm tiếu, cho ta ngẫm lại. Lý Hoàng khôn khéo, đương nhiên biết rõ ý đồ của Khương Phàm. Không vội không vội, chúng ta có nhiều thời gian. Khương Phàm mang theo nụ cười trên mặt, chờ đợi Lý Hoàng quyết định. Lý Hoàng đứng trong hành lang, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng tâm tình lại xoắn xuýt phức tạp. Khương Phàm và Dương Biện khẳng định muốn xử lý Dương Thiên Khuyết. Tự mình lái miệng liền thành đồng lõa. Nếu như bọn hắn hại chết Dương Thiên Khuyết, Dương gia sẽ thật muốn thận trọng cân nhắc nghênh đón Dương Biện tiếp quản gia tộc. Hắn thấy, bất luận là Dương gia hay là Hải Thần Đảo, nghênh đón Dương Biện đều là lựa chọn tốt nhất, chỉ là trên mặt mũi rất khó điều chỉnh. Nhưng vấn đề bây giờ chính là, đứng sau lưng Dương Biện chính là Thần Hoàng tái thế, Khương Phàm hùng tâm bừng bừng này. Dương Biện khởi tử hoàn sinh, thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, bước lên thánh vương thiên phẩm, thậm chí rất có thể chính là do Khương Phàm làm. Đây là ân cứu mạng, là ân tái tạo, Dương Biện chắc chắn sẽ mang theo Dương gia thậm chí hải thần đảo thể sống chết hiệu chung. Cho nên bây giờ hắn có phải mở miệng để lộ tình huống Dương Thiên Khuyết hay không, không chỉ là quyết định sinh tử của một mình Dương Thiên Khuyết, còn có tương lai Dương gia thậm chí hải thần đảo. Khương Phàm, Dương Biện, đều không có thúc giục. Yên lặng chờ đợi quyết định của hắn. Dương Thiên Khuyết ở thế giới mới dẫn nổ thái cổ kinh hồn, thả ra nội hải của mình. Thánh tổ thứ hai của Dương gia, Dương Đồng Quang vì để cứu hắn, đã cho hắn tiến vào cấm khu tổ địa của Dương gia, tìm kiếm kinh hồn ngủ say. Lý Hoàng nói xong, lại nói với Khương Phàm. Thánh tổ Lý gia chúng ta cũng không có khuynh hướng để Dương Biện tiếp quản Dương gia, chúc các ngươi may mắn. Sau khi Dương Ngọc Trân để Lý Hoàng tiếp được Dương Biện liền sắp xếp người đưa Vân Nhi từ trong địa lao ra. Mặc dù không biết Lý Hoàng muốn làm gì, nhưng trước hết bọn hắn phải ra tay mạnh. Người đi gặp Dương Biện, bổ nhào vào trong ngực hắn khóc, thừa cơ đâm cây dao độc này vào cổ của hắn. Dương Ngọc Trân nhuộm dần kịch độc lên chủy thủ, đưa tới trên tay Vân Nhi đang run lẩy bẩy trên mặt đất. Từ sau khi Lôi Tú tự sát, thị nữ thiếp thân này của Lôi Tú liền bị nhốt trong địa lao chịu đủ tra tấn, cả ngày lẫn đêm sống không bằng chết. Vân Nhi gầy như que củi, mỗi vị trí trên cơ thể đều như đang phát run, hai mắt của nàng tan rã vô thần, chỉ ngơ ngác nhìn Dương Ngọc Trân. Dương Ngọc Thành cau chặt lông mày. À như thế này còn có thể hành thích. Dương Ngọc Trân cười lạnh nói. Càng như vậy, càng có thể kích thích Dương Biện đồng tình, cũng có thể để Dương Biện buông lỏng đề phòng. Chỉ cần nàng bổ nhào qua, Dương Biện sẽ chủ động ôm lấy. Dương Ngọc Thành chậm rãi gật đầu, điều này cũng đúng. Dương Ngọc Trân nhét mạnh chủy thủ vào trên tay Vân Nhi, thấp giọng nói. Giấu kỹ thanh chủy thủ này, giết Dương Biện, để cho ngươi, Lôi Tú, còn có Dương Biện, tới địa ngục đoàn tụ. Dương Ngọc Thành nói. Không phải ngươi nhớ đến chủ nhân của ngươi sao, không phải ngươi cảm thấy chủ nhân ngươi đáng thương sao. Chỉ cần giết Dương Biện. Các ngươi đều giải thoát rồi. Vân Nhi run rẩy nói nhỏ. Dương Biện công tử, còn sống. Dương Ngọc Trân bưng lấy mặt của nàng. Dương Biện còn sống, nhưng sắp bị xử tử, ngươi giết hắn, cho hắn thống khoái, các ngươi đều được giải thoát. Vân Nhi nắm chặt chủy thủ, ý thức hoảng hốt, thân thể run rẩy. Nàng đã bị tra tấn đến tinh thần thất thường, cũng từ đầu đến cuối đang hối hận khi đã đưa thuốc độc cho Lôi Tú. Ngươi sắp được giải thoát rồi, các ngươi sắp được đoàn tụ, liền ba người các ngươi.
Dương Ngọc Trân nằm nhoài bên tai Vân Nhi, lặp đi lặp lại khẽ nói, tẩy não cho nàng. Vân Nhi hoảng hốt thật lâu, giãy giụa lấy đứng lên. Cô nương tốt, rất tốt. Dương Ngọc Trân nắm tay Vân Nhi, nhét thanh chủy thủ vào bên trong y phục rách dưới của nàng, lại nhỏ giọng nhắc nhở. Giấu kỹ, chớ bị người khác nhìn thấy. Chờ Dương Biện ôm lấy ngươi, ngươi liền cắm vào cổ hắn, nhớ kỹ, là cắm vào cổ. Càng sâu càng tốt. Cổ, cổ. Vân Nhi ôm bả vai gầy ốm, tự lầm bầm đi đến cửa phòng. Dương Ngọc Trân nhắc nhở Dương Ngọc Thành. Huynh sắp xếp người ném cô ta đi qua, trên đường lại tra tấn một trận, phải đổ máu, phải thảm, tốt nhất để Dương Biện thấy được liền ôm vào. Ta tự mình đưa qua. Đáy mắt Dương Ngọc Thành hiện lên tia sắt lạnh, đi theo Vân Nhi đi đến cửa phòng. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên đại loạn, mặt đất đều bất chợt run run. Một chút, càng ngày càng nặng, càng ngày càng nghiêm trọng. Bàn ghế trong phòng cũng đều run run theo. Dương Ngọc Trân, Dương Ngọc Thành đẩy cửa ra ngoài, sắc mặt lập tức đại biến, kinh hãi lui lại hai bước. Một con cự ngạc khổng lồ đang nện bước nặng nề, chậm rãi đi đến trang viên bọn hắn. Cho dù cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được sát khí hung hãn kia đập vào mặt. Giống. Long cốt cự ngạc kéo lấy thân thể to béo mấy chục vạn tấn, lắc đầu vẫy đuôi, đất rung núi chuyển, tiếng gào thét hùng hậu giống như thủy triều, cuồn cuộn giữa đất trời, đinh tai nhức óc. Số lượng lớn tộc nhân Dương gia theo sát ở phía sau, muốn ngăn cản nhưng không có ai dám cả. Đây chính là hung thú bán thánh cảnh. Đổi lại là trước đó. Dương gia đều có hai vị thánh linh liên thủ ba vị bán thánh, tự mình tọa trấn tại từng địa khu quan trọng, tùy thời ứng phó ngoài ý muốn, nhưng tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Thánh linh bán thánh trấn giữ đều bị vây ở thế giới mới, thánh linh tổ địa đang thương lượng đại sự, mặc dù còn có hai vị bán thánh, nhưng bây giờ rõ ràng cũng không nguyện ý tùy tiện thể hiện thái độ. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn long cốt cự ngạc hoành hành ở trên đảo không chút kiêng kỵ. Dương Biện muốn đi đến chỗ Dương Ngọc Trân sao? Khẳng định là vậy, chính là chạy đến chỗ Dương Ngọc Trân rồi. Dương Biện tiến vào cung điện của Dương Thiên Hữu, rất có thể đã thấy vật nghĩ tình, nhớ đến Lôi Tú, muốn tới tìm Dương Ngọc Trân giải quyết. Lôi Tú, ai, bạc mệnh, nếu như lại kiên trì thêm mấy tháng liền có thể chờ được Dương Biện trở về. Dương Biện có thể giết chết Dương Ngọc Trân hay không? Trước đó đều là đang kìm nén. Dương Ngọc Trân nhìn qua long cốt cự ngạc đang đi đến nơi này, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thất thần làm gì, nhanh đi mời hai vị bán thánh Dương Hạo Nam cùng Dương Bích Huyên. Bọn hắn sẽ tới sao? Dương Ngọc Thành hô hấp thô trọng, rõ ràng cảm nhận được khí tức huyết sát nặng nề. Bọn hắn đến cũng được đến, không đến cũng phải đến, nhanh đi mời đi. Dương Ngọc Trân sợ hãi, bây giờ các thánh tổ đều đang ở bên trong tổ địa thương nghị. Nếu quả như Dương Biện thật muốn giết chết nàng, thì cũng không có người nào dám cản. Nàng còn chưa có giết chết Dương Biện, cũng không thể để Dương Biện giết nàng trước được. Ngăn lại, nhanh ngăn lại, tranh thủ thời gian cho ta. Dương Ngọc Thành vội vã rời khỏi, đi mời hai vị bán thánh cố ý trầm mặc kia. Thân tộc của Dương Ngọc Trân liên tiếp bay lên không, ngăn ở ngoài trang viên. Long cốt cự ngạc sôi trào long khí chân thực, từng bước đi tới. Mặc dù bộ pháp rất chậm, nhưng lại mang đến cảm giác áp bách hít thở không thông. Tránh ra. Khương Phàm từ trong long khí mãnh liệt đi tới, đứng ở trên đầu cự ngạc, quát tháo thân tộc của Dương Ngọc Trân. Ngươi thì tính là cái gì, nơi này không có phần cho ngươi cản rỡ. Thánh tổ Dương gia chúng ta đang phán quyết Dương Biện, chờ đến khi hắn chết, ngươi cũng đừng hòng sống. Thức thời chút, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt chúng ta, nói không chừng lúc Dương Biện chết. Các ngươi còn có thể giữ được tính mạng. Thân tộc Dương gia cưỡng để lấy dũng khí quát tháo. Sắc mặt Khương Phàm âm trầm lại, cao giọng hét lớn. Một lần cuối cùng, tránh ra. Nếu không thì ngươi muốn như thế nào? Ngươi còn dám xông vào. Thân tộc Dương gia tức giận hô to đối với long khí trên lưng cự ngạc. Dương Biện, bây giờ ngươi vẫn là tội nhân của Dương gia, đừng quá khoa trương. Chừa cho mình chút mặt mũi. Cũng là chừa cho gia tộc chút mặt mũi. Long khí cuồn cuộn trên lưng cự ngạc, chỉ là cái bóng người vẫn lạnh lùng đứng đấy, không có trả lời. Thân tộc Dương gia tiếp tục hô. Dương Biện, Lôi Tú là tự sát, không liên quan tới chúng ta. Lúc ấy chúng ta đang điều tra nàng có liên quan tới cái chết của Dương Duy hay không, đều là hình luật bình thường.
Không tin thì ngươi chờ đường chủ hình luật đường, Dương Bích Huyên, nàng sẽ tới rất nhanh thôi. Bóng người trong long khí vẫn thở ơ. Nhưng càng như vậy, càng làm cho thân tộc Dương gia áp bách, giống như có thể rõ ràng cảm nhận được lửa giận của Dương Biện. Đi! Khương Phàm vung tay lên, long cốt cự ngạc lắc đầu vẫy đuôi, phát ra tiếng gào thét hùng hậu, cất bước đi đến trang viên. Dừng lại, ta bảo các ngươi dừng lại. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ, xông tới thì dễ nhưng ra ngoài thì không đâu. Nơi này là nơi Dương Ngọc Trân ở, trên danh nghĩa là di nương của ngươi, ngươi còn hiểu chút lễ pháp không? Thân tộc của Dương Ngọc Trân cực lực ngăn cản, lời gì cũng đều nói ra bên ngoài, thế nhưng đối mặt với cự ngạc đang cất bước về phía trước, bọn hắn thực sự ngăn không được, chỉ có thể lùi lại. Dương Ngọc Trân trốn ở trong phòng, khuất nhục càng tức giận, nhưng vì tính mệnh, chỉ có thể thành thành thật thật trốn đi, không dám lộ diện. Ầm ầm, mỗi lần móng vuốt nặng nề của long cốt cự ngạc rơi xuống, đều sẽ chấn toàn bộ trang viên, càng giống như trọng chùy đánh vào ngực Dương Ngọc Trân. Thân tộc Dương gia không ngừng gào to khiển trách, tộc nhân khác của Dương gia lại theo ở phía sau mở miệng khuyên can. Sốt cuộc, khi long cốt cự ngạc đạp tan đường sông, chấn vỡ núi giả, đi đến trước mặt gian phòng của Dương Ngọc Trân, Dương Ngọc Thành cũng đã mang theo hai vị bán thánh Dương gia đến nơi này. Dương Biện, đừng làm càn. Dương Hạo Nam, Dương Bích Huyền uy nghiêm thét lên ra lệnh, kích ra cự kình linh văn, tràn ngập khí thế áp bách hùng hồn. Dương Ngọc Trân nghe được thanh âm bỗng nhiên đứng dậy, lao ra từ trong phòng, cao giọng thét lên ra lệnh. Mau đến bắt lấy hắn, nơi này là Dương gia chúng ta, không phải nơi cho tội nhân hắn đây cản rỡ. Dương Bích Huyền từ trên cao rơi xuống, ngăn ở trước mặt cự ngạc. Dương Biện, lui ra, trước khi các thánh tổ thương lượng ra kết quả, chúng ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi ở lại hải thần đảo, nhưng quyết không cho phép ngươi làm sằng làm bậy. Dương Biện không ở nơi này. Khương Phàm đưa tay vỗ tay, long cốt cự ngạc vặn vẹo thân hình khổng lồ, tản ra long khí nồng đậm trên lưng, người xuất hiện lại là Khương Bân, đang cẩn thận đỡ lấy mẫu thân Dương Biện với vẻ mặt hốt hoảng. Dương Biện đâu? Dương Bích Huyên và đám người hơi kinh ngạc. Khóe miệng Khương Phàm từ từ câu lên một đường cong. Dương Biện đi bái kiến phụ thân hắn, ta mang theo bá mẫu tới xem một chút, sau này nàng sẽ ở nơi đây. Bầu không khí thoáng an tĩnh, rất nhiều người không hiểu thấu, nhưng Dương Bích Huyên và Dương Hạo Nam bỗng nhiên biến sắc, lập tức huy động thủy triều phóng lên tận trời, xông về tổ từ xa xôi. Dương Ngọc Trân hít vào một ngụm khí lạnh, thét lên mắng mỏ. Đám hỗn đản các ngươi sẽ chết không yên lành. Không không, không không không. Dương Ngọc Thành luống cuống, lôi kéo Dương Ngọc Trân bay lên không, lao thẳng đến tổ từ. Ha ha. Khương Phàm cười khẽ hai tiếng. Sau đó quay người đưa tay. Bá mẫu, ngài nhìn trang viên này thế nào, có muốn tu sửa cái gì không? Tổ từ Dương gia. Nơi này là cấm khu quan trọng nhất của Dương gia, tọa lạc tại nơi sâu nhất trên hòn đảo của Dương gia. Bên ngoài là nghĩa trang khổng lồ, càng là chỗ trận tâm pháp trận bảo vệ hòn đảo Dương gia. Dương Biện, ngươi không thể tới nơi này. Hai vị lão nhân tóc hoa râm đứng ở trước cửa nghĩa trang, ngăn cản Dương Biện đang đi tới. Đừng ép ta giết người tại Nghĩa Trang. Dương Biện đi thẳng đến Nghĩa Trang, đi theo phía sau là Khương Qua đã nắm chặt chiến đao. Khương Qua tản mát ra sát khí lăng liệt, thiên cương lôi hỏa mênh mông vần quanh chiến đao cứ như phượng hoàng dục hỏa đang bay lên. Hai vị lão nhân khẽ nhíu mày, nắm chặt nắm đấm, trong thân thể già nua truyền ra tiếng tạch tạch thanh thúy, giống như tùy thời có thể hóa thân thành cự kình. Người trấn thủ tổ từ, nên giữ nghiêm tộc quy. Tộc quy thứ hai. Kinh hồn, viễn cổ vi hoàng. Hoàng giả, thống ngự toàn tộc, kẻ phạm ta, phạm tộc quy, lui. Dương Biện không sợ, đi đến trước mặt bọn hắn, không có dừng lại nửa bước, mà là đẩy bả vai của hai người, đi đến nghĩa trang. Hai vị tộc lão liên tục trần chờ, cuối cùng vẫn không tiếp tục ra tay, nhưng lại ngăn cản Khương Qua. Giữ lại tôn nghiêm sau cùng cho Dương gia, người ngoài vào không được nghĩa trang. Khương Qua đứng ở trước mặt hai người. Khoảng cách chỉ có ba bước, tay trái lấp lóe ánh sáng, long lân lôi mã trong nhẫn không gian đã đi ra, anh tuấn thần võ, thân hình thon dài, giống như lôi long. Long lân lôi mã phát động lôi chiều khắp cơ thể, giữ dằn hỗn loạn, lúc nào cũng có thể giết đến. Hai vị tộc lão trấn thủ nghiêm túc lạnh nhạt, rằng co với Khương Qua, cũng đang quan sát vị tán tu kết giao cùng Dương Biện này. Nhưng, nhìn một chút,
lông mày của hai vị tộc lão đều không hẹn mà cùng nhíu lại. Bọn hắn đều là niết bàn cảnh cửu trọng thiên, có thể rõ ràng cảm giác được cảnh giới của Khương Qua giống bọn hắn. Nhưng, ở đâu ra cảm giác áp bách? Bọn hắn là cự kình linh văn, có được kình hồn cường hãn, cho tới bây giờ đều là bọn hắn sinh ra áp bách đối với người cùng cảnh giới khác, lúc nào đã bị áp bách qua. Hai vị tộc lão bỗng nhiên ngưng tụ con ngươi, mặt lộ kinh sợ. Thiên phẩm linh văn. Khương Qua là thiên phẩm linh văn. Dương Biện đi qua con đường lát đá trong nghĩa trang, cây già cứng cáp ở hai bên vẩy xuống bóng cây pha tạp, để gương mặt lãnh tuấn kia của hắn lúc sáng lúc tối. Tòa cung điện màu đen sâu trong nghĩa trang kia trang trọng mà nghiêm túc, chính là tổ từ Dương gia. Phía dưới tổ từ là một không gian độc lập bị phong cấm. Bên trong là đại dương mênh mông, có năm thái cổ kình hồn đang ngủ say. Ngàn năm qua, Dương gia bồi dưỡng được qua rất nhiều thánh linh. Nhưng muốn bóc ra kình hồn và bảo tồn vĩnh cửu, vô cùng khó khăn, đầu tiên chính là phải rút đi ra khi còn sống. Chỉ một điểm này cũng đủ để cho rất nhiều thánh tổ chùn bước. Mà cho dù đồng ý rút ra, kình hồn cũng không thể cam đoan 100% còn sống. Cho nên tiếp tục tích lũy ngàn năm, phía dưới tổ từ chỉ là giữ năm thái cổ kình hồn. Dương Thiên Khuyết mới đầu không có ôm lấy hy vọng, nhưng không nghĩ tới sau khi lặp đi lặp lại nói lên tình trạng của gia tộc. Cùng quyết tâm trọng trấn gia tộc của mình, vậy mà lại thật sự đã tỉnh lại một kình hồn. Nhưng, đây là kình hồn cảnh giới thánh linh, năng lượng cực kỳ khủng bố, muốn hoàn chỉnh dung nhập vào trong thân thể, đầu tiên là phải tái tạo nội hải, cung cấp một nội hải có thể chứa đựng kình hồn cảnh giới thánh linh. Biện pháp trực tiếp nhất, chính là trực tiếp nuốt kình hồn xen lẫn nội hải này vào. Đây không chỉ sẽ nhấc lên nguy hiểm to lớn, còn sẽ tiếp nhận đau đớn khó có thể tưởng tượng được. Hơi không cẩn thận liền có khả năng bạo thể mà chết. A! À, trong không gian hải triều phía dưới tổ từ tràn ngập tiếng kêu rên khàn giọng của Dương Thiên Khuyết. Dương Thiên Khuyết hóa thành cự kình 200-300 mét, cố gắng dung hợp thánh linh xen lẫn nội hải, thân thể kịch liệt nhấc lên, khi thì bành trướng, khi thì áp xúc. Hài cốt toàn thân đều đang không ngừng vỡ vụn và gây dựng lại. Nội hải thánh linh cảnh bất luận là từ quy mô hay là năng lượng đều cao hơn bán thánh rất nhiều. Cưỡng ép nhét vào sẽ mang cho thân thể phụ tải cực lớn. Dương Thiên Khuyết sắp hỏng mất, lần lượt vỡ vụn lại đoàn tụ, để hắn đau đến không muốn sống, nhưng muốn tiếp tục làm tộc trưởng, tiếp tục dẫn dắt gia tộc, hắn nhất định phải tiếp tục gánh vác. Dương Thiên Khuyết, một giọng nói lạnh lùng từ phía trên cấm địa tổ từ truyền đến. Dương Thiên Khuyết, ta biết ngươi ở phía dưới, nghe ra giọng ai không? Ta là Dương Biện, ta, đã trở về. Thanh âm từ phía trên truyền vào cấm địa, đang quanh quẩn bên trong thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Dương Thiên Khuyết cố nén đau khổ kịch liệt, mở ra con mắt đỏ ngầu. Dương Biện, tại sao hắn lại trở lại? Bị bắt, hay là? Ta tới đây là muốn thông báo mấy chuyện với ngươi. Giọng của Dương Biện tiếp tục truyền vào phía dưới, rõ ràng khuếch tán ở bên trong hải triều. Sau khi ngươi rời khỏi thế giới mới không lâu, bình chướng khung trời đã toàn diện phong bế. Người ở bên trong đều bị khốn trụ. Thế giới mới có chủ nhân thế giới, tọa trấn tại giới Nguyên Sơn, điều khiển 38 ngọn tổ Nguyên Sơn. Thế giới mới mở ra, bản thân chính là cái bẫy, chính là để hấp dẫn cường giả của thần vực Chi Hải đi đến, sau đó. Thu lưới vây giết. Bây giờ thần vực Chi Hải đã loạn, người của hải thần đảo bị nhốt ở bên trong cũng đều chết hết rồi, bao gồm cả nhóm người hải thần đảo kia. Ta rất may mắn, trước khi bình chướng phong cấm. Đã rời khỏi nơi đó. Thanh âm đang khuếch tán bên trong hải triều, Dương Thiên Khuyết ở bên trong nghe được rõ ràng. Chấn kinh, chất vấn, lo lắng. Các loại cảm xúc tiếp tục cuồn cuộn, để hắn đang áp chế đau khổ đã nhanh mất khống chế. Ầm ầm, cơ thể 300 mét của Dương Thiên Khuyết kịch liệt phồng lên, trực tiếp biến thành một quả cầu, da thịt phồng lên để hài cốt vỡ vụn toàn diện, giống như một vùng biển mênh mông đang bộc phát trong thân thể. Hắn đau đớn nhấc lên, cực lực bình phục tâm tình tiến hành áp chế. Giọng của Dương Biện lại lần nữa truyền vào. Ta trở về, bởi vì Dương gia cần ta. Ta trở về, cũng mang theo Dương Thiên Hữu. Thật đáng tiếc, thời điểm ta giết hắn tại bến tàu, cũng không biết ngươi còn sống, không thể để cho ngươi đưa hắn đoạn đường cuối cùng. Biết Dương Thiên Hữu chết như thế nào không? Trước tiên là nát tứ chi, sau đó lại bạo thân thể, thần hồn câu diệt, không còn luân hồi. Lời nói tàn khốc để Dương Thiên Khuyết đang trong đau đớn lần nữa mất khống chế, hắn tức giận nóng nảy,
nghiêm trọng hơn là hoài nghi tính chân thực, hắn hận không thể lập tức lao ra hỏi cho ra nhẽ, nhưng đã bắt đầu dung hợp, không thể nào cưỡng ép tháo rời ra. Dương Biện nhưng không có ý dừng lại, tiếp tục nói. Ngươi đang dung hợp kình hồn sao? Rất đau đớn nhỉ, kỳ thật ngươi có thể từ bỏ, bởi vì Dương gia đã là của ta, coi như ngươi dung hợp, cũng không được làm gia chủ. Ô ô ô, Dương Thiên Khuyết đau đớn gào thét, sự tức giận tràn ngập trong ý thức, để hắn lần nữa mất khống chế. Dương Biện tiếp tục nói, càng ngày càng cao giọng. Ta đưa ra ba điều kiện với thánh tổ đầu tiên trên bến tàu. Đầu tiên, Dương Ngọc Trân cùng thân tộc của bà ta, toàn bộ rút gân lột ra, thi thể bạo chiếu 3 năm, cũng xóa tên khỏi gia phả. Điều kiện thứ hai, Dương Biện ta trở về chính là tộc trưởng, toàn quyền quản lý tất cả sự vụ của Dương gia. Tại thời điểm ta trở về, tất cả tộc nhân của Hải Thần Đảo, lên tới Dương Đồng Quang, xuống đến Hải Đồng 10 tuổi, toàn bộ quỳ xuống, lễ bái 33 ngày, hô to cung nghênh tộc trưởng 100.000 lần. Điều kiện thứ ba, Dương gia công khai sự thật với thần vực Chi Hải, năm đó Dương gia, Lý gia, Ngụy gia liên thủ mưu hại ta, công khai tên của tất cả người tham dự. Tất cả người của Dương gia trực tiếp gián tiếp tham dự, lưu vong tang thi đảo. Sau khi biết ngươi còn sống, ta lại tăng thêm một điều kiện, ngươi phải chết, nếu bây giờ ta có thể đứng ở tổ từ nói chuyện với ngươi như thế, ngươi hẳn là đã hiểu quyết định của thánh tổ đầu tiên. Dương Biện nói xong liền an tĩnh, trong không gian đại dương mênh mông phía dưới tổ từ, Dương Thiên Khuyết lâm vào cuồng nộ cùng đau đớn, hoàn toàn không cách nào tỉnh táo được. Chi đội càn quét của Hải Thần Đảo bị nhốt ở thế giới mới. Dương Thiên Hữu bị Dương Biện giết. Dương Biện lại muốn tiếp quản Dương gia. Chẳng lẽ thánh tổ đầu tiên đã đồng ý? Phía ngoài, gia tộc đã biến thiên rồi sao? Ý nghĩ tạp nhạp lặp đi lặp lại xoay quanh ở trong đầu, vùng đi không được. Đây dù sao cũng đều là chuyện hắn chú ý nhất. À à à! Dương Thiên Khuyết bỗng nhiên mở rộng miệng ra, tiếng đau đớn gào thét quanh quẩn cấm chế, gắt gao áp chế nội hải mãnh liệt lao ra, đụng chạm lấy phong ấn phía dưới tổ từ. Nhưng năng lượng cấm chế lại vô cùng mạnh. Cho dù táo bạo như đại dương mênh mông đi chăng nữa thì vẫn không có ảnh hưởng một tơ một hào đến mặt đất. À, Dương Thiên Khuyết ở bên trong kịch liệt nhấc lên, đã nội hải bắt đầu giao hòa với huyết nhục, bởi vì mất khống chế mà bị dã man tước đoạt. Không chỉ có uổng phí 10 ngày cố gắng, còn mang đến cho hắn tổn thương chí mạng khi mà cơ thể vốn đã vô cùng suy yếu. Ai? Thái cổ kình hồn đồng ý cùng hắn dung hợp nhẹ giọng thở dài. Mang theo mình xen lẫn nội hải một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Từ bỏ Dương Thiên Khuyết. Ong ong ong. Bình chướng cấm chế dưới mặt đất nổi lên gợn sóng, Dương Thiên Khuyết mang theo sắc mặt tái nhợt từ bên trong bò lên đi ra. Dương Biện nhấc đồ thần chiến kích lên, mũi kích sắc bén rơi xuống trên đầu của hắn. Xương cốt cả người Dương Thiên Khuyết vỡ vụn, đứng cũng không vững, thất khiếu hắn rớm máu, vô cùng thê thảm. Ngươi nói, đều là thật. Dương Biện lạnh lùng. Ngươi là trưởng bối, đứng lên nói chuyện. Ta đang tra hỏi ngươi, ngươi nói. Đều là thật. Dương Thiên Khuyết muốn đứng lên, nhưng thân thể vỡ vụn căn bản chống đỡ không nổi. Sự lo lắng tức giận càng làm cho hắn dữ tợn hơn, không còn lãnh tuấn uy nghiêm như thường ngày nữa. Đứng lên, nơi này là tổ từ, há có đạo lý phụ thân quỳ trước nhi tử. Ngươi còn biết ta là phụ thân ngươi. Đứng lên. Ngươi là đứa con bất hiếu. Ta bảo ngươi, đứng lên. Dương Thiên Khuyết gắt gao cắn chặt răng, dốc hết toàn lực, run rẩy chống thân thể lên, nhưng căn bản đứng không vững, lảo đảo mấy lần liền muốn ngã quỵ. Phốc phốc. Dương Biện nhấc lên chiến kích, đâm xuyên qua lồng ngực Dương Thiên Khuyết, mũi kích sắc bén chảy xuống máu tươi ở sau lưng. Ngươi. Dương Thiên Khuyết bắt lấy chiến kích. Ngươi đứng không vững, ta giúp ngươi. Dương Biện nâng chiến kích, chậm rãi chống Dương Thiên Khuyết lên. Ngô ngô, miệng Dương Thiên Khuyết đầy máu tươi, trong cổ họng lăn ra tiếng gầm nhẹ đau đớn. Dương Thiên Hữu chết rồi, ngươi cũng đừng sống nữa. Trước khi chết, nói với liệt tổ liệt tông một chút, lúc đó ngươi đã hại chết trưởng tử như thế nào. Ngươi hỏi lại hỏi liệt tổ liệt tông, thánh vương thiên phẩm viễn cổ kình hồn ta đây, có tư cách làm gia chủ Dương gia hay không? Dương Biện giơ Dương Thiên Khuyết lên, đưa đến trưng bày linh vị tiên tổ. Hôm nay, ở trước mặt tổ tông. Dùng cái chết của ngươi, hiểu rõ ân oán của chúng ta. Ngươi, không thích hợp lãnh đạo Dương gia. Ngươi, không thể làm gia chủ Dương gia.
Dương Thiên Khuyết kịch liệt ho ra máu. Giành được vị trí gia chủ, vĩnh viễn không được chấp nhận. Dương Biện, dừng tay. Hai vị bán thánh của Dương gia đuổi tới nghĩa trang, lao thẳng đến tổ từ, xa xa nhìn thấy tình cảnh ở bên trong, để sắc mặt bọn hắn đại biến. Các ngươi tới vừa đúng lúc lắm, đi thông báo các thánh tổ, Dương Thiên Khuyết đã bị phế đi. Chiến kích trong tay Dương Biện tuôn ra u quang giống như nguyền rủa, từ miệng vết thương bắt đầu lan tràn toàn Dương Thiên Khuyết thân. A! À, Dương Thiên Khuyết muốn cưỡng ép chịu đựng đau đớn, nhưng vẫn kêu vô cùng thảm thiết, thân thể treo ở trên chiến kích kịch liệt vặn vẹo, miệng vết thương đầm đìa máu me. Dương Hạo Nam cao giọng thét lên ra lệnh. Người người buông xuống trước, hắn là tộc trưởng, hắn là phụ thân của ngươi, ngươi không thể nào đối xử với hắn như vậy ở ngay trong tổ tư. Dương Bích Huyên cũng khuyên nhủ. Chúng ta đều biết ngươi chịu ủy khuất, là Dương gia có lỗi với ngươi, nhưng ngươi muốn tiếp quản Dương gia, cũng đừng có tùy ý lạm sát. Ngươi rõ ràng có thể được toàn tộc đồng tình, tại sao muốn để toàn tộc chỉ trích? Ngươi có lý cũng biến thành vô lý. Ta lặp lại lần nữa, đi thông báo Thánh Tổ. Trong một khắc, Thánh Tổ nhất định phải chạy tới nơi này. Dương Biện đưa lưng về phía bọn hắn, tiếp tục giơ cao chiến kích, để Dương Thiên Khuyết đẫm máu hướng về phía bài vị tổ tông. Nhanh đi, ta ở chỗ này nhìn. Dương Hạo Nam thúc giục Dương Bích Huyên. Nhất định phải chú ý, tuyệt đối đừng để hắn giết tộc trưởng. Dương Bích Huyên căn dặn rồi lập tức nhanh chóng rời khỏi. Sau đó không lâu, Dương Ngọc Trân cùng Dương Ngọc Thành cũng vào tới nơi này, thấy cảnh này thì suýt chút nữa đã muốn lao tới giết Dương Biện. Đủ rồi, còn thể thống gì, nơi này là tổ tư. Ai đang hồ nháo, biến ra ngoài. Dương Hạo Nam không thể nhịn được nữa, giận dữ mắng mỏ Dương Ngọc Trân. Thực sự không tưởng tượng nổi nữ tử này bình thường cao quý ưu nhã, gặp ai cũng lạnh như băng, lại còn có bộ dáng khóc lóc om sòm dã man như thế, làm cho hắn hoài nghi đây không phải là Dương Ngọc Trân. Dương Biện, nếu như ngươi giết Dương Thiên Khuyết, Dương gia tuyệt đối chứa không nổi ngươi. Dương Ngọc Trân cố nén tức giận, đứng ở bên cạnh chờ đợi các thánh tổ giáng lâm. Sau đó không lâu, hai vị thánh tổ Dương Hồng Liệt, Dương Đồng Quang nhận được tin tức vội vã đi đến tổ từ, nhìn thấy Dương Biện móc nghiêng một người đầy máu giữa không trung, trong lòng đều hơi hồi hộp một chút. Dương Thiên Khuyết phế đi. Cơ hội dung hợp kình hồn cứu vớt chỉ có thể có một lần, thất bại liền triệt để không có hy vọng. Nhưng, làm sao Dương Biện lại biết tình huống Dương Thiên Khuyết nhanh như vậy? Dương Biện đối mặt với linh vị của Liệt Tổ Liệt Tông, lạnh lùng nói. Các ngươi cãi đi cãi lại quá mệt mỏi, ta thay các ngươi giải quyết phiền não. Dương Thiên Khuyết phế đi, không thể nào lại đảm nhiệm vị trí gia chủ, càng không thể lại thống lĩnh toàn tộc. Dương Đồng Quang tức giận đến run rẩy. Dương Biện, ngươi thật quá phận. Các ngươi coi ta là dược liệu mà nuôi lớn, coi ta là thành rác rưởi mà xử tử, liền không quá phận rồi. Lão Tặc, từ giờ trở đi, câm miệng ngươi lại, cút về bế quan tu luyện, không nên đối nghịch với ta. Càng không nên nhúng tay sự vụ gia tộc. Làm trao đổi, ta có thể khoan nhượng để ngươi sống đến già, sống đến chết. Nếu như không biết tốt xấu, sau này ta sẽ để cho ngươi chết không vào được tổ từ, không nơi chôn thân, ta càng có thể để cho ngươi sau khi chết, đời đời con cháu làm nô làm bộc tại Dương gia. Ngươi, ngươi, Dương gia còn không có đến phiên ngươi làm chủ. Cái này còn chưa tới phiên, nhất định phải để ta giết Dương Thiên Khuyết. Dương Biện lời còn chưa dứt. Chiến kích đã bắn ra cường quang, năng lượng thảm liệt trong chốc lát dẫn bạo. Dừng tay. Dương Hồng Liệt đột nhiên quát lớn, răng môi nhúc nhích, gian nan mở miệng. Dương gia, thuộc về ngươi. Thánh tổ. Dương Ngọc Trân và đám người kinh hô, con mắt trừng lớn, khó có thể tin được mà nhìn Dương Hồng Liệt. Thánh tổ, chúng ta còn chưa làm ra quyết định cuối cùng, ngài phải nghĩ lại. Dương Đồng Quang hô to. Dương Biện. Dương gia có thể giao cho ngươi, nhưng ta muốn cùng ngươi ước định điều kiện một lần nữa. Nếu như ngươi đồng ý, bây giờ chúng ta liền bàn bạc ngay trong tổ từ này. Nếu như ngươi không đồng ý, ta thuận theo dân ý, lập tức xử tử ngươi. Dương Hồng Liệt nói xong, lại nghiêm túc nhắc nhở. Ngươi có lửa giận của ngươi, ta có ranh giới cuối cùng của ta. Dương Biện có chút nghiêng đầu, lườm Dương Hồng Liệt một hồi, sau đó rút chiến kích ra. Để Dương Thiên Khuyết rơi trên mặt đất, nhưng trở tay chuyển một cái, chiến kích đã đặt ở trên cổ Dương Thiên Khuyết. Giữ hắn lại, cùng một chỗ bàn bạc. Dương Hồng Liệt đưa tay lung lay đầu ngón tay.
Các ngươi đều ra ngoài. Thánh tổ, ra ngoài. Dương Đồng Quang và đám người cho dù ngàn vạn lần đều không nguyện ý, cũng không dám ngỗ nghịch thánh tổ đầu tiên ngay trong tổ tử thần thánh. Sau khi đám người đóng cửa phòng ra ngoài, Dương Hồng Liệt nói. Từ hôm nay trở đi, Dương Thiên Khuyết thoái vị, người thượng vị, chính thức tiếp quản Dương gia. Nhưng, ta chỗ này có điều kiện mà ngươi nhất định phải tuân thủ. Thánh tổ, ta. Dương Thiên Khuyết còn muốn nói điều gì, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Dương Hồng Liệt bức im lặng. Đầu tiên, ngươi không thể giết Dương Thiên Khuyết, đây là ổn định dân tâm. Mặc kệ hắn đã từng làm qua chuyện gì đối với ngươi, giết phụ thân chính là ô danh vĩnh viễn của ngươi. Tộc trưởng Dương gia mới nhận chức, càng không thể lưng đeo tội danh giết phụ thân. Đây là ranh giới cuối cùng của ta, cũng là điều kiện trước khi chúng ta tiếp tục nói, ngươi tuân thủ cũng phải tuân thủ, không tuân thủ cũng phải tuân thủ. Điểm thứ hai, chuyện 10 năm trước, hãy dừng lại như vậy, đừng lại dây dưa nữa, đừng lại truy cứu nữa. Giữ lại mặt mũi cho Dương gia, dù sao từ hôm nay trở đi, Dương gia cũng chính là Dương gia của ngươi. Điểm thứ ba, ngươi phải ở trong tổ từ này tuyên thệ, tinh lực suốt đời đều phải hiến cho Dương gia, trợ giúp Dương gia vượt qua nguy cơ trước mắt, trợ giúp Dương gia nhanh chóng quật khởi, càng phải chuẩn bị lên đầy đủ tài nguyên chiến tranh, trong vòng trăm năm đăng lâm thiên khải chiến trường, dẫn dắt hải thần đảo trở lại hoàng đạo. Dương Biện lạnh lùng liếc qua Dương Thiên Khuyết đang ngồi liệt ở trước mặt, trầm mặc thật lâu, lại nói. Điều kiện của ngươi, ta cũng có thể làm, nhưng ta chỗ này cũng có ba điều kiện. Cái đầu tiên, Dương Thiên Khuyết bỏ rơi Dương Ngọc Trân, khôi phục thân phận chính thê của mẫu thân ta. Trong vòng 10 năm, giúp mẫu thân ta khôi phục thần trí, quãng đời còn lại phải yêu thương mẫu thân của ta. Nếu không, ta đưa hắn một trận ngoài ý muốn, xuống dưới bồi liệt tổ liệt tông. Thứ hai, Dương Ngọc Trân cùng thân tộc của bà ta, phải chết. Đây là ranh giới cuối cùng của ta, một kẻ cũng không thể giữ, nhưng chết lúc nào, chết như thế nào, đều do ta quyết định. Thứ ba, nếu ta làm gia chủ, sự vụ cùng tài nguyên của Dương gia do ta toàn quyền điều phối. Bắt đầu từ ngày mai, hai vị thánh tổ quy ẩn tọa trấn, không cần đi ra ngoài nữa. Dương Hồng Liệt nói, ta và thánh tổ Dương Đồng Quang sẽ tiến hành quan sát ngươi 5 năm. Quan sát ta cái gì, ta có thể thắng đảm nhiệm hay không? Nếu như không thể đảm nhiệm, các ngươi còn có thể diệt trừ ta. Quan sát thì miễn đi, các ngươi đều là người đã sống mấy trăm năm, không cần tâm lý an ủi như thế này. Bây giờ tình cảnh của Dương gia quá đặc biệt, người tuổi còn trẻ, không có kinh nghiệm, cần phải có người chỉ đạo. Ta chỉ cần có người cho ta chỗ dựa, không cần chỉ đạo. Ba điều kiện của ngươi, ta có thể tiếp nhận, ba điều kiện của ta, nếu như ngươi tiếp nhận, bây giờ ta liền tuyên thệ kế nhiệm vị trí tộc trưởng. Dương Hồng Liệt chau mày, vẫn có thể cảm nhận được oán hận trong lòng Dương Biện, nhưng việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác. Kẹt kẹt, cửa điện của tổ từ chậm rãi đẩy ra, Dương Biện đứng tại chỗ cửa điện, lạnh lùng nhìn Dương Ngọc Trân đang đứng ở phía ngoài. Người trong mắt ngươi không đáng một đồng. Ở chỗ ta đây từng là hòn ngọc quý trên tay, ngươi để lại đau xót ở trên người nàng, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần nghìn lần. Ngươi, ngươi! Dương Ngọc Trân kinh sợ lui hai bước, sợ hãi nhìn tổ từ phía sau Dương Biện. Trong đại điện mờ tối của tổ từ, Dương Thiên Khuyết đang tê liệt ngã xuống ở nơi đó hấp hối, Dương Hồng Liệt thì mặt không thay đổi đi ra ngoài. Một màn này tựa hồ đã rõ ràng tuyên cáo với nàng, Dương Biện thắng. Dương gia muốn đổi chủ. Dương Ngọc Thành khẩn trương đến thở đều khó khăn, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hồng Liệt, chờ đợi hắn tuyên cáo. Dương Hồng Liệt đi ra cửa điện, gầy gò già nua, lại tản ra uy nghiêm bức người. Dương Hạo Nam, Dương Bích Huyên, từ hôm nay trở đi, chăm chú phụ tá tộc trưởng. Thời gian trăm năm tiếp theo của Dương gia, giao cho trên tay ba người các ngươi. Lĩnh mệnh. Dương Hạo Nam cùng Dương Bích Huyên song song cúi đầu, cung kính lĩnh mệnh. Nhưng khắp khuôn mặt lại đều là chấn kinh. Định. Cứ như vậy liền tùy tiện định đoạt. Dương Biện này đã từng là đứa con rơi bị tính kế Dương gia hại chết, vậy mà lại lấy thân phận tộc trưởng Dương gia một lần nữa trở về rồi. Thánh tổ, ngài không thể nào cứ làm quyết định như vậy. Dương Hồng Quang hô to. Hắn nghĩ là thánh tổ chỉ ở bên trong thương lượng, không nghĩ tới lại quyết định như vậy. Sớm biết hắn đã cưỡng ép ở lại bên trong. Người rất rõ ràng. Ta có thể. Đi thôi, về nơi chúng ta nên đi, làm chuyện chúng ta nên làm.
Dương Hồng Liệt đi qua bên cạnh Dương Hồng Quang, cố ý sát qua bờ vai của hắn, nhắc nhở cũng là cảnh cáo. Thánh Tổ, ngươi không thể giao Dương gia cho hắn, hắn sẽ hủy Dương gia. Nghĩ lại đi. Dương Ngọc Trân quỳ trên mặt đất, cao giọng la lên. Ta sẽ phụ trách tới cùng vì quyết định của ta, ngươi cũng phải trả giá đắt vì quyết định ngươi đã từng làm. Giọng Dương Hồng Liệt phiêu đãng trong nghĩa địa u tính, thâm ý bên trong ánh mắt để mặt Dương Ngọc Trân xám như cho. Bên ngoài nghĩa trang, hai vị thánh tổ Lý gia còn có thánh tổ Ngụy gia cũng chờ đợi ở nơi đó. Mặc dù bọn hắn được tôn làm thánh tổ, nhưng không có tư cách tiến vào nghĩa trang nhà khác, đây là cấm kỵ, cũng là tôn trọng. Dương Thiên Khuyết thế nào? Lý gia thánh tổ đầu tiên nhìn Dương Hồng Liệt bình tĩnh, lại nhìn Dương Hồng Quang đang vội vã chạy tới trong nghĩa trang, lông mày từ từ nhíu lại. Dương Thiên Khuyết dung hợp kình hồn thất bại, tự giác không thể nào lại đảm nhiệm vị trí tộc trưởng, đặc biệt chuyển giao vị trí tộc trưởng cho Dương Biện ngay trong tổ từ. Từ hôm nay trở đi, Dương Biện chính thức tiếp quản Dương gia, đảm nhiệm vị trí tộc trưởng. Bầu không khí bên ngoài nghĩa trang thoáng an tĩnh, sắc mặt thánh tổ hai nhà đại biến, định. Cứ quyết định dễ như trở bàn tay như vậy. Những điều kiện bọn hắn vừa mới thương lượng kia đâu, những khuyên can bọn hắn nói kia đâu. Thánh tổ thứ hai của Lý gia quát hỏi. Dương Hồng Liệt, với tình huống bây giờ, gia chủ kế nhiệm của Dương gia không thể nào do Dương gia một nhà quyết định, ngươi cần trưng cầu ý kiến của chúng ta. Dương Hồng Liệt thản nhiên liếc nhìn hắn. Ta đã trưng cầu qua ý kiến, nhưng quyết định cuối cùng, vẫn do Dương gia tới làm. Dương Biện hại chết hai vị thánh linh của chúng ta, Lý gia chúng ta tuyệt đối không tiếp nhận Dương Biện làm gia chủ Dương gia. Hại chết bọn hắn chính là thế giới mới, không có liên quan gì với Dương Biện. Thánh Bằng Đảo thì sao? Thánh linh của Thánh Bằng Đảo là do Dương Biện giết. Là Thái Thản Cự Viên giết. Ngươi, bây giờ Hải Thần Đảo đứng trước tình trạng gì, các ngươi làm thánh tổ đều rất rõ ràng, thần vực chi hải tiếp theo sẽ lâm vào hỗn loạn gì, các ngươi cũng hẳn là có chỗ dự phán. Hải Thần Đảo chúng ta cần một nhân vật đặc biệt tọa chấn, Dương Biện không thể nghi ngờ là người tốt nhất. Các ngươi không thể tiếp nhận, chỉ là để ý mặt mũi. Nhưng thánh tổ các nhà, các ngươi phải cân nhắc chính là lợi ích cùng phát triển của gia tộc, còn phải chiếu cố đại cục phong vân của Hải Thần Đảo. Dương Hồng Liệt không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng đi ra nghĩa trang. Các thánh tổ Lý gia, Ngụy gia cau mày, trong lòng Dương Hồng Liệt đã có quyết rồi. Dương Biện đúng là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng hắn mang theo đầy ngập thù hận trở về, sẽ mang Dương gia tới đâu, lại muốn mang Hải Thần Đảo tới đâu. Đây là đang cược mệnh. Cược hưng suy tồn vong của Hải Thần Đảo. Tộc nhân trên đảo Dương gia đang khẩn trương trong khi chờ đợi, đợi tin tức đến từ tổ từ, Dương Thiên Khuyết thoái vị, Dương Biện kế vị. Dương Biện kế vị, Dương Biện làm tộc trưởng rồi. Dương Biện thật sự hợp làm tộc trưởng rồi. Qua loa như thế sao? Ngắn ngủi một ngày liền đều kết thúc hết thảy rồi. Từ tội nhân, con rơi, lắc mình biến hóa thành tộc trưởng. Ông trời ơi, Dương Biện mới 30 mấy tuổi. Đây có được coi là tộc trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Dương gia hay không? Dương gia biến thiên, triệt để biến thiên. Dương Biện mang theo đầy ngập thù hận kế nhiệm gia chủ, các thánh tổ đang nghĩ gì vậy? Từ trên xuống dưới Dương gia đều vô cùng chấn động, trước đó cũng đều thảo luận thánh tổ là xử tử Dương Biện hay là giữ lại Dương Biện, không nghĩ tới chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã trực tiếp tuyên cáo làm tộc trưởng. Đây có nghĩa Dương Thiên Khuyết đã phế đi. Càng mang ý nghĩa phe phái Dương Ngọc Trân tại Dương gia đã triệt để thất thế, thậm chí có khả năng đứng trước nguy hiểm bị xử tử. Sau khi thân tộc của Dương Ngọc Trân nhận được tin tức liền lập tức chạy tới tổ địa, thỉnh cầu thánh tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng bị Dương Biện lấy uy danh tụ chúng gây sự, trực tiếp giao trách nhiệm cho Dương Bích Huyên mang theo hình luật đường truy nã giam lại. Dương Bích Huyên không có chống lại mệnh lệnh, tự mình dẫn người truy nã, ép vào địa lao. Phụ giới thiệu sơ lược cách cục thế giới. Một mực nói thiên khải bách tộc, kỳ thật chính là hoàng đạo có thể đăng lâm thiên khải chiến trường. Tổng cộng có 100 hoàng đạo của Cửu Châu Thập Tam Hải. Bởi vì thiên khải chiến trường không ngừng bộc phát chiến tranh, cho nên số lượng hoàng đạo không cùng thời kỳ có khác biệt, có đôi khi hơn 100 một chút, có đôi khi ít hơn so với 100, nhưng cơ bản đều duy trì tại chừng 100. Thương Huyền mặc dù không có đế quân, nhưng đã từng là tổ địa Cửu Châu, có được nhiều hoàng đạo nhất. Những lục địa khác bởi vì có đế quân, chiếm lấy tài nguyên cao hơn, hoàn toàn thống trị tất cả lục địa trung vực,
hoàng đạo phân tán xung quanh, cho nên số lượng phổ biến tại 8 cái. Phạm vi hải dương rất lớn, nhưng năng lượng và tài nguyên lại kém xa sự phong phú của lục địa, số lượng hoàng đạo phổ biến tại 1-2 cái. Phương thức làm việc đơn giản thô bạo, cùng mệnh lệnh của Dương Biện được hình luật đường nghiêm ngặt chấp hành, lập tức trấn trụ bầu không khí sao động của Dương gia. Bất luận là tộc lão niết bàn cảnh, hay là con dân đời mới, đều dùng e ngại ánh mắt quan sát vị tộc trưởng mới lấy phương thức đặc thù kế vị này. Ngay cả Lý gia Ngụy gia khi lấy được tin tức cũng xôn xao một mảnh. Bởi vì Dương Biện kế nhiệm vị trí gia chủ Dương gia, không chỉ là thống lĩnh Dương gia, cũng là ảnh hưởng toàn diện đến Hải Thần Đảo. Dù sao, Dương Biện cũng là thiên vương thánh phẩm, viễn cổ kinh hồn, chờ sau khi chân chính trưởng thành, thực lực bá tuyệt trên thần vực chi hải. Khương Phàm tìm tới Dương Biện. Ngươi đều đã xử lý tốt, chúng ta cũng nên rời khỏi rồi. Bây giờ liền đi, ta đã tiếp quản Dương gia, tài nguyên nơi này các ngươi tùy tiện dùng, không cần thiết liền đi vội vã ngay bây giờ, muốn đi cũng phải để sau khi cảnh giới tăng lên một trọng thiên. Chúng ta vừa đột phá cảnh giới, muốn lại đề thăng quá khó khăn. Vậy cũng không cần thiết vội vã rời khỏi như vậy, ta vừa mới đi dọn dẹp tài nguyên mà bọn người Dương Thiên Khuyết mang về từ thế giới mới. Bên trong còn có một bộ di thể thủy kỳ lân cảnh giới bán thánh. Vật này tốt, ta không khách khí, thay Thương Hàn Nguyệt nhận lấy. Khương Phàm không có chối từ. Còn có một thứ vô cùng quý giá, Chí Tôn Long Giác. Nghe nói trong 10.000 con giao long mới có thể sinh ra ra một con giao long có được Chí Tôn Long Giác. Nếu như được tẩm bổ thích đáng, có khả năng hóa thành cự long, đăng lâm Chí Tôn, coi như dung hợp thất bại cũng có thể thông qua sừng rồng phóng xuất ra long uy phi phàm. Chí Tôn Long Giác hiếm thấy lại quý giá hơn, đối với yêu thú huyết mạch long tộc khác đều sẽ có hiệu quả biến đổi. Giao long, Chí Tôn Long Giác, đúng là bảo bối. Đan Hoàng đều lên tiếng ở trong ý thức Khương Phàm. Chí Tôn Long Giác thật sự quá hiếm có, bên trong 10.000 con giao long sinh ra một cái đều là nói ít, bên trong 100.000 con giao long sinh ra một cái đều xem như may mắn. Cũng chỉ có yêu tộc bên trong hoàn cảnh phong bế như thế giới mới kia, mới có thể để cho bộ tộc giao long từ từ sinh sôi ra sừng rồng như thế này. Nếu như Dương gia không cần, vậy ta thu. Khương Phàm không nghĩ tới Dương gia lại còn có thể có được nhiều bảo vật như vậy. Cho Hàn Ngạo. Dương Biện vẫn rất xem trọng Hàn Ngạo. Trước trước sau sau nhiều cơ duyên đặc thù chồng chất lên như vậy, vẫn còn không có đột phá, hoặc là hắn thật không được, hoặc chính là phương hướng muốn biến đổi linh văn quá đặc thù. Một khi thành công, đầy đủ kinh diễm. Đã cho Hàn Ngạo một viên bích ngọc đan, bán thánh cảnh, khí tức long tượng, hẳn là có thể trợ hắn lại xông một thiên phẩm. Đồ mà Khương Phàm cho Hàn Ngạo đã đủ nhiều, tình huống mấu chốt của hắn vẫn phải dựa vào đại long đao. Những cái khác đều là đưa đến tác dụng khích lệ. Bích Ngọc Đan hẳn là có thể hung hăng kích thích Đại Long Đao một lần. Chí Tôn Long Giác này, cho đại tặc làm vũ khí đi. Đồ còn dư lại, người hẳn không có thấy vừa mắt. Đồ tốt đều để cho Lý gia cùng Thánh Bằng Đảo, dù sao trước đó Dương Thiên Hữu cũng đã lấy được Hải Hoàng Tam Xoa Kích cùng Thiên Mệnh Chiến Giới. Tuy bên trong dược viên cùng bảo các của Dương gia còn có số lượng lớn bảo bối, người đi qua nhìn. Đụng phải thứ thích hợp liền lấy đi, thuận tiện bế quan mấy tháng. Dương Biện chân thành mời, hắn thực sự nợ Khương Phàm rất nhiều, từ hôm nay trở đi hắn được trả lại. Thật sự không cần, người giữ lại phát triển Dương ra đi. Khương Phàm giao Hải Hoàng Tam Xoa Kích cho Dương Biện, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Giữ lại áp trận, lung lạc lòng người. Không thể không đi. Người rất rõ ràng tình huống của ta. Ta đến thần vực chi hải chỉ là tị nạn, không thể nào ở lại quá lâu. Đúng rồi, ta sẽ bí mật để Bạch Tai lại, bình thường không cần quấy rầy hắn tu luyện, nhưng thời điểm có cần cũng đừng khách khí. Hắn sẽ là một lưỡi dao giúp ngươi khống chế Dương gia, nhìn ngươi dùng như thế nào. Khương Phàm đã quyết tâm, muốn về Thương Huyền nhìn tình huống. Khương Phàm rời khỏi vào đêm khuya, lặng lẽ rời khỏi Hải Thần Đảo. Dương Biện yên lặng tiễn biệt. Cho đến khi bọn hắn biến mất trong hải triều mênh mông bát ngát. Bọn hắn cứ đi như thế. Một phụ nhân xinh đẹp nở nang từ trong cánh rừng sau vách núi đi tới. Dương Bích Huyên, người khống chế chân chính của hình luật đường Dương gia, một nữ tử tháo vát thông minh. Dương Biện lạnh lùng nói. Ta không thích người khác giám sát ta, người hẳn là thay ta giám sát người khác. Dương Bích Huyên nói với ý vị sâu xa. Bọn hắn giúp người trở về Dương gia.
tiếp quản gia tộc, lại tại thời điểm hẳn là nên hưởng thụ lại yên lặng rời khỏi, thật sự là huynh đệ tốt. Dương Biện nói, nếu có người hỏi, người cứ nói là bọn hắn đang bế quan. Long cốt cự ngạc đang trùng kích thánh linh cảnh, Khương Qua, Long Lân Lôi Mã, Huyền Quy đều đã bắn vọt cảnh giới đến bán thánh. Tài nguyên của Dương gia, đa số đều dùng trên người bọn hắn. An bài như vậy không chỉ có thể ẩn giấu đi bí mật bọn người Khương Phàm đã rời khỏi, còn có thể giữ vững thần bí, hình thành uy hiếp, để kẻ phản nghịch trong tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi nào bọn hắn sẽ trở về? Dương Bích Huyên nhìn không thấu chuyện này, Dương Biện vừa mới làm gia chủ, những huynh đệ kia hẳn là nên toàn lực phối hợp, càng cần hiện ra linh văn cùng thực lực hơn, chủ hoạch kiến lập đảo thứ tư. Ngay thời điểm này lại đột nhiên rời khỏi, là thật không muốn hưởng thụ công danh, hay là đang gánh vác sứ mệnh gì? Thứ không nên hỏi thì không nên hỏi, lại tràn ra tin tức cho ta, trong tay của ta đang nắm giữ Hải Hoàng Tam Xoa Kích, cố ý giao cho Lý gia. Giao cho Lý gia? Dương Bích Huyên hơi nhíu mày. Hải Hoàng Tam Xoa Kích là thần binh chân chính, danh chấn thập tam hải, uy lực tuyệt luân, bên trong rất có thể còn phong tổn ý thức cùng truyền thừa Hải Hoàng, bất kể là ai đạt được, đều có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng, nghĩ lại, Dương Bích Huyên đã hiểu thâm ý bên trong. Bây giờ Lý gia có ý kiến vô cùng lớn đối với việc Dương Biện tiếp quản Dương gia, từ cao tầng đến con dân bình thường đều lộ ra mâu thuẫn, nhất là Lý Hùng sắp tiếp quản vị trí tộc trưởng Lý gia kia, càng từng là đồng đảng của Dương Thiên Hữu, sau này khẳng định biến đổi hoa dạng đối kháng với Dương Biện. Nhưng dụ hoặc của Hải Hoàng Tam Xoa Kích thực sự quá lớn, sau khi đưa tin tức ra ngoài, Lý gia nơi đó khẳng định sẽ bạo động, nói không chừng đều sẽ có người chủ động đến lấy lòng. Ví dụ như, trước đó Lý Hoàng đã chủ động liên lạc qua Dương Biện. Lý gia nơi đó khả năng sẽ còn hoài nghi chính là Lý Hoàng đã tiết lộ bí mật của Dương Thiên Khuyết, cũng làm giao dịch cùng Dương Biện. Phe phái của Lý Hoàng tại Lý gia có địa vị vô cùng cao, rất có thể sẽ khiến cho Lý Hùng kiêng kỵ. Mà Dương Biện tràn ra tin tức lại là giao cho Lý gia, mà không có đặc biệt là ai, Lý Hùng thậm chí có khả năng sẽ phái người bí mật đến tiếp xúc. Kể từ đó, Lý gia sẽ lâm vào tranh đấu nội bộ, cũng không dám trực tiếp ra tay với Dương Biện, Dương Biện có thể tranh thủ đầy đủ thời gian chỉnh đốn Dương gia. Dương Bích Huyên khẽ nhíu mày, không hổ là người thừa kế Dương gia đã từng bồi dưỡng, ngay cả Dương Mưu đều có thể chơi đặc sắc như vậy. Nhưng, thật sự muốn giao ra Hải Hoàng Tam Xoa Kích sao? Cái giá này có thể quá lớn hay không? Dương Biện nhìn qua hải triều mãnh liệt, thanh âm lạnh lẽo theo gió biển phiêu đãng trên vách núi. Tạo cho ta 300 cái quan tài, đặt tới trước hình luật đường, đưa lời đi, quan tài không đầy, chỉnh đốn không ngớt. Ta muốn để Dương gia từ trên xuống dưới rõ ràng nhìn thấy, cũng làm cho bọn hắn rõ ràng biết, Dương Biện ta muốn triệt để chỉnh đốn Dương gia. Trong lòng Dương Bích Huyên run lên, nhưng chần chờ một lát, vẫn yên lặng lui xuống. Tại thời điểm Dương Biện bắt đầu chỉnh đốn Dương gia, đầu tiên liền hướng thần dụ chi hải thả ra một tin tức. Thế giới mới có giới chủ thần bí, cảnh giới sợ tại cảnh giới Thánh Hoàng. Thế giới mới có 38 ngọn tổ nguyên sơn, cùng giới nguyên sơn tạo thành pháp trận cường đại, có thể hình thành phòng ngự tuyệt đối, chống cự bên ngoài xâm nhập, còn có thể hình thành vòng xoáy, thôn phệ tất cả đội ngũ nghĩ cách cứu viện. Hải thần đảo tuyên bố từ bỏ nghĩ cách cứu viện, cũng xin mời thần dụ chi hải nghĩ lại sau. Tin tức truyền đến Thiên Kiếm Thần Tông, lập tức kích thích cường tộc các phương đang tụ tập. Thánh Hoàng, giới Nguyên Sơn, tổ Nguyên Sơn, nếu như thế giới mới mạnh mẽ như vậy, vì sao trước đó lại sụp đổ, chẳng phải là cái bẫy hay sao? Nếu quả thật giống như Hải Thần Đảo nói, người bị nhốt ở bên trong thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà, rất có thể sẽ tại thời điểm bọn hắn nghĩ cách đi qua cứu viện, lần nữa mở ra thế giới mới, một mẻ hốt gọn bọn hắn. Thiên Kiếm Thần Tông sớm đã biết tình huống này, nhưng nghĩ đến hàng tỷ dân chúng bị nhốt, lại nhìn số cường tộc của thần dụ chi hải vô khẩn cầu, bọn hắn không thể nào thấy chết không cứu. Chỉ là Thiên Kiếm Thần Tông rất kỳ quái, Hải Thần Đảo lại chịu từ bỏ. Đám người bị nhốt kia đều là tinh nhuệ của Hải Thần Đảo, đều là niết bàn cảnh đi lên, còn có bán thánh cùng thánh linh. Nói từ bỏ liền từ bỏ rồi. Nếu mất đi bọn hắn, thực lực tổng hợp của Hải Thần Đảo sẽ chợt hạ xuống hơn phân nửa. Nhưng, ngay sau đó tin tức khác lại truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều kinh đến. Dương Biện trở lại Hải Thần Đảo, giết Dương Thiên Hữu trước mặt mọi người.
Dương Thiên Khuyết thoái vị, Dương Biện toàn diện tiếp quản Dương gia. Hai vị thánh tổ Dương gia tuyên bố ủng hộ Dương Biện. Cường tộc các phương đều chấn kinh. Một kẻ có được viễn cổ kình hồn thánh vương thiên phẩm, tiếp quản hải thần đảo đang đứng ở mệt mỏi. Trong lúc vô hình lại để địa vị hoàng tộc của hải thần đảo nhanh chóng vững chắc, thậm chí nguy hiểm hơn. Bởi vì Dương Biện có bốn vị huynh đệ đặc biệt, cùng hải linh tiềm lực vô hạn. Bởi vì tiềm lực của Dương Biện tại thần dụ chi hải không ai không biết, huống chi Dương Biện còn khống chế tam đại thần khí là đồ thần chiến kích, hải hoàng tam xoa kích, cùng thiên mệnh chiến giới. Nếu như tương lai Dương Biện bước lên cảnh giới thánh vương, phối hợp với viễn cổ kình hồn cùng tam đại thần khí, hắn thật có khả năng trực diện thánh hoàng. Các cường tộc của thần dụ chi hải, nhất là hoàng tộc, đều cảm nhận được áp bách. Nhưng, việc cấp bách vẫn là phải cứu vớt đám người bị vây ở trong thế giới mới kia. Kỷ nguyên năm 10 ngày mùng 8 tháng 2, Thiên Kiếm Thần Tông tập kết mấy triệu cường giả của thần dụ chi hải gần, đuổi giết thế giới mới, tụ tập đến khu vực cửa vào xuất hiện lúc ban đầu, triển khai tấn công mạnh toàn diện đối với bình chướng tại khung trời của thế giới mới. Thiên Kiếm Thần Tông, Bá Vương Đảo, Hoàng Đạo Hoàng Tộc, thậm chí các cường tộc như Thương Nguyên Đảo, Thiên Mộng Đảo, bọn hắn đều cống hiến pháp trận chấn tộc ra ngoài. Trước sau sau tổ kiến 33 loại pháp trận, tập trung năng lượng của mấy triệu cường giả lại, bộc phát ra năng lượng hủy diệt khủng bố như đại dương, kéo dài tấn công mạnh bình chướng. Bình chướng tại thế giới mới nhận lấy va chạm kịch liệt, trong trong ngoài ngoài đều nổi lên gợn sóng. Người bị nhốt ở bên trong liên tiếp bị triều thú triều kinh động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao tới, chiến trường. Đám yêu tộc của thế giới mới cũng liên tiếp thay đổi phương hướng, không còn lùng bắt bốn chỗ nữa, mà chạy tới chiến trường tổ kiến vòng vây. Thiên Kiếm Thần Tông một bên tiếp tục tấn công mạnh, bày ra tư thế không đạt mục đích quyết không bỏ qua, một bên cũng đang sẵn sàng, đề phòng thế giới mới đột nhiên thôn phệ bọn hắn, một bên cũng lại đang hiệu triệu toàn bộ các cường giả thần dụ chi hải tham dự vào, tăng cường uy lực pháp trận. Cứ như vậy, một trận ác chiến liên quan đến sống chết của hàng tỷ sinh linh, bạo phát oanh oanh liệt liệt tại dưới đáy đại dương. Đây là cứu rỗi bản thân thần dụ chi hải, càng là nguy cơ sinh tử của thần dụ chi hải. Các hải vực xung quanh, thậm chí tới gần đại lục, cũng bắt đầu chú ý đến chuyện này. Tại thời khắc thần dụ chi hải gió nổi mây phun, Khương Phàm đã vượt qua đại dương mênh mông, thẳng đến tân hải của Thương Huyền Tây Bộ. Cùng lúc đó, vạn đạo thần giáo đang bí mật điều tra cũng nhanh chóng lan tràn đến hai nơi từ Tây Bắc Bộ đến Tây Bộ, Bắc Bộ. Thẩm thấu chi đội tìm kiếm đến Tây Bộ, đầu tiên liền tập trung vào đại diễn thánh địa. Bởi vì, đại diễn thánh địa chính là thế gia ngự thú, nổi danh nhất Tây Bộ. Bởi vì, 13 năm trước đây, đại diễn sơn mạch đã từng rơi xuống dị tượng, mấy triệu yêu thú tập thể thần phục. Bởi vì, ngày đó chính là ngày nữ nhi của đại diễn thánh chủ ra đời. Bởi vì, tương truyền nữ tử của đại diễn thánh chủ thiên phú tuyệt luân, rất có thể trời sinh chí tôn thánh phẩm. Thậm chí khả năng cao hơn, nhưng không có ai biết nàng được gọi là gì, cũng không có người ngoài nào đã từng gặp qua nàng. Nàng rõ ràng đã từng oanh động qua, nhưng lại giống như không còn tồn tại. Những tình huống đặc thù này, vô cùng phù hợp với điều kiện thiên hậu mà vạn đạo thần giáo muốn tìm. Đại diễn thánh địa, ai? Nhị trưởng lão của vạn đạo thần giáo đứng trên một ngọn núi cao vạn trượng ở đại diễn sơn mạch, đưa vẻ mặt phức tạp ngắm nhìn thánh địa bao phủ bên trong lâm hải mênh mông. Làm sao cha được lại ở trên đầu đại diễn thánh địa? Thánh địa không đáng sợ, đáng sợ là sự tụ tập của bọn này. Tụ tập mà còn có thể khiêng, gánh không được chính là lực ảnh hưởng của thánh địa. Bây giờ thời điểm suy yếu nhất, cũng là thời điểm cường thịnh nhất của thánh địa. Nói suy yếu, là bởi vì đa số cường giả niết bàn cảnh trở lên đều bị điều đi thánh địa Tổ Sơn. Nói cường thịnh, là bởi vì thánh địa Tổ Sơn đã tập kết toàn bộ cường giả niết bàn của thánh địa Thương Huyền. Liên hợp khống chế Thương Sinh Cung, đưa mắt nhìn khắp các nơi ai dám mạo phạm bất cứ một chỗ thánh địa nào, Thương Sinh Cung sẽ được phóng thích toàn lực. Chỉ mong nữ nhi Tô Thiên Sóc không phải thiên hậu. Nhị trưởng lão cảm thấy nhức đầu. Lục trưởng lão hầu ở bên cạnh, yên lặng chờ đợi kết quả các đệ tử điều tra. Mặc dù bọn hắn ở bên ngoài nghe được rất nhiều nghe đồn, nhưng dù sao cũng đều là nghe đồn, bọn hắn cần tiến hành xác minh. Xác minh đối tượng chính là bộ lạc tản mát đời đời sinh tồn trong đại diễn sơn mạch. Sau đó không lâu, các đệ tử thần giáo liên tiếp trở về, điều tra kết quả giao cho lục trưởng lão. Lục trưởng lão cẩn thận tập hợp,
sắc mặt khó nhìn lên. Hoàn toàn giống những gì chúng ta nghe được ở bên ngoài. Tô Thiên Sóc tổng cộng có 3 đứa con, trưởng tử là Tô Triệt, trưởng nữ là Tô Lăng, đều thiên phú không tồi, thường xuyên lộ tung tích ở bên ngoài, là kiêu ngạo của đại diễn thánh địa. Nhưng, tiểu nữ nhi rất thần bí, cũng rất điệu thấp, từ khi sinh ra đến nay cũng không có xuất hiện ở bên ngoài, ngay cả tên cũng đều không có người biết. Rất nhiều người trong bộ lạc cũng đã quên nữ hài nhi này tồn tại. Một khả năng là, thiên phú của nàng rất cao, là thiên phẩm linh văn, Tô Thiên Sóc lo lắng nàng nhận phải hãm hại, nên đã tận lực bảo vệ. Còn có một khả năng khác, thân phận của nàng quá đặc thù đến Tô Thiên Sóc cảm thấy e ngại, nên đã giấu nàng đi. Đặc thù. Nhị trưởng lão yên lặng phẩm vị hai chữ này, chẳng lẽ Tô Thiên Sóc biết thân phận nữ nhi của hắn đặc thù? Cũng không có khả năng. Thiên hậu là bản thân luân hồi, mang theo ký ức, mang theo truyền thừa, không thể nào tùy tiện bại lộ thân phận, mà Tô Thiên Sóc chỉ là chủ nhân thánh địa, trước đó không thể nào biết đoạn bí mật bị phong tỏa kia. Chỉ là ta suy đoán mà thôi. Lục trưởng lão lật tới lật lui tập hợp tư liệu, nói. Trong này còn có một tin tức đáng giá chú ý. Tô Thiên Sóc đã từng đại biểu Liên minh Thánh địa Tây Bộ, mời Vô Hồi Thánh địa và các Liên minh Thánh địa Nam Bộ tới đại diễn Thánh địa, lấy danh nghĩa điều giải ân oán giữa Thánh địa Nam Bộ, cùng nhau tham gia hành động thám hiểm ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Vĩnh Hằng Thánh Sơn là bảo địa của Tây Bộ, chưa từng có mời thế lực bên ngoài đến qua bao giờ, cho nên chuyện này rất khác thường. Kết quả. Nhị trưởng lão khẽ nhíu mày. Nếu như nữ nhi của Tô Thiên Sóc thật sự là thiên hậu, chẳng phải mang ý nghĩa Khương Phàm và Thiên Hậu đã gặp mặt. Kỳ quái chính là ở chỗ này, Vô Hồi Thánh Chủ không cảm kích chút nào, trước khi bắt đầu thám hiểm, Khương Phàm lại giết rất nhiều đệ tử của Thánh địa Nam Bộ, sau khi tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn càng đắc tội rất nhiều người, bao gồm cả Tô Triệt của đại diễn Thánh địa, cuối cùng chọc giận toàn bộ Liên minh Thánh địa Tây Bộ. Nếu như đại diễn Thánh địa thật sự có Thiên Hậu, Khương Phàm hẳn là sẽ cùng người của đại diễn Thánh địa hòa thuận ở chung. Càng có thể có liên hệ càng sâu với đại diễn thánh địa, nhưng cũng không có. Lục trưởng lão nghiêm trọng lắc đầu, mặc dù dấu hiệu cho thấy tiểu nữ nhi của Tô Thiên Sóc rất giống thiên hậu chuyển thế, nhưng lấy được tư liệu trong tình báo cũng không có liên quan quá trực tiếp tới tiểu nữ nhi. Nếu như là thế lực khác, bọn hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép tham gia điều tra, nhưng phía trước là thánh địa, mà còn là tôn chủ thánh địa Tây Bộ. Một khi mạo phạm, chắc chắn sẽ chọc giận toàn bộ liên minh thánh địa. Nếu như cuối cùng chứng minh Tô Thiên Sóc nữ nhi không phải thiên hậu, như vậy, hậu quả đều để cho đám người bọn hắn đây gánh chịu. Nhị trưởng lão phân phó nói. Đại diễn thánh địa có đệ tử đi ra ngoài lịch luyện hay không? Bắt mấy tên tới cho ta. Lục trưởng lão lập tức sai khiến. Các ngươi, còn có các ngươi, dẫn người lùng bắt, nhớ kỹ, không được để lại bất cứ dấu vết gì. Nhị trưởng lão yên lặng nhìn qua phương xa, cẩn thận suy nghĩ. Bắt đầu điều tra từ Tây Bắc Bộ, cho tới bây giờ, nơi này không thể nghi ngờ chính là thế gia ngự thú phù hợp với điều kiện nhất. Nhưng, nếu quả như thiên hậu thật sự chuyển thế đến đại diễn thánh địa, liền mang ý nghĩa, tương lai, rất có thể tất cả thánh địa thương huyền sẽ nhìn về phía vạn thế thần triều, dù sao Khương Phàm cũng là từ trong Vô Hồi thánh địa đi ra tới. Khương Phàm dã tâm bừng bừng, cũng khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội, kéo phần lực lượng đặc biệt là thánh địa này lên chiến xa của mình. Nhưng, trước đó Khương Phàm còn săn giết qua truyền nhân của Thánh địa Trung ương. Chuyện này lại để cho người ta suy nghĩ không thấu. Chẳng lẽ, bọn hắn đều muốn nhiều hơn? Đại diễn Thánh địa và Thiên hậu thật không có liên quan. Lục trưởng lão trầm mặc một lát, hỏi ra vấn đề bén nhọn. Nếu như tiểu nữ nhi của Tô Thiên Sóc thật sự là Thiên hậu, chúng ta phải làm thế nào? Tôn chủ Nam Bộ coi Khương Phàm là nhi tử nuôi của mình. Nếu như tôn chủ Tây Bộ lại là phụ mẫu của Thiên Hậu, tương lai rất có thể Liên minh Thánh địa Thương Huyền sẽ đảo hướng toàn diện đến Vạn Thế Thần Triều. Chúng ta tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Một khi xác định liền phải quả quyết xử lý, không được để lại hậu hoạn. Nhị trưởng lão vác hai tay ở sau lưng dùng sức nắm chặt lại, mặc dù không muốn trở mặt cùng Thánh địa với tình thế trước mắt, nhưng nếu như sớm muộn cũng đều phải trở thành kẻ địch, bọn hắn chỉ có thể kiên trì. Nếu thật sự là thiên hậu, chúng ta đương nhiên phải mạnh mẽ bắt đi. Nhưng, hậu quả đắc tội thánh địa. Ta có một đề nghị, sau khi bắt thiên hậu đi, lại tạo một trận nguy cơ thú triều, đồ sát đại diễn thánh địa, không để lại người sống, không để lại vết tích.
Đến cuối cùng Thánh Địa Tổ Sơn có làm thế nào cũng tra không được trên đầu chúng ta, liền xem như hoài nghi, cũng không có chứng cứ trực tiếp. Tóm lại, chúng ta lập tức bắt lấy Thiên Hậu, lại không hề liên quan tới chuyện này. Nhị trưởng lão yên lặng nắm chặt hai tay, không có trực tiếp tỏ thái độ, nhưng trong ánh mắt đã nổi lên ý lạnh. Một ngày sau, đệ tử thần giáo bí mật lùng bắt cuối cùng cũng kéo tới tên tù binh đầu tiên từ trong rừng rậm mênh mông. Hắn là truyền nhân thánh phẩm của đại diễn thánh địa, Lữ Lương Nhân. Đại thừa thánh phẩm, linh hồn cảnh ngũ trọng thiên, linh văn bạch mâu ô nha. Hắn sinh ra từ bộ lạc xung quanh, sau này được chiêu nhập thánh địa, theo túc lão thánh địa. Đệ tử thần giáo kéo Lữ Lương Nhân be bét máu thịt tới trước mặt nhị trưởng lão. Chỉ có mỗi hắn. Nhị trưởng lão đi đến trước mặt Lữ Lương Nhân, cúi đầu rủ lông mày xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Các đệ tử khác đều bị xử lý, hiện trường cũng khôi phục nguyên trạng, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Sau khi báo cáo xong, đệ tử thần giáo liền cung kính lui ra, tiếp tục đến trong rừng rậm lùng bắt đệ tử thánh địa khác. Bọn hắn thông qua khảo vấn biết được, mặc dù cao tầng đại diễn thánh địa chạy tới thánh địa Tổ Sơn, nhưng các đệ tử và trưởng lão lưu thủ đều không có sống uổng thời gian, mà là càng cố gắng tu luyện ở bên ngoài. Nói cách khác bây giờ trong rừng rậm còn tán lạc số lượng lớn đệ tử thánh địa, bên trong không thiếu đệ tử thiên phú như Lữ Lương Nhân. Các ngươi là ai, dám ở đại diễn thánh địa làm càn? Lữ Lương Nhân gian nan ngẩng đầu lên, miệng đầy máu tươi, thanh âm đều bởi vì đau đớn mà mang theo chút rung động. Hoàng đạo Tây Bắc, vạn đạo thần giáo. Nhị trưởng lão trực tiếp báo ra thân phận, hình thành áp bách. Vạn đạo thần giáo. Lữ Lương Nhân có chút ngưng tụ con ngươi, khó có thể tin được mà nhìn lão nhân trước mặt. Đại diễn thánh địa mạo phạm qua các ngươi sao? Nói cho thân phận của ngươi là muốn để cho ngươi hiểu, đại diễn thánh địa ở trước mặt ta không đáng nhắc tới, mệnh của ngươi, ta có thể tùy tiện lấy. Đại diễn thánh địa không có tôn quý như vạn đạo thần giáo, nhưng chúng ta là tôn chủ Tây Bộ. Ai cũng không có tư cách nói chúng ta không đáng nhắc tới. Ngươi có thể giữ lại tôn nghiêm hèn mọn của mình, nhưng ở trước mặt vạn đạo thần giáo, các ngươi suy nhược giống như là bò sát. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngoan ngoãn trả lời, ta cho ngươi thống khoái. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lữ Lương Nhân khẩn trương càng cảnh giác, đại diễn thánh địa giống như không có cái gì đáng để vạn đạo thần giáo đến điều tra, trừ phi. Tô niệm, nhị trưởng lão có chút xoay người. Tiến đến trước mặt Lữ Lương Nhân, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Tiểu nữ nhi của Tô Thiên Sóc, tên là gì? Lữ Lương Nhân ớn lạnh toàn thân thể run rẩy dữ dội mấy lần, sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Tô Niệm. Bọn hắn thật sự là tới vì Tô Niệm. Ta đang tra hỏi ngươi, ngươi nghe không hiểu. Nhị trưởng lão mang theo sự cao ngạo và khí thế cảnh giới bán thánh, để cho Lữ Lương Nhân cảm thấy áp bách giống như ngạt thở. Lữ Lương Nhân kịch liệt thở dốc, khẩn trương hốt hoảng lại nói không ra lời. Mặc dù Tô Niệm từ đầu đến cuối luôn được thánh chủ bí mật bảo vệ, rất ít tiếp xúc cùng người ngoài, nhưng hắn và Tô Triệt lại thân cận, vẫn biết chút ít bí mật về Tô Niệm. Ví dụ như, chuyện Khương Phàm đã từng cầu hôn. Hiện nay thân phận của Khương Phàm đã chiêu cáo thiên hạ, chính là thần hoàng kiếp trước chuyển thế, điều này để thân phận Tô Niệm càng trở nên thần bí, có thể chính là thiên hậu trong truyền thuyết. Vạn đạo thần giáo lại tới ngay thời điểm như thế này, nhất định là đã biết thân phận Tô Niệm, càng là muốn uy hiếp Khương Phàm. Ngươi là chưa nghĩ ra nên nói thế nào, hay là không dám nói? Lục trưởng lão giơ tay lên, mặt đất oanh minh, liên tiếp mọc ra rễ cây tráng kiện, giống như là cự mãng cuốn lấy Lữ Lương Nhân. Các ngươi mạo phạm thánh địa, chờ tiếp nhận Tổ Sơn chế tài đi. Lữ Lương Nhân đột nhiên lên thét lên, dứt khoát lựa chọn kết thúc bản thân. Cận kề cái chết, không để lộ nửa điểm tin tức. Nhưng, phốc phốc phốc, trong rễ cây mọc ra gai độc sắc bén, đánh xuyên thân thể Lữ Lương Nhân. A, Lữ Lương Nhân căng cứng toàn thân, kêu đau đớn thảm thiết. Độc tố rót vào huyết dịch, nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, lập tức xuất hiện ảnh hưởng. Giống như hàng vạn con kiến đang gặm ăn, lại như thiên đao vạn quả. Đau khổ tràn ngập toàn thân. Từ da thịt đến xương cốt sau đó lại cho đến đầu. Ngô ngô ngô. Lữ Lương Nhân gắt gao cắn chặt răng, máu tươi tràn ra từ trong kẽ răng, hai mắt hắn trừng trừng, tiếp đó con mắt vỡ toang, toàn thân kịch liệt nhúc nhích, da thịt chóc ra từng khối lớn, lộ ra bạch cốt âm u. Một sinh mệnh tươi sống đang thối rữa. Nọc độc quá kinh khủng.
Lục trưởng lão đang mở rộng năm ngón tay lại đột nhiên nắm chặt, rễ cây lùi độc châm về, rễ già dâng lên ánh sáng màu xanh lục nồng đậm, che mất Lữ Lương Nhân. Thân thể thối rữa của Lữ Lương Nhân nhanh chóng khép lại, mạch máu, thịt tươi, lấy tốc độ trùng sinh nhanh đến mức mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đau nhức kịch liệt bây giờ lại để thân thể như gió xuân ấm áp, thư sướng không nói ra được. Nhưng, không đợi Lữ Lương Nhân thở phào, ánh sáng màu xanh lục lại phiêu tán, trong rễ cây xông ra gai độc, đánh xuyên thân thể của hắn. A! À, Lữ Lương Nhân trừng trừng hai mắt, không đợi thân thể hoàn toàn khép lại đã gắt gao kéo căng, mạch máu vỡ nát, xương cốt hư thối, thịt tươi lại rơi xuống từng mảng, ngay cả đầu đều giống như bị ăn mòn. Đau đớn không cách nào nói rõ để Lữ Lương Nhân sụp đổ, sống không bằng chết. Lúc nào muốn nói, ta sẽ buông ngươi ra lúc đấy. Lục trưởng lão khống chế dễ già, tàn nhẫn giày vò Lữ Lương Nhân. Lữ Lương Nhân ở bên trong dễ già cuồn cuộn lần lượt thối giữa, lần lượt khép lại, lặp đi lặp lại như thế, không ngừng tiếp tục. Trận tra tấn thảm liệt để vị thiên tài thánh địa này du tẩu ở bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trọn vẹn 18 lần. Lục trưởng lão cũng ngừng lại, nhưng không cũng tiếp tục khép lại cho hắn. Nữ nhi Tô Thiên Sóc tên là gì? Trả lời ta giải thoát cho ngươi, không trả lời, ta sẽ lại tra tấn ngươi 30 lần. 30 lần. Cơ thể Lữ Lương Nhân lắc một cái, thịt nát đầy người đều lắc lư theo. Ta nói, tên. Lữ Lương Nhân gian nan há to miệng. Kêu cái gì? Lục trưởng lão vểnh tai lắng nghe. Tô cái gì? Tô, Lữ Lương Nhân trong lúc bất chợt đã dùng hết lực lượng toàn thân, bỗng nhiên hắn giãy giụa, để gai độc xé rách thân thể, đầu đụng vào gai độc ở trước mặt. Phốc phốc, gai độc sắc nhọn xuyên qua đầu. Lữ Lương Nhân mất mạng tại chỗ. Lục trưởng lão khẽ nhíu mày, tuổi còn nhỏ, ngược lại là có khí phách. Sắc mặt nhị trưởng lão âm trầm xuống, không phải trách lục trưởng lão, mà là tên đệ tử này lại có thể chống đỡ được 18 lần tra tấn, còn liều chết không nói. Cuối cùng thà rằng tự sát, cũng không để lộ nửa điểm tin tức. Cái này mang ý nghĩa khẳng định nữ nhi của Tô Thiên Sóc có bí mật lớn. Nhị trưởng lão tự mình phân phó ở hai bên. Tiếp tục bắt cho ta, bắt một đệ tử càng có thân phận hơn. Sau đó không lâu, đệ tử ra ngoài đi săn liên tiếp kéo về hai tên khác. Nhưng bọn hắn chỉ biết là tên Tô Niệm, cùng chuyện trên trời rơi xuống dị tượng, những tình hình khác cũng không hiểu rõ. Đây là Thẩm Minh Thu, cháu trai của đại diễn Túc Lão, nhân vật số 2 trọng điểm bồi dưỡng đời mới. Một đám đệ tử thần giáo mặc y phục tả tơi trở về, trong tay kéo lấy một người đầy máu bị xiềng xích quấn quanh, khó nén tức giận mà ném tới trước mặt trưởng lão. Lục trưởng lão hầu nghi nhìn bọn hắn, làm đệ tử trực hệ của nội tông thần giáo, địa vị so ra có thể vượt qua trưởng lão ngoại tông, thực lực càng là cường hãn, bắt một đệ tử thánh địa mà còn quá chật vật. Linh văn của hắn là thiểm linh, có thể dịch chuyển vài trăm mét. Các đệ tử dẫn đội xấu hổ càng tức giận, không chỉ suýt chút thả hắn chạy, còn hy sinh hai đệ tử. Thiểm linh. Lục trưởng lão đưa tay nhấc lên rễ già tráng kiệt, mở rộng ra sợi rễ dày đặc, quấn quanh Thẩm Minh Thu đang hôn mê. Thẩm Minh Thu mơ màng tỉnh lại, mệt mỏi dương mắt lên, tiếp theo lại trừng trừng hai mắt, kích hoạt linh văn liền muốn chạy trốn, lại bị sợi rễ kéo chặt lấy. Các ngươi là ai? Nơi này là đại diễn thánh địa, là lãnh địa của tôn chủ thánh địa Tây Bộ, các ngươi chán sống sao? Thẩm Minh Thu giãy giụa kịch liệt, nhưng sợi rễ còn cứng cỏi hơn sắt thép, càng giãy giụa càng bị chặt buộc, cuối cùng hoàn toàn không động đậy được. Lục trưởng lão lạnh lùng nói. Nơi đó còn có ba người, ngươi biết không? Thẩm Minh Thu bị quấn đến đau đớn, không thở nổi, thế nhưng sau khi nhìn thấy các thi thể rách dưới kia, sắc mặt hắn lại hơi biến đổi. Hắn dùng sức nhắm hai mắt lại. Vương Liệt, Ngọc Nhi, Lữ Lương Nhân, bọn xúc sinh các ngươi đang chơi cái gì? Lục trưởng lão lạnh lùng nói. Chúng ta là vạn đạo thần giáo, là đến vì Tô Niệm. Thẩm Minh Thu đang tức giận gào thét lại bất chợt im bặt, sắc mặt càng tái nhợt. Vạn đạo thần giáo? Chẳng lẽ, bọn hắn biết thân phận Tô Niệm? Lúc này đến bắt Tô Niệm, là muốn dụ bắt Khương Phàm sao? Lục trưởng lão nói, chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi, người cũng có thể không trả lời, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục bắt người khác tới hỏi, bắt cho đến khi hài lòng mới thôi. Ngươi hiểu ý của ta không? Hôm nay đại diễn thánh chết bao nhiêu người, là nhìn ngươi trả lời như thế nào? Thẩm Minh Thu lắc lư ánh mắt,
gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Tô Niệm nàng vẫn còn rất nhỏ, các ngươi tìm nàng làm gì? Ngươi không có tư cách hỏi lại, chỉ cần trả lời vấn đề của chúng ta. Vào cái ngày Tô Niệm sinh ra ấy, đại diễn sơn mạch đã từng có dị tượng từ trên trời rơi xuống, biết nguyên nhân không? Ta chỉ là một đệ tử bình thường, ta không biết nguyên nhân. Ngươi tốt nhất nên biết chút ít bí mật, nếu không ta phải giết ngươi, lại bắt những người khác. Loại chuyện dị tượng từ trên trời rơi xuống này thật sự không phải là thứ mà thế lực cấp thánh địa chúng ta có thể tra rõ ràng. Vấn đề kế tiếp, linh văn của Tô Niệm là cái gì? Ngự thú linh văn. Phẩm cấp gì? Ta không biết. Không biết. Nhị trưởng lão ở bên cạnh trực tiếp lệnh lục trưởng lão. Giết, chờ tìm kẻ tiếp theo. Chờ một chút, ta thật không biết, người giết tất cả mọi người lịch luyện ở bên ngoài thánh địa, cũng không người nào biết. Tuy nhiên cái gì? Nhị trưởng lão đưa tay, ngăn lục trưởng lão. Thẩm Minh Thu nhanh quay ngược tâm tư trở lại, rất nhanh đã phát hiện vấn đề, vạn đạo thần giáo lại đang săn bắt đệ tử ở bên ngoài, không phải đi thẳng đến trong thánh địa điều tra, rất có thể chỉ là hoài nghi thân phận Tô Niệm, còn không có hoàn toàn xác định. Không sai, khẳng định là như thế này. Lục trưởng lão lạnh lùng nói. Tiếp tục, chúng ta đang chờ. Thẩm Minh Thu đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, cắn răng. Nếu như ta đều nói, các ngươi thật không còn bắt những người khác. Nhị trưởng lão tự mình bảo đảm nói. Chúng ta chỉ là đến điều tra tình huống, sau khi được xác nhận, liền sẽ rời khỏi. Thẩm Minh Thu toát ra vẻ mặt đau đớn. Ta nói, Tô Niệm là thiên phẩm linh văn, nhưng cụ thể là cái gì, ta không biết, cũng không có mấy người biết. Tại sao muốn giữ bí mật? Đương nhiên muốn giữ bí mật, đây chính là thiên phẩm linh văn, bên ngoài liên minh thánh địa chưa từng có xuất hiện qua, chúng ta đương nhiên muốn giữ bí mật. Tô Niệm mấy năm gần đây mới thức tỉnh linh văn, hay trước đó đoán được là thiên phẩm rồi. Vừa ra đời liền rơi xuống dị tượng, được các lão tổ tông bảo vệ trọng điểm điều dưỡng, cho nên rất ít lộ diện trong thánh địa, sau khi xác định linh văn đã trực tiếp ẩn nấp rồi, không cho phép tiếp xúc cùng bất cứ kẻ nào. Giấu đi. Muốn bí mật bồi dưỡng, thánh địa chưa bao giờ từng sinh ra thiên phẩm, không có kinh nghiệm bồi dưỡng, cũng lo lắng bị thế lực khác biết sau đó lại tới hãm hại, cho nên thánh chủ quyết định, do các túc lão quy ẩn liên thủ bồi dưỡng. Nhưng không được ở trong thánh địa, mà giấu đi ra một nơi nào đó ở bên ngoài, muốn chờ nàng vượt qua sinh tử cảnh sau đó lại công bố thiên hạ. Giấu đi đâu rồi? Nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão cũng hơi nhíu mày, chỉ bởi vì là thiên phẩm linh văn sao? Không phải bởi vì thân phận đặc thù. Không phải các ngươi nói chỉ là điều tra sao? Thẩm Minh Thu ra vẻ cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Chúng ta hỏi, ngươi trả lời. Ánh mắt nhị trưởng lão run lên, tràn ngập áp bách cường đại. Thẩm Minh Thu ra vẻ hốt hoảng hô. Có phải các ngươi muốn bắt Tô Niệm hay không? Ta không thể nào nói cho các ngươi biết, nếu không ta chính là tội nhân của đại diễn thánh địa. Ngươi không có lựa chọn nào khác, nói. Tô Niệm là thiên phẩm linh văn đầu tiên của đại diễn thánh địa, là hy vọng cùng kiêu ngạo của thánh địa, càng là bảo bối của thánh chủ, ta tuyệt đối không thể. A, à, bên trong dễ già đột nhiên mọc ra gai độc, đâm xuyên qua người Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu kêu gào thảm thiết, thân thể run rẩy kịch liệt. Nọc độc lan tràn khắp cơ thể, mạch máu vỡ nát, da thịt hư thối. Khi độc tố lan tràn đến đầu, loại đau đớn như bị hàng vạn con kiến gặm ăn kia trong nháy mắt đã để đau đớn thăng cấp. Con mắt của Thẩm Minh Thu vỡ nát, thất khiếu rớm máu, huyết nhục chóc ra từng mảng lớn, sống không bằng chết. Ta nói. Sau khi Thẩm Minh Thu bị hành hạ lặp đi lặp lại 9 lần, rốt cuộc cũng muốn hỏng mất. Tô Niệm giấu ở nơi nào? Lục trưởng lão tản ra gai độc, khống chế sợi rễ quấn chặt Thẩm Minh Thu. Ta chỉ biết đại khái vị trí. Thẩm Minh Thu dậy, ý thức hôn mê, lần đầu tiên đã hiểu cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói, vị trí thật rất bí ẩn, trừ hai phu thê thánh chủ, chính là những túc lão quy ẩn kia biết. Đa số người trong thánh địa, cũng đều cho rằng nàng còn sinh hoạt trên ngọn núi tổ địa kia. Làm sao ngươi biết được? Trước đó, Tô Niệm được những túc lão quy ẩn kia chiếu cố, đại công tử ngẫu nhiên còn có thể đi gặp vài lần. Cũng vô cùng yêu thương muội muội đáng yêu kia của hắn. Thế nhưng, từ sau khi Tô Niệm thức tỉnh linh văn liền biến mất từ nơi đó. Đại công tử đến chỗ thánh chủ náo loạn rất nhiều lần,
mới biết được Tôn Niệm đã bị chuyển rời đến bên ngoài. Lúc ấy đại công tử còn phàn nàn cùng ta, nói đã chuẩn bị quà sinh thần cho Tôn Niệm, nhưng không có cơ hội đưa, còn nói từ nhỏ Tôn Niệm đã giống như bị giam ở trong lồng, rất đáng thương. Ta liền xung phong nhận việc, thay đại công tử điều tra. Nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão có chút nhíu mày, ngay cả nhi tử cũng đều muốn giữ bí mật. Cái biện pháp này có phải quá mức hay không? Chẳng lẽ, đại diễn thánh chủ biết thân phận Tôn Niệm? Hoặc là Tôn Niệm vụng trộm nói cho bọn hắn, cho nên bị bí mật bảo vệ. Cất ở đâu? Ta vụng trộm theo dõi thật nhiều lần, mới phát hiện ra được, nhưng vừa tới nơi đó liền bị yêu thú trấn thủ phát hiện, vì thế còn bị trách phạt đóng chặt 3 tháng. Mặt mũi Thẩm Minh Thu tràn đầy máu tươi, mệt mỏi nói, kịch liệt ho khan vài tiếng, vội vàng nói. Ta đều nói cho các ngươi những gì mà ta biết, các ngươi có thể giết ta, nhưng đừng lại sát hại đệ tử khác. Ta dám cam đoan, coi như các ngươi giết sạch những đệ tử phía ngoài kia, cũng tra không được tình huống kỹ lưỡng hơn so với ta. Lục trưởng lão hỏi, đều có ai bồi tiếp giấu Tôn Niệm đi? Chính là những thúc lão quy ẩn kia. Nơi đó có cấm chế không? Ta không biết, lúc ấy ta còn chưa tới nơi đó liền bị phát hiện. Ngươi còn nhớ rõ là nơi không? Đó là chuyện 3 năm trước đây, là thời điểm sinh nhật tròn 10 tuổi của Niệm Nhi. Có khả năng bọn họ lại đổi chỗ. Dẫn đường. Ta chỉ cho các ngươi, chính các ngươi đi. Ta chỉ cầu được chết. Ngươi không được chọn. Giết ta đi, ta nói những lời này, đã là phản bội thánh địa, ta không thể nào lại dẫn các ngươi đi. Dẫn đường. Lục trưởng lão khống chế sợi rễ, quấn Thẩm Minh Thu thành cái bánh chưng, ném tới trước mặt. Giết ta đi, ta không thể nào mang các ngươi đi qua, van cầu các ngươi. Thẩm Minh Thu cố ý cầu khẩn, nhưng trong lòng lại thoáng thở phào, bị lừa rồi. Bọn ngu xuẩn này bị lừa rồi. Chờ một chút. Nhị trưởng lão đột nhiên gọi lại. Thẩm Minh Thu trong lòng lộp bộp dưới, phát hiện vấn đề. Nhị trưởng lão phân phó nói. Lại tra tấn hắn 30 lần, một lần nữa thẩm vấn, xác định hắn không có nói dối. Thông báo tiếp các đệ tử, toàn bộ rút về. 30 lần, không được, không. Thẩm Minh Thu giãy giụa kịch liệt, thật không nguyện ý lại tiếp nhận loại đau đớn sống không bằng chết kia, mà. 30 lần, nếu quả như thật sự hỏng mất mà nói nhầm thì sao? Lần đầu tiên, ta thay ngươi đếm. Lục trưởng lão khống chế gai độc đâm xuyên vào cơ thể Thẩm Minh Thu. A! À, tiếng Thẩm Minh Thu kêu gào thê lương vang vọng trên đỉnh núi, da thịt thối rữa, xương cốt hóa mềm, hắn trừng trừng hai mắt, toàn thân co rút, run rẩy. Rất nhanh ngay cả yết hầu cũng bắt đầu hư thối. Hắn nhận lấy đau đớn thảm liệt, hận không thể xé nát mình. Trong vài phút ngắn ngủi, trong ý thức sụp đổ của Thẩm Minh Thu chỉ còn lại có khát vọng đối với cái chết. Sau đó, những tia sáng màu xanh lại bao phủ Thẩm Minh Thu, điều trị thương thế, khép lại máu thịt cho hắn. Thẩm Minh Thu vừa mới thức tỉnh, ngay sau đó lại bị gai độc lần nữa đâm xuyên thân thể, đau đớn. Tiếp tục. Lục trưởng lão hành hạ Thẩm Minh Thu trọn vẹn 2 canh giờ, chờ đến lúc buông ra, ý thức Thẩm Minh Thu đã hoảng hốt, ánh mắt tan rã, giống như là thể xác không có linh hồn. Nhị trưởng lão ở bên cạnh lạnh lùng phân phó. Hỏi. Lục trưởng lão ngồi xổm ở trước mặt Thẩm Minh Thu. Nữ nhi Tô Thiên Sóc tên là gì? Ánh mắt Thẩm Minh Thu trở nên đờ đẫn, mập mờ nói nhỏ. Tô, Niệm. Tô Niệm là Linh Văn gì? Linh Văn, Linh Văn. Tô Niệm, là Linh Văn gì? Đáy mắt Thẩm Minh Thu trống rỗng, thoáng hiện lên tia sáng yếu ớt. Không biết. Sau khi lục trưởng lão cẩn thận hỏi thăm, liền đứng dậy gật đầu với nhị trưởng lão. Không có vấn đề, đều trả lời như trước đó. Sau khi các đệ tử thần giáo lần lượt rút đi, Thẩm Minh Thu đã dẫn đường xâm nhập rừng rậm. Thẩm Minh Thu mang theo bọn hắn chạy tới đại diễn thánh địa. Hơn 100 vị đệ tử nội tông thần giáo phân tán ở xung quanh, trải rộng ra hơn 10 dặm, chuẩn bị thanh lý đặc thù yêu thú cùng đệ tử thánh địa đang lịch luyện. Một tiếng gáy to rõ vang tận mây xanh. Là một con bằng điểu màu vàng, dương cánh 100 mét, sáng chói lóa mắt, bằng tốc độ kinh người lướt qua khung trời. Kim bằng. Bọn người nhị trưởng lão nhanh chóng dừng lại, cẩn thận trốn ở trong rừng rậm. Đại công tử. Thẩm Minh Thu mệt mỏi dương mắt lên. Nhìn phiến kim quang biến mất rất nhanh trong tầng mây kia, vẻ mặt ảm đạm. Đó là Tô Triệt sao? Lục trưởng lão cảm thấy thật đáng tiếc, nếu như có thể trực tiếp bắt lấy Tô Triệt,
nhất định có thể ép hỏi càng nhiều chi tiết. Đáng tiếc, tọa kỵ của Tô Triệt là kim bằng, tốc độ quá nhanh. Đi mau, dẫn đường. Nhị trưởng lão lạnh lùng thúc giục. Thẩm Minh Thu suy yếu ho khan, chỉ phía trước. Tiếp tục đi đến phía trước, nơi ẩn thân cách đại diễn thánh địa không xa, 50, 60 dặm mà thôi. Các ngươi coi chừng, không được kinh động người khác. Ngươi còn có tâm tư quan tâm chúng ta. Có đệ tử thần giáo ở phía sau hừ lạnh. Ta là quan tâm đệ tử thánh địa, không được kinh động quá nhiều người, liền sẽ không sát hại quá nhiều người. Các ngươi muốn mang Tô Niệm đi, liền mang đi đi, chỉ cần không hủy thánh địa. Đây là yêu cầu duy nhất bây giờ của ta. Thẩm Minh Thu suy yếu nói nhỏ, thân thể đau nhức kịch liệt khó nhịn, nếu như không phải sợi dễ nhấc lên khí thức sinh mệnh, tại tư dưỡng thân thể, hắn khả năng đã không chịu nổi. Thần giáo đội ngũ lén lút đi trong rừng cây rậm rạp, cẩn thận càng cảnh giác. Còn chưa tới sao? Hướng phía trước. Còn xa hơn nữa. Tiếp tục. Rốt cuộc ngươi có nhớ hay không? Ta có ấn tượng, ta hết sức. Vị trí đại khái. Đến nơi đó, ta liền biết. 3 giờ sau, Thẩm Minh Thu đưa tay ra hiệu bọn hắn dừng lại. Ta nhớ được ngọn núi này. Nơi Tô Niệm ẩn thân hẳn là ngay ở phía trước. Thẩm Minh Thu mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn qua phía trước một ngọn núi cao hiểm trở, chợt nhìn như hắc ưng dương cánh bay qua, quan sát rừng rậm, vô cùng có cảm giác áp bách. Ngươi dám giở trò xảo trá, chúng ta sẽ trực tiếp đổ sát đại diễn thánh địa, không để một người nào còn sống. Lục trưởng lão khống chế sợi rễ, quấn chặt Thẩm Minh Thu đến mức hắn không thể động đậy, ra hiệu các đệ tử xung quanh giữ vững tinh thần. Ta không giở trò gian, chỉ cầu chết thống khoái. Ngươi là trưởng lão thần giáo, giữ chữ tín, đợi đến nơi, trước hết hãy giết ta. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi đổ sát Túc lão thánh địa, ta càng không muốn nghe được bọn hắn chửi mắng ta. Đừng nói nhảm, cẩn thận tìm, xác định vị trí cho ta. Hướng phía trước, hướng phía trước. Thẩm Minh Thu mệt mỏi quan sát đến xung quanh, khóe mắt quét nhìn lại đại diễn thánh địa ở hơn 50 dặm bên ngoài. 50 dặm. Đối với hắn trước đó mà nói, cũng không tính là khoảng cách. Nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, lại là xa không thể chạm, khó mà vượt qua. Thẩm Minh Thu biết, hắn không trở về được. Thẩm Minh Thu cũng biết, hắn phải chết. Mặc kệ hắn làm cái gì, nói cái gì, ngay thời khắc mà hắn bị nắm lại này, vận mệnh sau cùng của hắn đã định. Thẩm Minh Thu đã từng có nguyện vọng là làm Túc lão đại diễn thánh địa, mời chào đệ tử, bồi dưỡng người mới, phát tán lực ảnh hưởng của thánh địa. Lại về sau, khi thân phận của Khương Phàm tuyên cáo thiên hạ, thân phận bí ẩn mà phi phàm của Tô Niệm, hắn hùng tâm bừng bừng muốn một phen xông ra thành tựu không giống với lúc trước. Thế nhưng, mộng tưởng tươi đẹp, cầu nguyện của tương lai, lại còn không đợi bắt đầu đã liền bị chết hiểu. Hắn, không cam tâm. Thật sự không cam tâm. Hắn, chưa từng nghĩ tới sinh mệnh kiêu ngạo của mình lại có thể kết thúc chật vật như vậy. Nhưng, hắn, phải chết. Chết ở ngoài đại diễn thánh địa, chết trước khi bắt đầu mộng tưởng. Giờ khắc này, khóe mắt đang quét nhìn của Thẩm Minh Thu lại chảy xuống nước mắt. Khóc. Hắn phách lối, hắn kiêu ngạo, hắn thậm chí không coi ai ra gì, nhưng hắn chưa bao giờ khóc qua. Nhưng ở giờ khắc này, hắn khóc, hắn thật không muốn chết. Phía trước là được, đều xốc lại tinh thần cho ta. Nhị trưởng lão không có chú ý tới Thẩm Minh Thu có vấn đề, tự mình đi ở phía trước. Cảnh giác khả năng nguy hiểm ẩn núp xung quanh. Lục trưởng lão theo sát ở phía sau, kích hoạt linh văn cảnh giác trong rừng rậm, cảnh giác các loại pháp trận bảo vệ. Số lượng lớn đệ tử sẵn sàng chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xử lý nguy hiểm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua hùng ưng giống như núi lớn, phía trước là một tòa u cốc yên lặng. Lục trưởng lão khẽ nhíu mày. Là ở đó. Chính là chỗ đó. Nào có người đóng giữ. Trong sơn cốc có rất nhiều thanh mộc tí, tính cảnh giác của bọn chúng rất mạnh. Ta giống như không có cảm nhận được năng lượng pháp trận. Ngươi lại điều tra thêm, cẩn thận điều tra thêm. Lục trưởng lão đặt hai tay tại mặt đất, dò xét thanh mộc chuột cùng pháp trận mai phục bên trong địa tầng. Nhưng, nơi nào có thanh mộc tí? Nơi nào có pháp trận? Không có. Thật sự là ta tra không được sao? Chỉ là thánh địa mà thôi, lại có thể có pháp trận mạnh bao nhiêu? Lục trưởng lão nhíu mày, nhìn về hướng Thẩm Minh Thu, lại ngoài ý muốn phát hiện Thẩm Minh Thu lại quay đầu, nhìn hùng ưng giống như đỉnh núi dương cánh ở phía sau.
nhị trưởng lão đồng thời cảnh giác. Ngươi đang nhìn cái gì? Thẩm Minh Thu đối với đỉnh núi đau thương cười một tiếng. Chạy! Ầm ầm! Đỉnh núi đột nhiên sụp đổ, không có dấu hiệu nào, lại loạn thạch tung bay. Một đầu tượng đá giống như cự ưng đột nhiên xuất hiện, dương cánh kích thiên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gáy to. Tiếng giống như sấm, âm thanh động cửu thiên, kinh khủng sóng âm như giang hà triều dâng, cuồn cuộn tầng mây. Trăm dặm tầng mây đều chôn vùi. Chấn thiên ưng. Đại diễn thánh địa bên ngoài 50 dặm chỗ, ẩn núp lính gác. Nhị trưởng lão và đám người bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hống hống hống. Chấn thiên ưng hét lớn không dứt, tiếng như lôi đình, gấp rút hỗn loạn. Giết nó. Một vị đệ tử thần giáo lập tức bay lên không, trong tay cự kiếm chỉ lên trời một kích, kiếm mang sáng chói giống như cầu vồng sâu trời, đâm thẳng tới phía trên vạn mét. Dừng tay, đó là chấn thiên ưng, chết chính là bạo tạc. Nhị trưởng lão kêu lên đầy sợ hãi, muốn ngăn cản, nhưng lại không còn kịp. Kiếm mang xé rách không gian, nháy mắt đã chém đầu chấn thiên ưng, nhưng, chấn thiên ưng vừa chết, trong chốc lát nó đã trực tiếp nổ tung. Phát ra tiếng vang quái dị giống như thiên băng địa liệt, chấn vỡ dãy núi, vạn thú gào thét, càng chấn động không gian, truyền khắp mấy trăm dặm. Phạm vi vài trăm dặm sơn hà đều yên lặng, bất luận là sơn lĩnh rừng già, hay là đại diễn thánh địa, bất luận là yêu thú, hay là con người, ánh mắt đều đồng loạt nhìn phía tiếng nổ mạnh truyền đến trong tai mình. Rất nhiều người rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng cũng rất nhanh đã bừng tỉnh. Chấn thiên ưng cảnh cáo. Nhất định là đã gặp phải nguy hiểm. Nguy hiểm? Ở đâu ra nguy hiểm? Ai sẽ uy hiếp đại diễn thánh địa ngay lúc này? Hiện nay toàn bộ thánh địa Thương Huyền đã tập kết tổ sơn trung ương, thánh địa uy danh chính là thịnh nhất thời điểm, dân chúng cùng ánh sáng giống như là mặt trời giống như rọi khắp nơi trung vực. Ngay cả vô hồi thánh địa đã từng tiếp nhận qua Khương Phàm, đều không có ai dám dây vào, chính là nhiếp tại uy danh tổ sơn. Xảy ra chuyện gì? Lưu thủ sâu trong thánh địa chính là các túc lão quy ẩn, bọn hắn liên tiếp xuất hiện, ngắm nhìn phương hướng Tây Bắc. Tô Triệt vừa mới trở về cũng cưỡi kim bằng bay lên không, ngóng nhìn về phía Tây Bắc. Nhưng, nơi đó lại an tĩnh, không còn có bất cứ động tĩnh gì, càng không có nhìn thấy tung tích chấn thiên ưng. Toàn thể đề phòng, mở ra pháp trận. Tô Triệt quả quyết ra lệnh, mặc kệ là tình huống như thế nào, trước tiên phải mở ra pháp trận lại nói. Các đệ tử lưu thủ trong thánh địa nhao nhao hành động, trong thời gian ngắn nhất tràn ngập đến các tế đàn, chống lên bảo vệ pháp trận. Bên ngoài hơn 50 dặm, ngươi cũng dám gạt chúng ta. Lục trưởng lão giận dữ, khống chế sợi rễ ghìm chết Thẩm Minh Thu. Răng rắc, thân hình gầy gò của Thẩm Minh Thu giòn vang thảm liệt, thay đổi hoàn toàn hình dạng. Con ngươi hắn tan rã, biến mất tia sáng sau cùng, trên mặt mang theo nước mắt. Khóe miệng lại mang theo tự diễu không cam lòng. Tên hỗn đản đáng chết, tất cả những gì hắn nói đều là lời nói dối, là đang dẫn chúng ta tới, đưa ra cảnh cáo cho đại diễn thánh địa. Lục trưởng lão ném thi thể Thẩm Minh Thu tới trước mặt, một chân đạp nát đầu của hắn. Rõ ràng đã rất cẩn thận, lại còn là bị một tên danh con tính kế cho. Rút lui sao? Các đệ tử thần giáo tản mát ở xung quanh liên tiếp tụ tới, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Lục trưởng lão đối với nhị trưởng lão nói. Đại diễn thánh địa bây giờ đề phòng, chúng ta vẫn rời khỏi nơi này trước, bàn bạc kỹ hơn. Nhị trưởng lão cau mày. Mặc dù Thẩm Minh Thu không nói thật, nhưng Tô Niệm bị che giấu hẳn là thật. Nhưng chúng ta còn không thể xác định đại diễn thánh địa che giấu Tô Niệm là xuất phát từ bảo vệ, hay là bởi vì thân phận. Không thể xác định, chúng ta không thể mạo phạm đại diễn thánh địa. Nếu đã che giấu rồi. Muốn điều tra chân tướng, cũng chỉ có thể tìm Tô Thiên Sóc, hoặc là những túc lão kia đến hỏi thăm. Ý của ngài là, muốn tra Tô Niệm, phải bắt bọn hắn, muốn bắt bọn hắn liền phải đến thánh địa. Nếu không, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài suy đoán, vĩnh viễn tra không được chân tướng. Nhị trưởng lão nói xong, trầm mặc một lát, gương mặt già nua hiện ra sự hung ác. Chế tạo thú triều, bao phủ đại diễn thánh địa, chúng ta không chủ động xuất hiện. Nhưng mấy thú triều công phá bình chướng, người thừa cơ xuất kích từ dưới đất, bắt sống mấy túc lão. Lục trưởng lão liên tục trần chờ, lại chậm rãi gật đầu. Đại diễn thánh địa khống chế đại diễn sơn mạch, muốn chế tạo thú triều trùng kích nơi đó, nhất định phải bắt số lượng lớn lãnh chúa cấp yêu thú, chế tạo đầy đủ khủng hoảng hỗn loạn.
Nhị trưởng lão tiếp tục an bài. Chuyện bắt yêu thú giao cho ta, người khống chế phương hướng thú triều, lại thừa dịp loạn bắt Túc lão. Trình Bất Hiếu, Vương Viễn, các người hóa thân yêu thú, thừa dịp tìm nữ tử của Tô Thiên Sóc, nếu như nàng ở thánh địa, các người nhất định phải bắt lấy cho ta. Hai đệ tử Thú Văn cung kính lĩnh mệnh, một người là Thị Huyết Cuồng Sư, một người là Thanh Âm Huyết Bức. Đại diễn thánh địa đề phòng toàn diện, các đệ tử và trưởng lão chăm chú duy trì pháp trận, nhưng, chờ lại chờ, phương hướng Tây Bắc từ đầu đến cuối vẫn không còn lại xuất hiện vấn đề gì nữa, thật giống như cái gì cũng đều không có phát sinh. Sau đó không lâu, các đệ tử lịch luyện trong rừng rậm ở bên ngoài cũng đều lục tục trở về thánh địa. Nhưng, Lữ Lương Nhân không có trở về. Thẩm Minh Thu cũng không có trở về. Ngọc Nhi đâu, còn có Vương Liệt. Bọn hắn đợi nửa ngày, đều không có đợi được Thẩm Minh Thu và mấy vị đệ tử quan trọng. Tô Triệt có một dự cảm không tốt, nhưng thực sự vẫn không thể nghĩ ra, sẽ có người nào tới mạo phạm bọn hắn. Thanh danh của đại diễn thánh địa trong tất cả thánh địa đều là tốt nhất, cơ hồ không có kẻ thù gì, mà toàn bộ cường giả thánh địa cao tầng nhất Thương Huyền đã tập kết đến Tổ Sơn. Uy thế khủng bố của Thương Sinh cung đủ để cho bất kỳ thế lực nào cũng phải kiêng kỵ, ai sẽ tới đây mạo phạm. Nơi này lại có cái gì đáng để mạo phạm? Mẫu thân của Tô Triệt, Lâm Ngữ Linh đi đến bên cạnh Tô Triệt. Không nên gấp gáp, Minh Thu bọn hắn khả năng là cách khá xa, không nghe thấy Trấn Thiên Ưng cảnh huấn. Tô Triệt nghiêm trọng lắc đầu. Không thể nào, hôm qua ta còn gặp qua Ngọc Nhi ở gần đó. Tại vị trí nào? Cách nơi này nhiều nhất 200 dặm, còn nói muốn chuẩn bị trở về bế quan. Con đã sắp xếp người đến Trấn Thiên Ưng nơi đó tra xét à? Nhi tử vừa mới phái người đi. Tô Triệt rất cảnh giác, trước khi đi phụ thân đã giao thánh địa cho hắn, để hắn toàn quyền phụ trách cân đối. Mặc dù hắn cảm giác trách nhiệm trọng đại sâu sắc, nhưng thật không nghĩ tới sẽ có người nào tới đây mạo phạm, cũng không nghĩ ra sẽ có người nào tới. Đại diễn thánh địa ngoại trừ Niệm Nhi ra. Thật không có gì đáng để cảnh giác. Chờ chút, Niệm Nhi. Lông mày Tô Triệt dần dần nhăn lại, lại lắc đầu, từ khi Niệm Nhi sinh ra đến nay đã liền bắt đầu tận lực giữ một khoảng cách cùng bọn hắn, cực ít lộ diện trong thánh địa. Ngay cả rất nhiều người trong thánh địa cũng đều muốn lãng quên nàng, chớ nói chi là bên ngoài. Con đã nghĩ đến cái gì rồi? Lâm Ngữ Linh đoan trang yêu nhã, có khí chất linh động dịu dàng. Không có gì. Tô Triệt nhìn qua phương xa, tiếp tục chờ đợi bọn người Thẩm Minh Thu. Sau đó không lâu, bọn hắn không có chờ đến người mình muốn đợi, ngược lại là chú ý tới hướng Tây Bắc đột nhiên xuất hiện hỗn loạn. Xa xa nhìn lại, bụi mù ngập trời, mây đen cuồn cuộn, số lượng lớn ánh sáng như ẩn như hiện ở trông chung cùng trong rừng rậm. Tô Triệt cưỡi kim bằng bay lên không, rõ nhìn ra xa, sắc mặt rất nhanh trở nên khó coi. Thú triều. Là thú triều. Mây đen che trời, bên trong là lôi chiều cuồn cuộn, còn kèm theo hỏa chiều mãnh liệt, số lượng lớn linh điểu hung cầm ở trong đó. Mặt đất ầm ầm rung động, núi cao sụp đổ, cây rừng vỡ vụn, cuồng phong thổ chiều kịch liệt cuồn cuộn, giã tượng uy mãnh, đại mãng tráng kiệt, hắc vân báo, liệt hỏa hùng sư, thạch hầu, các loại mãnh thú đếm mãi không hết đang điên cuồng chạy trốn. Thú chiều từ bốn phương tám hướng cuồng dã lao nhanh, nhanh chóng liên tiếp sốt cuộc lại cùng một chỗ. Oanh oanh liệt liệt nghiền ép lên tới phía đại diễn thánh địa. Địch tập, lấy ra toàn bộ bảo cốt trong tổ địa, giữ vững pháp trận cho ta. Tô Triệt cưỡi kim bằng phóng tới bốn chỗ, quát tháo các đệ tử, trưởng lão ở các nơi vững chắc pháp trận. Trong vạn dặm dãy núi của đại diễn thánh địa là vùng đất triều thánh, tất cả đều là nơi kiêng kỵ càng e ngại trong lòng yêu tộc, bọn chúng không thể nào vô duyên vô cớ táo bạo hỗn loạn, lại còn là toàn bộ vượt trên tới phía bọn hắn nơi này. Đây nhất định là do thế lực nào đó làm. Có thể hình thành quy mô thú triều như vậy, lại phải nhằm vào đại diễn thánh địa, khẳng định không phải thế lực bình thường. Trong đầu Tô Triệt lần nữa hiện lên nghi vấn, thật chẳng lẽ là bởi vì Tô Niệm? Trừ Tô Niệm, đại diễn thánh địa cùng bất cứ cường tộc nào cũng đều không kéo lên thù hận. Nhưng, ai có thể đoán được thân phận Tô Niệm có vấn đề? Mẫu thân, Tô Triệt cưỡi kim bằng từ trên trời giáng xuống, tìm được Lâm Ngữ Linh. Kẻ đến không thiện. Lâm Ngữ Linh ngóng nhìn phương hướng Tây Bắc, ngọc diện ngậm xương, không nghĩ tới đại diễn thánh địa lại là thánh địa đầu tiên trong Thương Huyền lọt vào tập kích. Để phòng vạn nhất, ngài nhất định phải rời khỏi đây. Ta đã cùng phụ thân con cam đoan qua, phải lưu thủ thánh địa.
Ta hoài nghi là tới vì Tô Niệm, có thể suy đoán thân phận Tô Niệm, lại có đảm phách tính toán tôn chủ Tây Bộ chúng ta, rất có thể là thế lực hoàng đạo. Nếu bọn hắn đã ra tay, có khả năng hủy đi thánh địa, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu như ta đoán không sai, có khả năng ngài chính là mục tiêu. Tô Triệt không biết mình đoán đúng hay không, nhưng hắn không thể nào đánh cược, nhất định phải làm tốt chuẩn bị rút lui. Lâm Ngữ Linh nói, nếu như ta là mục tiêu, con cũng là mục tiêu. Con rời khỏi, mẫu thân ở lại. Hài Nhi cưỡi kim bằng, mục tiêu rõ ràng hơn. Ngài hãy đi trước, ta ở lại hấp dẫn lực chú ý. Mẫu thân, ta không phải đang thương lượng với ngài. Tô Triệt đang muốn khuyên nhủ, Lâm Ngữ Linh lại khẽ vuốt cằm kim bằng ở phía sau Tô Triệt. Xin nhờ. Sắc mặt Tô Triệt hơi biến đổi, lập tức muốn quay đầu quát tháo. Kim bằng đột nhiên tiến về phía trước, một ngụm nuốt Tô Triệt vào, ngậm đến trong miệng vỗ cánh bay lên không. Lâm Ngữ Linh buông hỏa vân trồn trong ngực ra. Xin mời toàn bộ các tộc lão Tô gia xuất quan, bảo hộ hài nhi của ta an toàn rời khỏi, chạy tới Tổ Sơn. Thông báo túc lão quy ẩn khác, chọn một người lưu thủ, tồn vong cùng thánh địa, còn lại hãy dẫn đầu đệ tử rời khỏi, đến sâu trong rừng rậm ẩn nấp. Tuyên cáo với đệ tử nguyện ý lưu thủ thánh địa, ta, Lâm Ngữ Linh, cùng bọn họ chịu chết, bảo vệ tôn nghiêm của tôn chủ Tây Bộ, đại diễn thánh địa. Hỏa vân trồn lưu luyến nhìn Lâm Ngữ Linh, nhanh chóng xông vào rừng rậm, tìm kiếm các túc lão quy ẩn nhiều năm kia. Mặc kệ các ngươi là ai, đều phải trả giá thật lớn. Đại diễn thánh địa, không có tốt gây như vậy. Lâm Ngữ Linh ngắm nhìn thú triều đang bao phủ tới, quay người đi đến Thiên Thu Các. Khi mệnh lệnh của Lâm Ngữ Linh truyền khắp đại diễn Thánh Sơn, sắc mặt của các đệ tử, trưởng lão đang chuẩn bị phòng ngự cũng thay đổi. Thánh địa đang tốt lại đột nhiên liền muốn đứng trước sinh tử tồn vong. Trước đó bọn hắn còn đang khí thế ngất trời đi tu luyện, còn đang tuần sát Thánh Sơn giống như thường ngày, còn đang chăm chú dưỡng dục yêu thú cùng dược liệu, đột nhiên. Đại diễn Thánh địa liền muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Nhưng nhìn thú triều mênh mông giống như biển động lao nhanh tới. Bọn hắn rất nhanh đã hiểu được. Đây là có người cố ý dẫn phát thú triều, muốn đổ diệt đại diễn thánh địa. Thú triều chỉ là ngụy trang, kẻ địch khẳng định đang xen lẫn ở bên trong. Bây giờ đại diễn thánh địa căn bản không gánh được, hủy diệt là điều đã có thể dự đoán. Nhanh nhanh nhanh, đừng lề mề. Chỉ cần các ngươi còn sống, đại diễn thánh địa có thể trùng kiến. Nhanh đi, cái gì cũng đều đừng sửa sang lại, chúng ta không có thời gian. Năm vị túc lão quy ẩn hét lớn rung trời, đứng ở trên núi quát tháo các đệ tử đang hỗn loạn. Chúng ta nguyện ý ở lại, tồn vong cùng thánh địa. Số lượng lớn đệ tử nhào vào trên mặt đất, quỳ xuống đất thỉnh cầu. Người ở lại đã đủ nhiều, các ngươi đi theo ta. Đây là mệnh lệnh. Một vị túc lão quy ẩn tóc trắng xóa kéo lấy đệ tử đang quỳ lại ở trước mặt lên, một người lại tiếp một người bị ném vào chiến xa. Để cho ta ra ngoài. Ta muốn theo chân chúng nó đồng quy vu tận, cho dù chết, ta cũng phải nhìn xem là ai đang mạo phạm đại diễn thánh địa chúng ta. Một người đệ tử giãy giụa ở bên trong chiến xa, cuồng loạn gào thét. Sau mười mấy phút, năm vị túc lão quy ẩn đã vội vàng bắt đi hơn 100 vị đệ tử, lại ngắm nhìn hoàn cảnh thánh địa lần cuối cùng, dưng dưng rời khỏi, vọt vào rừng rậm mênh mông. Tiên tổ, đệ tử có tội, quấy nhiễu các ngài yên giấc. Một vị túc lão quy ẩn quỳ gối trong tổ từ, dập đầu, máu tươi bắn tung tóe, nhiệt lệ cuồn cuộn. Sau khi hắn dập đầu với mỗi linh vị, liền theo thứ tự cất kỹ, bước nhanh rời khỏi. Sinh tử tồn vong, hắn không kịp mang đi tất cả linh quan đã chôn sâu, chỉ có thể mang đi linh vị. Thẩm Uyên và các túc lão quy ẩn lựa chọn lưu thủ đứng trên đỉnh núi, gào thét với thánh địa. Các đệ tử nguyện ý lưu thủ, các ngươi là kiêu ngạo của đại diễn thánh địa. Các ngươi là kiêu ngạo của tiên tổ, các ngươi là tất cả kiêu ngạo của thánh địa. Nhấc lên dũng khí của các ngươi, kích hoạt linh văn của các ngươi. Mặc kệ kẻ địch là ai, chúng ta huyết chiến đến cùng, cận kề cái chết cũng không lùi. Nhớ kỹ, chúng ta sẽ chết trận vào hôm nay, nhưng Liên minh Thánh địa Tây Bộ, Liên minh Thánh địa Thương Huyền, thậm chí Liên minh Thánh địa Thiên Hạ, đều sẽ ghi khắc một ngày này, đều sẽ nhớ kỹ cái này máu nhuộm đại diễn thánh địa. Chúng ta sẽ chết trận vào hôm nay, nhưng báo thù sẽ bắt đầu từ ngày mai, Thánh địa Thiên Hạ sẽ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, kết quả mạo phạm Thánh địa. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Dãy núi sôi trào, mấy ngàn đệ tử bành trướng kích tình,
nhiệt huyết tăng vọt, cuồng liệt la lên chấn thiên động địa. Ầm ầm, thú triều lao nhanh bao phủ sơn lâm, mãnh cầm che trời, nương theo mây đen cuồn cuộn, mang đến những bóng ma kinh khủng khiến người ta hít thở không thông. Bọn chúng phóng tới phía trước, táo bạo, hỗn loạn, tràn ngập đất trời. Nhị trưởng lão không ngừng từ, lôi, yêu thú táo bạo cấp bậc lãnh chúa sâu trong dãy núi ra, ném tới lao nhanh trong thú triều đã hoàn toàn mất khống chế, giống như là biển động, tuôn ra lao nhanh, tràn qua mấy trăm dặm núi rừng, cuối cùng đã cuồng dã đụng tới bình chướng của đại diễn thánh địa. Nhìn cường quang ngập trời phía trước thánh địa, thú triều tự phát liền muốn phân tán ra, nhưng theo các đệ tử thần giáo trùng kích hai nơi trái phải, cuối cùng thú triều vẫn oanh oanh liệt liệt đụng tới trong lúc hỗn loạn lao tới phía đại diễn thánh địa. Ầm ầm, nương theo va chạm mãnh liệt, bình chướng bảo vệ ánh sáng chiếu xa vạn trượng, lao nhanh thú triều nổ lên đầy trời huyết thủy. Các đệ tử bên trong bình chướng trơ mắt nhìn hơn mấy ngàn vạn mãnh thú vỡ nát ngay trước mặt, tràng diện thảm liệt nhìn thấy mà giật mình, sắc mặt của rất nhiều đệ tử đã trở nên trắng bệch. Ầm ầm, thú triều lao nhanh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đụng chạm vào bình chướng. Bình chướng bảo vệ gặp khảo nghiệm tàn khốc, mặc dù các trưởng lão lưu thủ đã cực lực khống chế cục diện, nhưng khi thú triều càng ngày càng nhiều, nhất là những yêu thú cấp lãnh chúa niết bàn cảnh kia đụng vào, ánh sáng bình chướng liền nhanh chóng ảm đạm. Đại diễn thánh địa cực lực phòng ngự, số lượng lớn linh bảo tràn ngập đến trong pháp trận, tăng cường uy lực. Thẩm Uyên và vài người đều phóng tới bốn chỗ, kiểm tra pháp trận. Dù sao bọn hắn cũng là đại diễn thánh địa, là tôn chủ Tây Bộ, uy lực pháp trận vẫn rất mạnh. Nhưng, sau mấy phút đồng hồ, nhị trưởng lão đã tự mình xuất hiện phía trước thú triều, theo vài con mãnh thú va chạm, một quyền nện ở trên bình chướng. Răng rắc, bình chướng giống như pha lê bị trọng thương, nhanh chóng bỏ khai vết nứt, phạm vi đạt tới mấy ngàn thước. Các đệ tử và trưởng lão duy trì ở bên trong bị va chạm mãnh liệt, huyết nhục văng tung tóe tản mát ra ngoài. Ngay sau đó, nhị trưởng lão liên tiếp nổ tung năm quyền, bình chướng liền ầm vang vỡ vụn. Một con mãng ngưu dã man theo thú triều chen trúc, xông vào đại diễn sơn mạch đầu tiên. Ầm ầm, thú triều phóng tới, liên tiếp thông qua nơi này tràn vào đại diễn thánh địa. Nhị trưởng lão nhanh chóng di chuyển, sau khi liên tiếp đánh mở năm nơi bình chướng, pháp trận bị thú triều va chạm cũng đã không chịu được nữa, bắt đầu liên miên đổ sụp. Hàng ngàn hàng vạn thú triều tràn vào thánh địa. Táo bạo, hỗn loạn, tàn bạo. Số lượng lớn đệ tử vào tới phía trước ngăn chặn, càng khiến cho thú triều điên cuồng. Đại diễn thánh địa tôn quý, an bình, nhanh chóng biến thành tu la tràng thảm liệt. Thú triều phóng tới bao phủ cung điện, đạp nát dược viên, cắn xé đệ tử, phạm vi nhanh chóng khuếch tán, quét sạch trăm dặm sơn lâm tại đại diễn thánh địa. Nghiệt xúc, lăn ra khỏi đại diễn thánh địa. Thẩm Uyên phóng tới trong thú triều hỗn loạn, lôi triều toàn thân tàn phá bừa bãi, ngưng tụ mười mấy viên lôi cầu, bao quanh cuồng kích tám phương, những nơi đi qua, yêu thú vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Số lượng lớn mãnh thú bị liên miên quét dọn. Giống, một con hắc hổ cấp bậc lãnh chúa mạnh mẽ đâm tới. Thẩm Uyên dậm chân bay lên không, tuôn ra một quyền, vạn đạo lôi quang, mười mấy quả lôi cầu nhanh chóng va chạm, ngưng tụ thành lôi quyền to lớn. Thẳng đến hắc hổ. Hắc hổ nhấc lên móng vuốt, sát khí mãnh liệt, giống như cuồng triều bao phủ tới. Cùng với bạo tạc mãnh liệt, hơn ngàn mét xung quanh đã bị thanh lý không còn gì, mãnh hổ bay ra ngoài. Mạo phạm thánh địa, các ngươi muốn tạo phản sao? Thẩm Uyên từ trên trời giáng xuống, lôi triều giống như xiềng xích giống như quấn chặt lấy một mảnh lôi vân táo bạo, cuồng dã nhấc lên, lôi vân thay phiên nhau dữ dội đánh tới hắc hổ. Hắc hổ táo bạo gào thét, dâng lên sát khí như cơn lốc, nhưng không có nghênh kích, mà là nhanh chóng chạy trốn. Uy danh thánh địa đối với những yêu thú có trí tuệ như bọn chúng mà nói là vẫn rất có lực chấn nhiếp, cho dù giết tiến vào đại diễn thánh địa, cũng không dám trực tiếp đối kháng với túc lão cấp bậc này. Đều cút ra ngoài cho ta. Mái tóc trắng của Thẩm Uyên bay múa, toàn thân phát động mấy ngàn mảnh lôi quang, dội thẳng trời cao, đánh tan mãnh cầm trong mây đen, chế tạo phạm vi lớn lôi vân. Muốn tập kích đang thú triều mất khống chế. Nhưng lúc này, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên sụp đổ, rễ cây tráng kiện giống như ngàn vạn cự mãng đang nhấc lên, tràng diện cực kỳ khủng bố, để cho người ta dùng mình. Thẩm Uyên vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân không còn chỗ đứng mà chật vật rơi xuống, hắn quả quyết kích phát lôi triều, muốn đánh nát rễ cây cuồn cuộn. Nhưng,
rễ cây còn cứng cỏi hơn so với sắt thép, ngạnh kháng lấy lôi chiều che mất Thẩm Uyên. Là các ngươi đang tập kích đại diễn thánh địa. Thẩm Uyên gầm thét, ánh mắt hung ác, quả quyết muốn dẫn bạo khí hải, cùng cái tên hỗn đản không biết thân phận gì này đồng quy vu tận. Nhưng, so với Lục trưởng lão đang đứng ở phía dưới, hắn vẫn quá yếu. Trong rễ cây đưa ra lít nhít độc châm, trong nháy mắt đã đâm xuyên hắn thủng trăm ngàn lỗ. Kịch độc lan tràn khắp cơ thể, tàn phá lấy huyết nhục, thần kinh, không đợi thân thể Thẩm Uyên nổ tung đã lập tức lâm vào đau đớn thảm liệt. Lục trưởng lão khống chế rễ cây lan tràn ra sợi rễ, kéo lấy Thẩm Uyên chìm vào địa tầng, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, hai vị đệ tử thần giáo biến thành thị huyết cuồng sư và thanh âm huyết bước phóng tới trong thú triều, tìm kiếm nữ tử của Tô Thiên Sóc. Bọn hắn vừa mới đánh giết rất nhiều đệ tử, đã lấy được một tin tức từ trong đó. Nữ tử của Tô Thiên Sóc, Lâm Ngữ Linh đang trong thánh địa, còn muốn tồn vong cùng thánh địa. Lâm Ngữ Linh đã đi tới Thiên Thu Các gần tổ từ. Nơi này không thuộc về thánh địa, mà là lệ thuộc vào tổ sơn, ti trước ghi chép lịch sử chân thực. Lâm cô nương, người đã nghĩ kỹ. Các chủ của Thiên Thu Các nâng một viên huyết châu đi đến trước mặt Lâm Ngữ Linh. Tạ ơn các trưởng lão thành toàn. Lâm Ngữ Linh đưa hai tay tiếp nhận huyết châu, sau khi cung kính hành lễ, liền dứt khoát lui ra khỏi cửa điện. Các chủ đưa mắt nhìn nàng rời khỏi, vẻ mặt lãnh thúc. Nhớ, tân lịch kỷ nguyên năm thứ 10, ngày 27 tháng 2, đại diễn thánh địa gặp thú triều, thương vong thảm trọng. Chủ mẫu Lâm Ngữ Linh, lấy huyết châu mạo hiểm, tra ra thủ phạm thật phía sau màn. Đệ tử sau lưng vung bút như đao, làm tốt ghi chép tại phiến đá. Các trưởng lão của Thiên Thu Các vội vàng bước chân, đi đến tầng cao nhất, mở ra tế đàn màu máu, sinh ra liên hệ cùng huyết châu mà Lâm Ngữ Linh mang đi. Từ giờ khắc này, tất cả những chuyện phát sinh xung quanh Lâm Ngữ Linh, nơi này đều có thể nhìn thấy. Thị huyết cuồng sư dã man phóng tới, xua đuổi đàn voi đang hốt hoảng tàn phá trong thánh địa, tìm kiếm bóng dáng Lâm Ngữ Linh. Thanh âm huyết phúc đột nhiên gào lên, chỉ dẫn thị huyết cuồng sư phóng tới ngọn núi cao đằng trước bên trái. Ở trên đỉnh núi, một nữ tử đoan trang thanh nhã đang đứng tại đỉnh núi, lạnh lùng quan sát thú triều hỗn loạn. Cuồng phong gào thét tàn phá bừa bãi, thổi lên mái tóc dài như thác nước của nàng, phảng phất tiên tử đứng đấy, mỹ lệ vô hạ, rõ ràng lại tuyệt luân hơn. Thanh âm huyết bức không biết Lâm Ngữ Linh, nhưng nhìn tư thái kia hẳn là không sai được, nó vỗ cánh lao xuống, thẳng đến đỉnh núi. Thị huyết cuồng sư hất đàn voi ra, không che giấu nữa, mà là nhào về phía đỉnh núi. Bọn hắn sẵn sàng chiến đấu, đề phòng xung quanh phục kích. Nhưng, cho đến khi bọn hắn vọt tới đỉnh núi, đi đến trước mặt Lâm Ngữ Linh, đều không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Dẫn ta đi gặp chủ tử các ngươi. Lâm Ngữ Linh lạnh lùng nhìn hai con yêu thú, lấy kinh nghiệm của nàng, một chút liền có thể nhìn ra được đây là thú linh văn thay đổi mà thành. Thanh âm huyết bức, thị huyết cuồng sư đều sửng sốt một chút, chuyện này so với những gì bọn hắn dự đoán không giống nhau lắm. Lâm Ngữ Linh lạnh lùng nói. Biến thành xúc sinh liền không nghe hiểu tiếng người rồi. Mang ta đi gặp chủ tử các ngươi. Mời. Thanh âm huyết bức xấu xí nhấc lên cuồng phong, vung nàng đến trên lưng, vỗ cánh bay lên không. Đôi mắt tinh hồng của thị huyết cuồng sư liếc nhìn dãy núi, sau khi xác định không có bị giám sát, liền thả người nhảy xuống núi cao, xen lẫn trong đám thú triều nhanh chóng rời khỏi. Tại thời điểm thú triều tàn phá đại diễn thánh địa, Lục trưởng lão đã mang theo Thẩm Uyên rút lui từ địa tầng, đi tới rừng rậm bên ngoài trăm dặm. Các ngươi là ai, có biết hậu quả khi đắc tội thánh địa không? Thân thể già nua của Thẩm Uyên bị tra tấn đến huyết nhục mơ hồ, mệt mỏi nhìn nam tử mặc áo bào đen đứng trước mặt mình. Nhị trưởng lão đã đợi ở chỗ này, người cũng mặc áo choàng, nhưng lại để lộ ra gương mặt lãnh tuấn. Ta cũng không muốn nói nhiều, chúng ta là vạn đạo thần giáo, đến điều tra tôn niệm. Trong lòng Thẩm Uyên chấn động mãnh liệt, vạn đạo thần giáo. Bọn hắn lại tiếp cận tôn niệm. Tô Niệm đã vô cùng cẩn thận, tựa như chưa từng có xuất hiện qua trên thế giới này, bọn hắn là điều tra tới như thế nào. Nhị trưởng lão nói, nếu như người biết thì nên nói hết ra, hôm nay đại diễn thánh địa gặp phải cũng chỉ là thú triều, có người chết, cũng có người sống. Nếu như người không nói, ta cam đoan giải người của các ngươi ra, đừng mơ có ai còn sống. Thẩm Uyên nhanh chóng tỉnh táo lại, vừa suy tư vừa nói. Tô Niệm là nữ nhi của thánh chủ chúng ta.
là thiên phẩm linh văn, cái này có liên quan gì với các ngươi? Nhị trưởng lão cố ý kích thích nói. Chỉ là thiên phẩm linh văn, nếu thật sự là như thế này, ta cũng sẽ không tự mình đến nơi này. Nói đi, Tô Niệm ở đâu? Tô Niệm đã sớm không ở Đại Diễn Thánh Địa nữa. Ta hỏi là, ở đâu? Tổ Sơn, các ngươi đến Tổ Sơn đòi người đi. Lấy thân phận nàng, Tổ Sơn không dám thu người. Tổ Sơn làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi đến quyết định. Nói như vậy, Tổ Sơn đã thu nàng thật, vậy thì cũng đừng trách ta chiêu cáo thiên hạ. Nhị trưởng lão tiếp tục dùng thân phận, thiên hậu, kích thích Thẩm Uyên, cũng quan sát đến thể hiện của Thẩm Uyên. Thẩm Uyên không biết nhị trưởng lão đã biết bao nhiêu, nhưng biết hắn tuyệt đối không thể thừa nhận thân phận Tô Niệm có khác. Chiêu cáo đi, ngươi dám chiêu cáo thiên hạ, Tổ Sơn sẽ biết là các ngươi đang tập kích thánh địa. Ta cũng muốn nhìn xem, vạn đạo thần giáo các ngươi khiêng nổi hay không nổi Tổ Sơn thảo phạt. Đừng cho rằng Tổ Sơn các ngươi nhìn quá nặng, vạn đạo thần giáo không sợ thương sinh cung. Ngươi là ai, nhìn thân phận cũng không thấp, vậy mà lại có thể nói ra lời ngây thơ như vậy. Tổ Sơn uy hiếp lực ảnh hưởng của thiên hạ, địa vị là ở trong lòng dân chúng. Chỉ cần Tổ Sơn chính thức tuyên cáo thảo phạt vạn đạo thần giáo các ngươi, tự nhiên sẽ có hoàng tộc hoàng đạo, ủng hộ Tổ Sơn. Sắc mặt nhị trưởng lão âm trầm xuống, phân phó với lục trưởng lão, nói. Ngươi tự mình săn giết đám đệ tử thánh địa chạy đến rừng rậm, không muốn sống, chỉ cần đầu. Ta cũng muốn nhìn xem, trước mặt hắn muốn mang lên bao nhiêu cái đầu, mới bằng lòng nói ra chỗ của Tô Niệm. Khoan đã! Thẩm Uyên gọi lục trưởng lão đang muốn rời khỏi lại. Dù ngươi có lật khắp thánh địa, cũng tìm không thấy Tô Niệm. Tô Niệm đã bị thánh chủ bí mật mang theo trên người, thánh chủ ở đâu, nàng ở đó. Lúc này, thanh âm huyết bức lướt qua bầu trời, đến nơi này. Nàng chính là mẫu thân của Tô Niệm, Lâm Ngữ Linh. Thật sự đã bắt được. Nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão nhìn nữ tử trên lưng huyết bức, hơi kinh ngạc, sao lại không bị thương. Dễ dàng khống chế như vậy. Lâm Ngữ Linh tự mình nhảy xuống huyết bức, nhìn Thẩm Uyên be bét máu thịt, lạnh lùng chất vấn nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão. Các ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích Đại Diễn Thánh Địa? Vạn đạo thần giáo, phụng mệnh điều tra Tô Niệm. Tô Niệm chỉ là hài tử, mạo phạm đến Hoàng đạo Tây Bắc các ngươi rồi. Hoàng đạo Tây Bắc thật sự uy phong thật to, vì một hài tử mà cũng dám tàn sát Thánh Địa. Ta không biết ngươi là có thân phận gì, nhưng xem như giáo chủ của các ngươi. Cũng không có can đảm mạo phạm thánh địa, ngươi đã gây tai họa cho vạn đạo thần giáo. Tàn sát thánh địa chính là thú triều, không có bất cứ liên quan nào tới vạn đạo thần giáo chúng ta. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời ta, chúng ta lập tức rời khỏi, nếu như từ chối, ta có thể bảo chứng đám đệ tử thánh địa tàn mát trong rừng rậm một kẻ cũng đều không sống được. Giết đi, ta không có trả lời. Lục trưởng lão, giết, hủy đi thi thể, đầu mang về. Đặt tới trước mặt nàng. Được. Lục trưởng lão lui lại hai bước, ánh mắt lạnh lẽo quét mắt nhìn Lâm Ngữ Linh cùng Thẩm Uyên, thả người nhảy lên thanh âm huyết bức, vọt vào trong rừng rậm. Lâm Ngữ Linh thở ơ, mặc cho lục trưởng lão rời khỏi. Nhị trưởng lão hừ lạnh nói. Trong mắt ngươi, đệ tử thánh địa so ra lại kém một đứa con gái của ngươi. Là ngươi muốn giết người, lại còn oán ta. Ta giết bao nhiêu người, quyết định bởi thái độ của ngươi. Đừng loạn vụ oan, ngươi giết bao nhiêu người là quyết định bởi tâm tình của ngươi. Nói như vậy, ngươi thà rằng hy sinh mấy ngàn người của Đại Diễn Thánh Địa, cũng muốn bảo đảm cho nữ nhi của ngươi. Xem ra mệnh nữ nhi của ngươi, thật sự rất quan trọng nhỉ. Chớ chơi trò ngôn ngữ ti tiện này với ta, đồ sát người của Thánh Địa là vạn đạo thần giáo các ngươi, gánh chịu hậu quả cũng chính là vạn đạo thần giáo các ngươi. Ta nói, không có ai biết là chúng ta. Nếu như ngươi là tập kích chính khác thánh địa, có lẽ thật đúng là không ai biết, nhưng ngươi tập kích chính là tôn chủ Tây Bộ. Tôn chủ Tây Bộ thì như thế nào, so với thánh địa khác, lại mạnh bao nhiêu? Xem ra ngươi thật sự không hiểu rõ, vậy ta nói cho ngươi biết. Bốn tôn chủ ở bốn phương thương huyền đều có một cung điện không chút thu hút nào, tên là Thiên Thu Các. Thiên Thu Các lệ thuộc vào Tổ Sơn, phụ trách ghi chép lịch sử chân thực. Ở trong đó không chỉ có chữ cấp thư quyển đặc thù vĩnh viễn không biến mất, cũng có các loại linh bảo ghi chép sự vật xung quanh, ví dụ như Linh Lung Huyết Châu, ghi chép sự vật xung quanh. Vẻ mặt nhị trưởng lão run lên, gắt gao tiếp cận Lâm Ngữ Linh.
Linh Lung huyết châu là cái gì? Ngài dùng huyết châu? Thẩm Uyên sắc mặt hơi biến đổi, khó có thể tin được mà nhìn Lâm Ngữ Linh. Mạo phạm thánh địa liền phải trả giá đắt. Lâm Ngữ Linh không nghĩ tới lại có thể tra ra được vạn đạo thần giáo, huyết châu thật đáng giá. Thế nhưng huyết châu, ta tự nguyện. Trong lòng nhị trưởng lão bắt đầu bất an. Ta đang hỏi ngươi, Linh Lung huyết châu là cái gì? Lâm Ngữ Linh cười lạnh. Sợ rồi sao, muộn rồi. Nói cho ta biết, Linh Lung huyết châu là cái gì? Ta có thể cho ngươi sống, cũng có thể để cho ngươi chết, càng có thể để ngươi sống không bằng chết. Ngươi nhìn mặt ta, nhìn lại mắt của ta, Lâm Ngữ Linh ta giống như đang tùy tiện khuất phục người khác. Thu hồi uy hiếp của ngươi, chạy trở về vạn đạo thần giáo của ngươi, chờ tổ sơn chế tài đi. Sốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Có tin ta giết sạch tất cả người của thánh địa ngươi hay không? Lâm Ngữ Linh không hề bị lay động, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nhị trưởng lão tới gần Lâm Ngữ Linh, ngôn ngữ lạnh lẽo. Ngươi cho rằng ngươi không sợ liền có thể muốn làm gì thì làm. Dừng lại đi, giữ lại mặt mũi cho vạn đạo thần giáo ngươi. Mỗi một câu nói ngươi nói ở trước mặt ta, mỗi cái động tác ngươi làm ở trước mặt ta, đều sẽ được qua đến Thiên Thu Các, truyền đến Tổ Sơn. Tại thời điểm Tổ Sơn chiêu cáo thiên hạ, cũng sẽ ghê tởm sắc mặt của ngươi, cùng mỗi một câu nói ngươi nói, truyền bày ra thiên hạ. Vị trưởng lão này, ngươi sẽ được nổi danh. Không chỉ là danh chấn Tây Bắc, mà còn là danh chấn Thương Huyền. Là kẻ đầu tiên trong vạn năm qua vô duyên vô cớ hủy diệt thánh địa, lại còn là thánh địa tôn chủ, tên của ngươi, chân dung của ngươi, còn sẽ phiêu dương qua biển, truyền đến thánh địa tám châu khác. Ngươi sẽ vang danh thiên hạ, không ai không biết, không nào người không hay. Ngươi đang hù dọa ta. Nhị trưởng lão đưa một tay bóp lấy cái cổ trắng tuyết của Lâm Ngữ Linh. Ngươi có thể chậm rãi chờ lấy, nhìn xem ta nói là thật hay giả. Lâm Ngữ Linh không có dãy giụa, thời điểm tới đây nàng đã liền làm xong chuẩn bị chịu chết. Nếu tin tức đang truyền đến Tổ Sơn, vậy ta vừa vặn hỏi một chút, Tổ Sơn biết thân phận Tô Niệm không? Tô Niệm, nữ nhi của ta, thiên phẩm linh văn, truyền nhân tương lai được đại diễn thánh địa bí mật bồi dưỡng. Còn gì nữa không, tại sao muốn giấu nàng 13 năm? Trò cười, trình độ thánh địa sinh ra thiên phẩm là quý giá cỡ nào, liền như vạn đạo thần giáo sinh ra thánh hoàng. Các ngươi sẽ kéo lấy thánh hoàng linh văn của các ngươi biểu hiện ra khắp thiên hạ. Thiếu giả ngu cho ta. Tô Niệm, có phải thiên hậu hay không? Thiên hậu gì, nha, ta hiểu rồi. Ngươi bởi vì hoài nghi Tô Niệm có thân phận đặc biệt, cho nên đã tru diệt đại diễn thánh địa. Tốt thay cho một thế lực như vạn đạo thần giáo, tốt thay cho trưởng lão thần giáo như ngươi đây. Không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ dựa vào một cái suy đoán, sẽ phá hủy tôn chủ Tây Bộ. Tô Niệm. Có phải thiên hậu hay không? Nhị trưởng lão dùng sức nắm chặt cổ Lâm Ngữ Linh, tiếng răng rắc giòn vang tại tĩnh mịch rừng rậm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát cổ nàng. Ta dưỡng dục Tô Niệm 13 năm, ta chỉ biết nàng là nữ nhi của ta, nàng là kiêu ngạo của ta, chỉ thế thôi. Lâm Ngữ Linh bị bóp đến ngạt thở, nhưng vẫn duy trì lãnh ngạo, không hề lùi bước. Không sợ ta giết ngươi. Ta sợ chết liền không đến đây. Nhị trưởng lão thể hiện hung ác, tay càng nắm càng chặt, bóp ngất Lâm Ngữ Linh. Nhị trưởng lão ném Lâm Ngữ Linh đi, nhấc chân giẫm trên mặt của nàng, mắt lạnh nhìn Thẩm Uyên. Nàng không sợ chết, ngươi sợ nàng chết không? Thẩm Uyên tức giận nói. Thần giáo làm việc, hèn hạ như vậy. Răng rắc, nhị trưởng lão giẫm lên mặt Lâm Ngữ Linh, dùng sức đè xuống mặt đất. Ngươi, sợ nàng chết không? Lão tặc, ngươi sẽ chết ở bên dưới Thương Sinh Cung. Một lần cuối cùng, ngươi, sợ nàng chết không? Buông nàng ra, ta nói. Ta đang chờ. Huyết châu là linh châu đặc thù dùng để ghi chép, sau khi hòa tan vào thân thể sẽ lan tràn ra huyết chú, bao trùm mạch máu toàn thân, hấp thu khí tức sinh mệnh, sau đó thông qua thân thể kỹ càng ghi chép tất cả mọi thứ xảy ra ở xung quanh. Tương đương với dùng sinh mệnh, đổi lấy ký ức. Bên trong thiên thu các có một phiến đá khắc đầy huyết chú. Phía trên đồng bộ hiện ra những gì huyết châu ghi chép. Thẩm Uyên nói xong, sắc mặt nhị trưởng lão lập tức trở nên khó coi không gì sánh được, lập tức muốn lao đến Thiên Thu Các ở thánh địa. Muộn rồi, đừng uổng phí sức lực. Ở giữa Thiên Thu Các cùng Tổ Sơn có một đạo ngấn không gian cổ lão, chuyện bọn hắn ghi chép sẽ thông qua đạo ngấn kia, truyền tống cho Tổ Sơn. Nói cách khác, những gì xảy ra ở bên cạnh Lâm Ngữ Linh,
đã được truyền đến Tổ Sơn. Nếu như ta là ngươi, sẽ mau chóng khởi hành, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại thần giáo, trước khi Tổ Sơn trả thù, nhắc nhở nơi đó mở ra pháp trận. Thẩm Uyên mệt mỏi ho khan vài tiếng, mắt lạnh nhìn nhị trưởng lão. Ngươi ở chỗ này làm chuyện, thần giáo hẳn còn chưa biết chỉ. Nếu như nơi đó không có phòng bị, ha ha, có thể chống đỡ được sát sinh tiễn sao? Khuôn mặt âm trầm của nhị trưởng lão liên nổi lên vẻ dữ tợn, cuốn vào Thẩm Uyên cùng Lâm Ngữ Linh, nhanh chóng rời khỏi. Sau khi lục trưởng lão cùng các đệ tử tập kết, mặt đều xám như tro. Gây họa, đã gây ra họa lớn rồi. Tạo thú triều là muốn che giấu thân phận, kết quả lại bị một nữ tử hố cho. Nếu quả thật giống như những gì Thẩm Uyên nói, bây giờ không chỉ là bại lộ thân phận, Tổ Sơn nơi đó càng đã nhận được tin tức. Thương sinh cung sẽ kích phát sát sinh tiễn bất cứ lúc nào, mà bây giờ Tổ Sơn lại đang tụ tập toàn bộ cường giả niết bàn cảnh của các thánh địa thương huyền, tính cả Tổ Sơn lưu thủ, trọn vẹn 300 vị niết bàn. Sát sinh tiễn đâu chỉ có thể bắn giết thánh nhân, ngay cả thánh vương đều có thể uy hiếp được. Nhanh nhanh nhanh, nhị trưởng lão muốn điên rồi, hắn cuồng loạn gầm thét giữa bầu trời, cuối cùng liền dứt khoát hất các đệ tử ra, huy động năng lượng ngập trời, chạy tới đại địa Tây Bắc. Nhưng, có thể vượt qua sao? Nếu như Tổ Sơn nơi đó phản ứng chậm một chút, hoặc là lại lo lắng mấy lần, hắn có khả năng kịp thời chạy trở về. Dù sao vạn đạo thần giáo cũng là hoàng đạo, Tổ Sơn cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Nhưng, Tổ Sơn thật muốn lập uy thì sao? Tổ Sơn, chuyện Lâm Ngữ Linh dùng huyết châu ghi chép, bị thiên thu các đưa vào đạo ngấn không gian, khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, chỉ sau nửa ngày ngắn ngủi đã đến nơi này. Sau khi trưởng lão phụ trách quan sát đạo ngấn thấy rõ ràng, liền hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức tìm tới Diêu Khải Minh trấn thủ Tổ Sơn. Diêu Khải Minh mấy tháng gần đây đều đang loay hoay đến sức đầu mẻ chán, tâm lực đã lao lực quá độ. Mặc dù người tới đều là cao tầng thánh địa, là người tai to mặt lớn có thân phận, cũng duy trì kính sợ đối với Tổ Sơn, nhưng vài trăm người tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ nổi lên xung đột. Nhất là lửa giận của Tử Vi thánh địa, chưa bao giờ tiêu tán qua. Vô Hồi thánh chủ càng không phải là người lương thiện, biến đổi hoa dạng dày vò. Nếu như không phải hắn tận lực duy trì, cố gắng áp chế, nói không chừng Tổ Sơn thần thánh đều muốn phát sinh đại loạn. Diêu Khải Minh rất muốn triệu tập các thánh chủ, thương lượng một ít sách lược tiếp theo của Tổ Sơn một chút, mịt mờ nói lại tình huống của Khương Phàm, nhưng liên tục 8 lần ra hiệu, đều không thể thuận lợi tập hợp. Vạn đạo thần giáo hủy đại diễn thánh địa. Diêu Khải Minh vừa về đến phòng muốn nghỉ ngơi liền bị tin tức đột nhiên xuất hiện chấn động đến đầu đều kêu ông lên. Đây là huyết thư mà đại diễn thiên thu các đưa tới, vạn đạo thần giáo chế tạo thú triều, bao phủ đại diễn thánh địa, Lâm Ngữ Linh mời huyết châu, đặt mình vào nguy hiểm, ghi chép toàn bộ những chuyện mình trải qua. Huyết châu đã bại lộ, trưởng lão của vạn đạo thần giáo đang mang theo Lâm Ngữ Linh chạy tới vạn đạo thần giáo. Trưởng lão đạo ngấn đưa tới tin tức đến trên tay Diêu Khải Minh. Phía trên ghi lại vô cùng kỹ càng, bao gồm mỗi câu nói của Lâm Ngữ Linh, nhị trưởng lão. Diêu Khải Minh nghiêm mặt cẩn thận xem xét, điên rồi, muốn điên rồi, vạn đạo thần giáo lại tập kích thánh địa, lại còn là tôn chủ. Đây quả thực là chuyện chưa bao giờ xảy ra ở Thương Huyền. Các thánh địa Thương Huyền chưa bao giờ gặp phải hãm hại như thế này. Vạn đạo thần giáo bị thần kinh à, không tuân theo thánh địa, chính là không để ý dân chúng. Mặc dù là chế tạo thú triều, cố ý che giấu tung tích, nhưng làm ra loại chuyện này. Diêu Khải Minh nhìn một chút, sắc mặt càng khó coi hơn, ánh mắt của hắn lắc lư, ngẩng đầu nhìn trưởng lão. Thiên hậu, trưởng lão gian nan nuốt ngụm nước bọt, đắng chát gật đầu. Đại diễn thánh địa, vùng đất mà thiên hậu chuyển sinh. Tô Thiên Sóc, tới đây một chút. Diêu Khải Minh tự mình tìm được Tô Thiên Sóc, mang theo đến thư phòng của mình. Đơn độc tìm ta là có chuyện đặc biệt gì? Nếu như là chuyện Vô Hồi thánh chủ liền miễn đi, ta không đầu hàng cọp cái kia. Tô Thiên Sóc vừa bước vào cửa liền tỏ thái độ trước, hắn không nguyện ý gây vào Vô Hồi thánh chủ. Tô Niệm là ai? Diêu Khải Minh đi thẳng vào vấn đề, thần tình nghiêm túc. Nữ nhi của ta. Sắc mặt Tô Thiên Sóc hơi đổi một chút, sao lại nhắc đến Tô Niệm, làm sao Tổ Sơn lại biết Tô Niệm? Nơi này là Tổ Sơn. Ta là người trấn thủ Tổ Sơn, ta cam đoan cuộc nói chuyện giữa ngươi và ta sẽ không truyền cho người thứ ba. Tô Niệm chính là nữ nhi của ta,
có vấn đề gì không? Ngươi biết thiên hậu của vạn thế thần triều không? Ánh mắt Tô Thiên Sóc run lên, cảnh giác nói. Thê tử của phần thiên thần hoàng. Tô Niệm và thiên hậu liên quan như thế nào? Ngài có ý gì? Ngươi rất rõ ràng có ý gì? Ta không hiểu. Tại sao vạn đạo thần giáo muốn đến đại diễn thánh địa điều tra Tô Niệm? Ngài nói cái gì? Diêu Khải Minh trầm giọng nói. Đại diễn thiên thu các vừa mới đưa tới tin tức, vạn đạo thần giáo tạo thú triều, nuốt hết đại diễn thánh địa, Lâm Ngữ Linh nuốt huyết châu, điều tra hung phạm, sau đó bị vạn đạo thần giáo bắt đi. Tô Thiên Sóc như bị sét đánh, sau khi cứng ở tại chỗ mấy giây, nghẹn ngào quát lớn. Vạn đạo thần giáo dám hủy đại diễn thánh địa ta. Thiên thu các chỉ đưa tới tin tức, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, bây giờ chỉ biết ba chuyện. Đầu tiên, đại diễn thánh địa bị thú triều che mất. Thứ hai, Lâm Ngữ Linh bị mang đi. Thứ ba, vạn đạo thần giáo đến vì Tôn Niệm, nguyên nhân điều tra chính là liên quan giữa Tôn Niệm cùng thiên hậu. Diêu Khải Minh khiếp sợ vạn đạo thần giáo điên cuồng, nhưng càng khiếp sợ trước thân phận của Tôn Niệm. Thiên hậu lại luân hồi chuyển thế, còn sinh ra ở đại diễn thánh địa. Khương Phàm là đệ tử của Vô Hồi Thánh Chủ, thiên hậu lại là nữ nhi của đại diễn thánh chủ, hai đại tôn chủ Tây Bộ Nam Bộ đều có liên quan cùng vạn thế thần triều, đây là buộc các thánh địa thương huyền tới gần vạn thế thần triều sao? Sở dĩ thánh địa thương huyền có thể nhận dân chúng tôn trọng, nguyên nhân chủ yếu chính là tuyệt đối trung lập. Một khi thánh địa xuất hiện tính khuynh hướng, liền sẽ nhận chất vấn, tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến uy tín, lực hiệu triệu. Tô Thiên Sóc gầm thét. Ngài quan tâm nàng thân phận gì sao? Vạn đạo thần giáo đổ sát đại diễn thánh địa, Tổ Sơn còn không phản kích sao? Các ngươi tập kết cao tầng thánh địa thương huyền đến nơi đây, vì chấn nhiếp, là bảo hộ thánh địa các nơi tốt hơn. Kết quả là thế này. Đại diễn thánh địa hết rồi. Đại diễn thánh địa bị tàn sát. Chúng ta đương nhiên muốn phản kích, nhưng ta nhất định phải hỏi rõ ràng, Tô Niệm. Rốt cuộc có phải thiên hậu hay không? Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Nếu như là phải, ý nghĩa chúng ta phản kích liền thay đổi. Nếu như vạn đạo thần giáo công khai chiêu cáo thiên hạ, bọn hắn hủy diệt thánh địa là bởi vì bắt thiên hậu thì sao? Hoang đường, ngài đúng là hoang đường. Mặc kệ hắn có nguyên nhân gì, cũng không thể đổ sát tôn chủ, càng không thể khiêu khích thánh địa nghiêm trọng như vậy. Tô Niệm là thiên hậu sao? Ta không biết, ta chỉ biết nàng là nữ nhi của ta. Tô Niệm sinh ra ở thánh địa. Ta phải nuôi nàng. Ta nuôi nữ nhi của ta, có lỗi sao? Diêu Khải Minh, nếu như ngài không lập tức khởi động thương sinh cung, phản kích vạn đạo thần giáo, Tô Thiên Sóc ta sẽ là người đầu tiên phản đối Diêu Khải Minh ngài tiếp tục đảm nhiệm vị trí trấn thủ Tổ Sơn. Ngài, không xứng. Ngươi bình tĩnh một chút. Diêu Khải Minh quát lớn một tiếng, trấn trụ Tô Thiên Sóc, nói. Ta chỉ đang hỏi rõ ràng thân phận Tô Niệm. Phía sau đối kháng vạn đạo thần giáo cũng sẽ có đối sách tốt hơn. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Tô Niệm, có phải thiên hậu hay không? Sắc mặt âm tình của Tô Thiên Sóc bất định lấp lóe một lát. Ta điều tra, linh văn của nàng tên là Ngự Thiên. Diêu Khải Minh hít một ngụm khí lạnh, thật sự là thiên hậu. Khương Phàm tìm Vô Hồi Thánh Chủ nương tựa, thiên hậu luân hồi đến chỗ đại diễn Thánh Chủ, hai tên điên này một thế này chính là chạy tới Thánh Địa sao? Sau khi Diêu Khải Minh cáo chi tin tức đại diễn thánh địa bị tàn sát, trên dưới Tổ Sơn tất cả đều chấn kinh. Từ khi thánh địa bắt đầu ổn định địa vị cho đến bây giờ, trước sau trong thời gian vô tận chưa từng có gặp phải hãm hại nghiêm trọng như vậy. Huống chi lại còn là tôn chủ. Vạn đạo thần giáo đúng là khinh người quá đáng. Tất cả thánh địa ngay sau đó đã cảm nhận được bất an mãnh liệt, bọn hắn ly biệt quê hương tới đây vì muốn bảo hộ thánh địa tốt hơn, kết quả thánh địa lại bị tru diệt. Quần tình xúc động tức giận, hô to vận dụng thương sinh cung. Ngay cả Tử Vi Thánh Địa đều rào rạt lửa giận. Mặc kệ báo thù vì đại diễn Thánh Địa, hay là bảo vệ gia tộc mình, bọn hắn đều muốn giúp cho phản kích mãnh liệt. Nếu không cường tộc thiên hạ đều sẽ coi thường Thánh Địa, càng sẽ không có lo lắng nữa, tất cả Thánh Địa đều sẽ lầm vào nguy cơ an toàn. Kỷ nguyên năm 10, ngày 28 tháng 2, tại đại diễn Thánh Địa bị thú triều nuốt hết ngày thứ 2, Tổ Sơn chiêu cáo thiên hạ. Đại diễn thánh địa bị thú triều nuốt hết, thương vong thảm trọng. Trải qua thẩm tra, việc này là do vạn đạo thần giáo làm. Vạn đạo thần giáo vô cớ mạo phạm thánh địa, hung tàn ác liệt, làm người nghe kinh sợ. Thời khắc thương huyền gió nổi mây phun, Tổ Sơn đang lo lắng hết lòng bảo vệ dân chúng,
đang toàn lực ứng phó ổn định an toàn các nơi, lại gặp phải vạn đạo thần giáo khinh miệt khiêu khích như vậy, không thể tha thứ. Từ hôm nay, Tổ Sơn tuyên chiến vạn đạo thần giáo, lấy lại công đạo cho mấy ngàn đệ tử chết thảm của đại diễn thánh địa. Khi tin tức nhanh chóng lan tràn, điên cuồng truyền bá, vào đêm khuya ngày 28, Thương Sinh Cung đã tập kết năng lượng tất cả trưởng lão đệ tử trên dưới Tổ Sơn, bộc phát ra ánh sáng kinh khủng. Sát sinh tiễn xuyên qua trời cao, vặn vẹo không gian, đánh ra 217.000 cây số, tức là hơn 500.000 dặm, thẳng bức 300.000 cây số, được lịch sử ghi chép. Vạn đạo thần giáo, nhị trưởng lão chưa có trở về, nơi này còn không biết chút nào, không có bất kỳ phòng bị gì, bọn hắn đang bận rộn một sự kiện, đó chính là chữa trị pháp trận. Trước đó Cửu Thiên thần giáo và các hoàng đạo liên tục tấn công mạnh mấy tháng, để 13 tầng pháp trận trong ngoài ngoài của vạn đạo thần giáo bị hư hao nghiêm trọng, cho nên sau khi cường địch rút lui, bọn hắn liền bắt đầu triệu tập số lượng lớn tài nguyên bảo vật, chữa trị cũng làm phong phú pháp trận hơn, đồng thời bắt đầu gia cố thích hợp. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã hoàn thành chữa trị sơ bộ 5 tầng, đồng thời đang điều chỉnh thử, không có hoàn toàn chống ra. Chính là dưới tình huống này, sát sinh tiễn từ Tổ Sơn vượt qua mấy chục vạn dặm núi sông, mang theo năng lượng cầu nguyện kinh khủng, đột ngột giáng lâm, thẳng tới trên đỉnh núi, vạn đạo thiên cung. Đây chính là nơi đáng sợ thật sự của sát sinh tiễn, không chỉ có uy lực tuyệt luân, khoảng cách công kích khủng bố, hơn nữa còn có thể mượn nhờ uy lực cầu nguyện tinh chuẩn đả kích người nào đó. Thời điểm Tổ Sơn đang phóng thích Thương Sinh Cung, người cùng nhau cầu nguyện chính là giáo chủ đương đại của vạn đạo thần giáo, cho nên. Giáo chủ vạn đạo thần giáo đang ngồi trong thiên cung thương lượng chuyện quan trọng, dưới tình huống không có chút phòng bị nào, nghênh đón một kích kinh khủng này. Vạn đạo thiên cung lập tức bị hủy diệt, giáo chủ thần giáo bị vô tình đánh trúng, từ đỉnh núi bay ra mấy trăm dặm. Mặc dù sát sinh tiễn vượt qua mấy chục vạn dặm, đã tiêu hao rất lớn, nhưng vẫn đánh vị giáo chủ cảnh giới thánh vương này be bét máu thịt. Đột nhiên xuất hiện tập kích để trên dưới vạn đạo thần giáo tức giận, lập tức tràn ngập đến trong pháp trận còn chưa có hoàn thành tu sửa. Tổ Sơn tuyên cáo, trực tiếp tấn công mạnh vạn đạo thần giáo mà không hề cố kỵ, đưa tới oanh động kịch liệt. Mọi người một lần nữa cảm nhận được sự khủng bố đến từ Thương Sinh Cung, cách mấy chục vạn dặm đều có thể tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu. Mọi người càng rung động Tổ Sơn quỷ bí, cùng ngày Tây Bộ lọt vào tập kích, Tổ Sơn ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm liền cùng lúc nhận được tin tức, đồng thời tinh chuẩn điều tra rõ kẻ địch. Ai cũng tin tưởng mặc kệ vạn đạo thần giáo tập kích đại diễn thánh địa xuất phát từ mục đích gì, khẳng định đều sẽ tận lực che giấu tung tích, nếu không sẽ không tạo thú triều, mà là trực tiếp tập kích. Nhưng khi tập kích vừa mới phát sinh liền bị Tổ Sơn trực tiếp xác định thân phận, đây quả thực khủng bố. Sau khi Tổ Sơn tuyên chiến vạn đạo thần giáo, lập tức cao điệu tuyên bố, sau 10 năm, Thương Sinh Cung tiếp tục nhắm ngay vạn đạo thần giáo. Nếu như vạn đạo thần giáo không trực tiếp cho ra giải thích, không giao Lâm Ngữ Linh ra, Kỳ Nguyện Thạch, phía trên Thương Sinh Cung sẽ bày ra danh tính cho giáo chủ, phó giáo chủ, cùng 10 trưởng lão nội tông vị vạn đạo thần giáo, không định kỳ giúp cho đả kích. Đến chết mới thôi. 3 ngày sau, vạn đạo thần giáo, rốt cuộc tin tức từ Trung Vực cũng bằng tốc độ nhanh nhất, truyền đến nơi này. Tổ Sơn chiêu cáo thiên hạ, vạn đạo thần giáo chế tạo thú triều, đồ diệt đại diễn thánh địa. Thánh địa Thương Huyền toàn diện tuyên chiến vạn đạo thần giáo, chiến kỳ tiếp tục 10 năm. Thương Sinh Cung khóa chặt giáo chủ, phó giáo chủ, cùng 10 trưởng lão nội tông. Tin tức truyền đến thần giáo, lần nữa dẫn phát tức giận. Ai làm, tên xúc sinh nào làm, Điêu Thành Hóa sao, hắn điên rồi sao, ai cho hắn đảm lượng, dám đổ sát thánh địa Tây Bộ. Đầu lão già này bị mục nát sao, đều chế tạo thú triều, còn có thể bị người khác nhận ra. Có ai không, kéo Điêu Thành Hóa cho ta về, xử trảm trước điện thần giáo. Giáo chủ vạn đạo thần giáo tức giận đứng gào thét trong phế tích trên đỉnh núi, uất ức trọn vẹn 3 ngày, rốt cuộc cũng đợi được tin tức, kết quả càng làm cho hắn tức giận hơn. Thánh địa chính là củ khoai lang bỏng tay, ai cũng không thể tùy tiện loạn đụng. Nhất là đang ở trong cục diện mẫn cảm trước mắt. Nếu như Tổ Sơn đã phát đi mời với Cửu Thiên Thần Giáo và các hoàng đạo, Cửu Thiên Thần Giáo liền có lý do hoàn mỹ lần nữa tuyên chiến vạn đạo thần giáo. Bọn hắn vừa mới bị tên hỗn đản Khương Phàm kia hố một lần, gặp mấy tháng vây công, thật vất vả mới giải thoát, vậy mà nhị trưởng lão lại cho Cửu Thiên Thần Giáo lý do, đây là ngại vạn đạo thần giáo bị thương nhẹ sao? Giáo chủ bớt giận.
Các trưởng lão thần giáo quỳ xuống một mảnh. Giáo chủ, nhị trưởng lão không phải người lỗ mãng, nếu như không có lý do đặc thù, tuyệt đối không thể nào mạo phạm đại diễn thánh địa được. Đại trưởng lão tự mình ra mặt, mặc dù bình thường cùng nhị trưởng lão đánh đến hung ác, nhưng tuyệt đối không thể để giáo chủ xúc động chém nhị trưởng lão vào giờ phút như thế này được. Bất kỳ lý do gì cũng không thể mạo phạm thánh địa. Quyết định mạo hiểm như thế này, một trưởng lão như hắn không làm chủ được. Giáo chủ tức giận gào thét, thanh triều, thánh uy cuồn cuộn, chấn động đến cả đỉnh núi đều đang lay động, số lượng lớn trưởng lão nội tông sôi trào khí huyết, miệng mũi cũng bắt đầu chảy máu. Đại trưởng lão quỳ gối cao giọng hô to. Nhị trưởng lão xúc động như vậy, chỉ có một khả năng, đại diễn thánh địa đã phát hiện tung tích thiên hậu. Mà, nhị trưởng lão là chế tạo thú triều, cố ý che giấu vết tích, nhưng khẳng định đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó, bị đại diễn thánh địa ngoài ý muốn phát hiện. Mặc dù bây giờ hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng chúng ta vẫn nên chờ nhị trưởng lão trở về, hỏi thăm kỹ càng rồi mới làm tiếp định đoạt. Hắn trở về, hắn dám trở về sao? Lỗ Dương thống lĩnh ở đâu, tự mình đến đại diễn thánh địa, kéo điều thành hóa cho ta về. Giáo chủ thần giáo tức giận quát tháo, lửa giận khó tiêu. Đường đường là chủ nhân hoàng đạo lại bị một tiễn đánh ra vài trăm dặm, sau khi tin tức truyền ra, khẳng định sẽ bị tất cả chủ nhân hoàng đạo thương huyền cười nhạo. Mà, mặc kệ là nguyên nhân gì, tạo thành hậu quả như vậy, không chỉ có đẩy vạn đạo thần giáo lên nơi đầu sóng ngọn gió, còn đặt thần giáo đến trong tầng nguy hiểm cao nhất. Thương sinh cung có thể cách mấy chục vạn dặm oanh sát thánh nhân, mà có thể thông qua kỳ nguyện thạch, nói đánh ai liền có thể đánh người đó. Cái này mang ý nghĩa từ nay về sau chỉ cần bọn hắn rời khỏi pháp trận bảo vệ của vạn đạo thần giáo, lúc nào cũng có khả năng đứng trước uy hiếp tử vong. Lĩnh mệnh. Thống lĩnh thần giáo, Lỗ Dương cao giọng lĩnh mệnh, mang theo bọn thị vệ nhanh chóng rời khỏi. Tam trưởng lão tân nhiệm nhắm mắt nói. Giáo chủ bớt giận, ngài đi về nghỉ trước. Chúng ta trùng kiến vạn đạo thiên cung. Ai nói muốn xây lại, giữ lại, chờ điêu thành hóa trở về, để hắn xem chuyện ngu xuẩn hắn làm. Giáo chủ giận dữ rời khỏi, để lại một đám trưởng lão nội tông quỳ gối run lẩy bẩy trên đỉnh núi. Ai? Đại trưởng lão âm trầm sắc mặt, mặc kệ nguyên nhân gì, lần này điêu thành hóa đều đã gây ra họa lớn. Lời tuyên chiến đến từ Tổ Sơn, chắc chắn trở thành uy hiếp chí mạng cho vạn đạo thần giáo. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, cửu thiên thần giáo và các chí tôn hoàng đạo sau khi nhận được tin tức sẽ mừng rỡ thế nào, cũng khẳng định sẽ kích thích Tổ Sơn, tiếp tục uy hiếp vạn đạo thần giáo. Tam trưởng lão tân nhiệm đi đến phía trước, nói. Với tình huống trước mắt này, có phải nên triệu hồi Thánh Vương Thiên Hồ từ Thiên Khải chiến trường về hay không? Đại trưởng lão đảo một ánh mắt lạnh lẽo đi qua. Ngươi điên rồi, còn chưa có giải quyết chuyện của Hướng Vãn Tình, ai dám triệu hồi nàng đến? Ngươi cảm thấy vạn đạo thần giáo còn chưa đủ loạn sao? Tam trưởng lão tân nhiệm lo lắng nói. Nhị trưởng lão dám mạo phạm đại diễn thánh địa, rất có thể có liên quan cùng thiên hậu, chúng ta hẳn là nên sớm làm chuẩn bị. Đại trưởng lão trầm ngâm hồi lâu, nói. Mời phó giáo chủ Dịch Thương Đồ về, thông báo tiếp Thiên Hồ Thánh Vương, giữ vững thủ thế tại Thiên Khải chiến trường, nghiêm phòng hoàng đạo khác tập kích. Sau 3 ngày, nhị trưởng lão ngày đêm kiêm trình rốt cuộc cũng đã trở về. Tuyên ngôn của Tổ Sơn, cùng thảm trạng của Thiên Cung để hắn suýt chút nữa cũng không dám về thần giáo. Sau khi Lỗ Dương thống lĩnh hỏi thăm, cũng đã mang nhị trưởng lão đến đại điện tại đỉnh núi mà điêu ra tụ cư. Giáo chủ thần giáo, đại trưởng lão và các trưởng lão nội tông, còn có đệ tử, toàn bộ đều chờ ở nơi này. Nhị trưởng lão không có tiến vào trong điện, mà đứng ở ngoài cửa nói. Tổ Sơn sắp đặt thiên thu các tại đại diễn thánh địa, thệ tử Tô Thiên Sóc, Lâm Ngữ Linh mời đến Huyết Châu từ nơi đó, có thể ghi chép tất cả mọi chuyện xung quanh, xin mời giáo chủ đang thẩm vấn tra hỏi, xử lý Huyết Châu trước. Huyết Châu gì, có ai biết không? Giáo chủ nghe đều không có nghe nói qua. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết loại chuyện này. Một vị trưởng lão nội tông ra mặt nói. Huyết Châu là tinh thạch ghi chép đặc biệt. Có thể dung nhập trái tim cùng mạch máu, hấp thu khí tức sinh mệnh, thông qua thân thể ghi chép tất cả mọi chuyện ở xung quanh. Tương đương dùng sinh mệnh đổi lấy tin tức, một khi dùng huyết châu, sẽ triệt để dung hợp, cho đến khi hao hết sinh mệnh của chủ nhân. Tất cả trưởng lão nội tông giật mình, rốt cuộc đã hiểu tại sao nhị trưởng lão bị bại lộ thân phận. Giáo chủ hỏi,
Huyết Châu nên xử lý như thế nào? Vị kia trưởng lão nội tông hồi bẩm nói. Huyết Châu không cần xử lý, 2-3 ngày liền có thể đòi được tính mệnh của người đó, Lâm Ngữ Linh. Phải chết. Bên ngoài đại điện, sau khi nhị trưởng lão nghe được nghị luận ở bên trong, lập tức nói. Ta còn bắt một vị túc lão thánh địa, từ chỗ của hắn tra ra được chuyện Huyết Châu muốn mạng, cho nên trên đường đều đang bổ sung đan dược cho Lâm Ngữ Linh, bây giờ nàng còn giữ được hơi thở. Nàng còn sống thì còn đang ghi chép tình huống, ta không dám đưa đến trong điện, còn xin giáo chủ định đoạt, xử trí như thế nào. Thẩm Uyên bị dây leo quấn quanh, đau đớn suy yếu, hắn hoảng hốt nhìn Lâm Ngữ Linh bị nhị trưởng lão bóp lấy trong tay. Mặc dù biết Lâm Ngữ Linh cố ý chịu chết, không nguyện ý rơi xuống trong tay kẻ địch, nhưng hắn không thể nào trơ mắt nhìn Lâm Ngữ Linh cứ thế mà chết đi. Lâm Ngữ Linh muốn bảo vệ nữ nhi của nàng, nhưng hắn muốn bảo vệ chủ mẫu thánh địa. Trong điện trầm mặc một lát, truyền đến thanh âm uy nghiêm của giáo chủ. Ném nàng ở bên ngoài, người cút đến đây cho ta. Nhị trưởng lão, Lục trưởng lão hít sâu một ngụm khí lạnh, kiên trì đi đến đại điện, đi chưa được mấy bước liền quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ làm việc bất lợi, đưa tới tai họa cho thần giáo, cam nguyện bị phạt. Đại trưởng lão cướp lời hàng phạt trước giáo chủ, nói. Còn không mau nói nguyên nhân. Nhị trưởng lão thoáng dương mắt nhìn, cảm kích nhìn vị túc địch thường ngày này. Sau khi chúng ta tra được Tây Bộ, đầu tiên đã điều tra đại diễn thánh địa. 13 năm trước đây, đại diễn Sơn Mạch từng rơi xuống dị tượng, dẫn mấy triệu thú triều thần phục, ngày đó, chính là ngày mà tiểu nữ nhi của Tô Thiên Sóc ra đời. Nhưng từ sau đó, vị tiểu nữ nhi kia đã mất tích một cách bí ẩn, cũng không có xuất hiện nữa, thật giống như căn bản chưa từng tồn tại. Chúng ta ra ngoài săn bắn bắt đệ tử thánh địa, phát hiện ngay cả trong thánh địa cũng đều cực ít biết tình huống của nữ hài nhi này, mức độ bảo mật rõ ràng có chút quá phận. Muốn biết chuẩn xác tình huống của nữ hài nhi, chỉ có thể điều tra túc lão thánh địa. Sau đó chúng ta nghĩ đến dẫn phát thú triều, tập kích đại diễn thánh địa, thừa dịp bắt loạn bắt một vị túc lão. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Ngữ Linh lại dùng Huyết Châu, ghi chép cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Không khí trong phòng nhanh chóng an tĩnh lại. Các trưởng lão nội tông trao đổi ánh mắt, đều từ trong mắt nhau thấy được mấy phần nghiêm trọng. Vào trước đó hôm nay, bọn hắn chỉ phỏng đoán đại diễn thánh chủ cùng thiên hậu có liên hệ nào đó, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến lại là phụ tử. Đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Ngươi bây giờ nắm chắc được bao nhiêu phần? Nhị trưởng lão nói. 7 phần trở lên, muốn xác định rõ, còn cần nghiêm thẩm Lâm Ngữ Linh, nhưng trên thân nàng mang theo Huyết Châu, có thể ghi chép tin tức, truyền đến Tổ Sơn, cho nên. Ta đề nghị vận dụng siêu hồn thuật. Đại trưởng lão nói. Tìm kiếm. Người đều mang đến, còn có cái gì không thể nào tìm kiếm. Ngũ trưởng lão, giao cho ngươi, chuyện Lâm Ngữ Linh biết đến, toàn bộ tìm kiếm ra cho ta. Lâm Ngữ Linh được đưa tới trong một căn phòng hắc ám, dùng xiềng xích cố định trụ thân thể. Thân thể nàng khô quắt, da bọc xương, hấp hối. Ý thức của nàng mê ly hoảng hốt, cũng không thể suy nghĩ được như bình thường. Huyết Châu còn đang không ngừng liên tục hấp thu huyết khí, đan dược thì liên tục phóng dược hiệu. Xảo diệu miễn cưỡng để nàng còn tính là còn sống. Ngũ trưởng lão đứng ở sau lưng nàng, sau khi hơi điều chỉnh liền đưa bàn tay tái nhợt, đội lên trên đầu Lâm Ngữ Linh. Lâm Ngữ Linh mệt mỏi ngâm khẽ, cảm giác giống như có vô số dây kẽm, đâm vào đầu, hỗn loạn khuấy động ở bên trong óc mình, nhưng thân thể mệt mỏi của nàng đã không động được, liền ngay cả đau đớn thảm liệt đều cảm nhận không phải rất mãnh liệt. Ngũ trưởng lão mặt không biểu tình, càng chụp càng chặt. Đầu ngón tay đều đâm rách ra đầu Lâm Ngữ Linh, cướp đoạt ý thức trong đầu của nàng. Giáo chủ thần giáo và đám người đứng ở bên ngoài phòng, vẻ mặt đều có chút phức tạp. Nếu như nữ nhi của Tô Thiên Sóc thật sự là thiên hậu, đây cũng là việc vui, tương đương với xác định thiên hậu đã trùng sinh, càng có thể tiến hành truy bắt. Bắt lấy thiên hậu, Khương Phàm không xa. Trận, nguy cơ trùng sinh, này cũng coi như tuyên bố kết thúc. Nhưng... Tổ Sơn nơi đó phải giải quyết làm sao? Coi như bọn hắn công khai tuyên bố hành động là vì bắt thiên hậu, nhưng đại diễn thánh địa vô tội, bọn hắn chỉ là sinh dưỡng nữ nhi mà thôi. Tổ Sơn vẫn sẽ dây dưa không ngớt. Giáo chủ nhìn đệ tử trầm mặc không nói. Nếu như không phải lệnh của đế quân thúc giục bọn hắn lùng bắt thiên hậu, nhị trưởng lão tuyệt đối sẽ không nhắc lên loại nguy hiểm này. Tạo thành loại cục diện bây giờ này, đệ tử hắn đây hẳn là nên phụ chút trách nhiệm. Đệ tử chú ý tới ánh mắt giáo chủ,
nhưng không hề hiểu ý. Đối với việc thánh địa ra tay, vốn là hoang đường, bị phát hiện, càng là ngu xuẩn, hắn cũng sẽ không phụ trách. Nửa giờ sau, ngũ trưởng lão để lại sắp chết Lâm Ngữ Linh, đi ra khỏi phòng. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn, bầu không khí một lần nữa có chút ngưng kết. Ngũ trưởng lão chậm rãi gật đầu. Nữ nhi của Tô Thiên Sóc, Tô Niệm, xác nhận là thiên hậu chuyển thế. Trong căn phòng mờ tối vang lên từng tiếng hít hơi. Thiên hậu, thật sự bị bọn hắn tìm được. Thiên hậu ở đâu? Trên mặt đế tử lộ ra nụ cười thản nhiên, không nghĩ tới trong 2 tháng ngắn ngủi mà đã tìm được thiên hậu. Từ khi ra đời Tô Niệm đã bắt đầu tận lực giữ một khoảng cách cùng đại diễn thánh địa, ngay cả Tô Thiên Sóc và Lâm Ngữ Linh đều không thân cận. Tuy nhiên, hơn 1 năm trước, Khương Phàm từng bái phỏng đại diễn thánh địa, cầu hôn Tô Niệm. Sau đó, Khương Phàm rời khỏi, Tô Niệm ở lại thánh địa. Nhưng Tô Niệm cũng thường xuyên rời khỏi, thời gian ở tại thánh địa rất ngắn. Tô Niệm muốn đi chỗ nào, Lâm Ngữ Linh chưa từng có hỏi qua. Không hề có một chút tin tức nào. Đại trưởng lão và đám người chau mày, đây coi là cái gì? Chỉ là tra được thân phận, người không có tin tức. Lâm Ngữ Linh không hỏi qua, nhưng từ trong ý thức của nàng có thể nhìn ra, đại diễn thánh chủ, Tô Thiên Sóc hẳn là đã bí mật điều tra qua, cũng biết chút tình huống. Tô Niệm thức tỉnh Linh Văn lúc nào, cảnh giới bây giờ là như thế nào? Đệ tử tự mình hỏi. Tô Niệm lúc 2 tuổi đã liền thức tỉnh bản thân, tốc độ tăng cảnh giới cực nhanh, tại thời điểm cuối cùng khi Lâm Ngữ Linh nhìn thấy Tô Niệm, đã là linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Tất cả trưởng lão nội tông âm thầm hít một hơi, tốc độ như vậy đơn giản là nghịch thiên. Tuy nhiên, thiên hậu là chủ động luân hồi, mang theo ký ức, mang theo thực lực, mà Linh Văn vô cùng có khả năng tại vấn đề thánh vương thậm chí thánh hoàng, tốc độ như vậy cũng hợp tình hợp lý. Có một trưởng lão nội tông nói, muốn đuổi bắt thiên hậu, chẳng lẽ còn muốn bắt Tô Thiên Sóc? Trưởng lão bên cạnh lập tức phản bác, còn ngại đắc tội thánh địa không đủ triệt để sao? Trưởng lão kia lại nói, dù sao cũng đã đắc tội, còn kém lại bắt một cái. Hai người đang muốn tranh luận, đại trưởng lão đã đưa tay ngăn lại, xin chỉ thị giáo chủ. Nếu như đã nháo đến thế này, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Nhất định phải bắt lấy thiên hậu. Về phần Tổ Sơn, đã đắc tội, lại đắc tội một lần cũng không sao. Đệ tử không nói, chỉ nhìn giáo chủ, chờ đợi quyết định của hắn. Giáo chủ trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng tỏ thái độ. Đại diễn thánh địa bị hủy, Lâm Ngữ Linh bị bắt, Tô Thiên Sóc khẳng định sẽ rời khỏi Tổ Sơn, tiến về đại diễn sơn mạch. Tổ Sơn hẳn là sẽ cảm giác bây giờ chúng ta cũng đang khẩn trương ứng phó, không dám tùy tiện lộ diện. Lại không dám ra tay với đại diễn thánh địa, chúng ta vừa vặn lợi dụng cơ hội này, tới đó mai phục. Bắt lấy Tô Thiên Sóc, hỏi ra tình huống của thiên hậu. Nhị trưởng lão nhìn thấy giáo chủ cho phép, lập tức nói. Xin giáo chủ để cho ta lập công chuộc tội, ta nhất định tự mình mang Tô Thiên Sóc về. Giáo chủ nói. Mặc dù Tổ Sơn đoán được chúng ta sẽ không lại tập kích đại diễn thánh địa, nhưng vẫn phải cẩn thận. Chờ sau khi phó giáo chủ dịch thương đồ trở về, các người cùng nhau hành động. Nhị trưởng lão vội vàng nói. Tô Thiên Sóc chỉ là cao giai niết bàn cảnh mà thôi, ta một bàn tay đã có thể bắt được. Xin giáo chủ tin tưởng ta và lục trưởng lão có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi xác định, hành động lần này, tương đương với việc chúng ta chính thức đáp lại lời tuyên chiến của Tổ Sơn, nếu như ngươi muốn làm liền phải một mẻ hốt gọn người trong đại diễn thánh địa, một kẻ cũng không thể giữ. Đối với chuyện sát sinh tiễn giáo chủ vẫn canh cánh trong lòng, nếu muốn tuyên chiến, cũng không có cái gì tốt lo lắng, trực tiếp đổ đại diễn thánh địa, để Tổ Sơn xem thái độ của hắn, cũng đã hiểu vạn đạo thần giáo bọn hắn không dễ chọc. Nhị trưởng lão trịnh trọng tỏ thái độ. Ta sẽ cầu xin thánh tổ điêu ra chúng ta, mời ra phong ma chiến kỳ. Chỉ cần ra tay thì có thể phong cấm ngàn dặm sơn hà, bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Giáo chủ vừa nhìn về phía lục trưởng lão. Chờ đợi hắn tỏ thái độ. Lục trưởng lão hơi do dự, nói. Ta sẽ cầu xin thánh tổ vương ra chúng ta, tế ra huyết mẫu. Giáo chủ thần giáo uy nghiêm nói. Đây là cơ hội cho các ngươi lập công chuộc tội, nếu như bắt được Tô Thiên Sóc, tha mạng cho các ngươi, nếu như thất bại, đừng trách ta không cho thánh tổ gia tộc của các ngươi mặt mũi. Đại trưởng lão nhắc nhở. Các ngươi tốt nhất nên nhanh chóng hành động, tính toán thời gian. Bây giờ Tô Thiên Sóc cũng đã nhanh đến Tây Bộ rồi.
nhị trưởng lão, lục trưởng lão lĩnh mệnh lui ra, lại đi thẳng đến tổ tự của riêng tộc mình. Ngũ trưởng lão nhìn Lâm Ngữ Linh hấp hối trong phòng. Còn giữ không? Bây giờ nàng còn đang ghi chép hết thảy xung quanh. Miễn là còn sống, huyết châu sẽ ghi chép. Nếu như mặc kệ, huyết châu sẽ hao hết tính mạng của nàng, cho đến chết. Một nữ tử thánh địa nho nhỏ, dám tính toán vạn đạo thần giáo, tự gây nghiệt. Ném tới trong địa lao, để huyết châu mài chết. Tại thời điểm vạn đạo thần giáo, coi trời bằng vung, chuẩn bị săn bắt Tô Thiên Sóc, Khương Phàm đã vượt qua đại dương mênh mông đến gần Tân Hải Tây Bộ. Chí tôn Kim Thành đã từng hùng cứ Tân Hải lại một lần nữa nở rộ lên kim quang lộng lẫy, giống như rơi xuống đại dương mênh mông, chiếu khắp Tân Hải cùng Hải Dương. Mặc dù trong chiến tranh lúc trước đã tổn thất nặng nề, đã không còn là hoàng tộc, nhưng mượn danh khí Hứa Như Lai, Hứa Đức Diệu và những người sống sót vẫn có thể trở lại tổ địa, chủ hoạch kiến lập lên chí tôn Kim Thành mới. Muốn trở lại hoàng tộc rất khó, nhưng ít ra dưới cục diện trước mắt, chỉ cần bọn hắn không chủ động gây chuyện, liền không có ai đến mạo phạm. Khương Phàm tính toán bái phỏng Hứa Đức Diệu, thừa cơ đến bí mật hợp tác, nhưng không đợi đi đến chí tôn Kim Thành, lúc ở ngoài thành hắn đã biết được tin tức đại diễn thánh địa bị vạn đạo thần giáo hủy diệt. Vạn đạo thần giáo bị thần kinh à, chẳng lẽ tra được thiên hậu rồi? Khương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, tại thời điểm Tổ Sơn tập kết thánh địa thương huyền uy hiếp các phe, vạn đạo thần giáo lại còn có thể làm ra cử động điên cuồng như vậy. Đơn giản là không quan tâm. Bây giờ, nguyên nhân mà hắn có thể nghĩ tới, chỉ có thiên hậu. Vạn đạo thần giáo bắt đầu điều tra thiên hậu, cũng đã tra được đại diễn thánh địa. Chuyện đã xảy ra vào 6 ngày trước, nhanh đi đại diễn thánh địa, có lẽ còn có thể đụng tới thiên hậu. Khương Phàm thực sự không bình tĩnh được nữa. Mặc dù thiên hậu đã tận lực xa lánh đại diễn thánh địa, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn rất coi trọng đoạn thân tình kia. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến tình cảnh sau khi thiên hậu nhận được tin tức. Bây giờ đi đại diễn thánh địa còn dùng cái gì, hẳn là đi vạn đạo thần giáo. Hẳn là thiên hậu sẽ đi đại diễn thánh địa xem xét tình huống thương vong, sau đó lại đi vạn đạo thần giáo, chúng ta mau chóng đi qua, tới đó ngăn cản thiên hậu. Ngăn cản? Ta hiểu rất rõ nàng, nàng mà điên đến thì sẽ không quan tâm gì cả. Chuyện này, tốt nhất nên để chúng ta xử lý. Khi thú triều tán đi, đại diễn thánh địa đã trở thành một mảnh hỗn độn. Cung điện sụp đổ, đại địa vỡ nát, khói đặc bay cuồn cuộn, hồng thủy tàn phá khắp nơi. Cũng may lúc ấy nhị trưởng lão, lục trưởng lão không có tự mình tập kích, thú triều chỉ là mạnh mẽ đâm tới sau đó liền tản ra, không có hủy đi pháp trận tại tổ tự cùng Dược Sơn, cũng may mắn còn sống sót hơn 2.000 trưởng lão và đệ tử. Nhưng cho dù như thế này, vẫn có hơn 3.000 người chết thảm trong trận hỗn loạn này. Có chút thi thể còn có thể tìm tới, có chút thì bị yêu thú kéo đi hoặc ăn hết. Tô Thiên Sóc không để ý khuyên can mà về lại nơi này, nhìn tình cảnh trước mắt, hắn nhịn không được mà bi phẫn rơi lệ. Sau khi đến tổ từ lễ bái tạ tội, hắn đã nhanh chóng tìm đến Thiên Thu Các, hỏi thăm tình huống lúc đó. Các chủ Thiên Thu Các nói, sau khi huyết châu hòa tan vào thân thể, sẽ kéo dài cướp đoạt sinh mệnh, cho đến khi chủ thể chết, sau đó tự động rời khỏi. Ta biết những thứ này, ta muốn hỏi chính là, Ngữ Linh sẽ có thể kiên trì bao lâu? Dưới tình huống bình thường, có thể kiên trì 3 ngày chính là cực hạn. Nếu như có thể không ngừng bổ sung đan dược thì thời gian sẽ tiếp tục trì hoãn. Lúc ấy Ngữ Linh mang theo bao nhiêu đan dược? Không có. Cái gì, làm sao lại không có? Trái tim Tô Thiên Sóc hung hăng co rụt lại, Tô Triệt ở phía sau cảm thấy lạnh người. Các chủ Thiên Thu Các tiếc nuối nói. Lâm cô nương để nhẫn không gian của nàng lại, không có mang đi bất kỳ vật gì. Nàng muốn tra rõ ràng chủ sử sau màn, nhưng không muốn biến mình thành tù binh, bị người khác khống chế. Cho nên, đôi mắt Tô Triệt nổi lên lệ quang, thanh âm hơi run. Mẫu thân của ta, chết rồi. Trầm Túc lão không nguyện ý nhìn thấy Lâm cô nương cứ thế mà chết đi, ở trên đường đã để lộ tình huống huyết châu, vị trưởng lão thần giáo kia cho nàng cho ăn đan dược. Mẫu thân của ta còn sống. Lâm cô nương sống đến thần giáo, bị giam tại trong hắc lao vơ vét ý thức. Huyết châu ghi chép tới đó liền kết thúc. Ngài có ý gì? Ta rất không nguyện ý nói như vậy, nhưng... Lâm cô nương đã chết rồi, chết trong địa lao. Tô Triệt lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa ngã ở trên mặt đất, nước mắt tràn mi mà ra. Nếu như lúc ấy càng quả quyết chút,
trực tiếp đưa tiễn mẫu thân sẽ không phải chết, là hắn đã hại chết mẫu thân. Tô Thiên Sóc nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống gương mặt. Các chủ thiên thu các than nhẹ. Tin tức cuối cùng Huyết Châu truyền đến rất mơ hồ, nhưng bọn hắn hẳn là đã từ đạt được thứ bọn hắn muốn trong ý thức của Lâm cô nương. Tiếp đó, chính là muốn lùng bắt Tô Niệm. Tô Triệt cố nén bi thương, hỏi. Phụ thân, ngài biết Niệm Nhi ở đâu sao? Mẫu thân chết rồi, chúng ta không thể nào lại để cho Niệm Nhi gặp nạn. Mẫu thân người chỉ biết thân phận Niệm Nhi, không biết nàng giấu ở đâu. Nhưng cái gì? Tô Niệm đang ở Tây Bộ, bây giờ cũng đã biết chuyện phát sinh ở nơi này, ta sợ nàng xúc động, sẽ tới Vạn Đạo Thần Giáo mạo hiểm. Các chủ thiên thu các nói. Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn một mực quan sát xung quanh, không nhìn thấy Tô Niệm trở về. Nhưng sau hai ngày xảy ra chuyện, có một vị cô nương yêu mị lại ẩn hiện ở gần đó, còn hỏi thăm qua đệ tử thánh địa. Cô nương yêu mị, không có nhìn lầm, hẳn là Thiên Hồ Linh Văn, nàng mị hoặc một vị đệ tử, từ nơi đó hỏi thăm thánh địa tổn thất tình huống, cũng đã hỏi Lâm cô nương chuyện, sau đó liền biến mất. Thiên Hồ Linh Văn, ta nhớ không lầm, chiến tộc mạnh nhất trong Vạn Đạo Thần Giáo chính là Hướng Gia, quanh năm đóng giữ Thiên Khải chiến trường. Thiên Hồ Hướng Gia, chiến tộc bảo vệ của Vạn Đạo Thần Giáo, cực ít xuất hiện ở hạ giới, toàn tộc sinh sống tại Thiên Khải. Nữ tử này tới đây làm gì? Tô Thiên Sóc lần nữa cảnh giác, rõ ràng đều đã bắt đi, còn muốn đến hỏi. Tô Triệt bỗng nhiên nói. Chờ một chút, ta đột nhiên nghĩ tới, lúc trước Khương Phàm tại Thượng Thương Cổ Thành nghênh chiến hoàng đạo, giống như bị Vạn Đạo Thần Giáo lên án mạnh mẽ việc Khương Phàm cuốn đi một vị trưởng lão của bọn hắn, chính là Thiên Hồ Linh Văn. Tô Thiên Sóc khẽ nhíu mày. Tựa như có chuyện như vậy, chẳng lẽ Khương Phàm phái người tới? Đúng vào lúc này, tia sáng tại Thiên Thu Các đột nhiên tối xuống. Tô Thiên Sóc bước nhanh đi đến bên ngoài, ngước nhìn bầu trời mờ tối, sắc mặt nghiêm túc. Đó là cái gì? Mây mù cuồn cuộn, nhanh chóng tối dần, giống như con sông lao nhanh bao phủ thánh địa, còn không ngừng liên tục lan tràn về bốn phương tám hướng, từ trăm dặm đến vài trăm dặm, tình thế không giảm. Ô áp áp để cho người ta kiềm chế, sợ hãi. Mây mù kịch liệt nhấc lên ngay phía trên thánh địa, táo bạo càng hỗn loạn, lại từ từ hình thành vòng xoáy khổng lồ như cơn lốc, tràn ngập khí tức tuyệt vọng. Các đệ tử đang thu dọn phế tích liền nhao nhao ngẩng đầu, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hình ảnh rung động như vậy, mây mù như giang hà, như quần sơn, cứ mà đặt ở đỉnh đầu bọn họ như vậy. Thất thần làm gì, mở ra pháp trận. Tô Thiên Sóc gào thét phá tan sự an tĩnh nơi địa thánh. Tất cả trưởng lão đệ tử sợ hãi bừng tỉnh, tranh nhau chen lấn xông về pháp trận còn không có tu sửa xong. Bọn hắn không ngừng chạy không ngừng ngẩng đầu, đây lại là ai tới, chẳng lẽ còn là Vạn Đạo Thần Giáo sao? Ong ong ong, các tế đàn dâng lên ánh sáng, bành trướng mãnh liệt, va chạm không chung, giữa nhau nhanh chóng kết nối. Một pháp trận quét sạch phạm vi trăm dặm đã sắp thành hình. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong vòng xoáy khủng bố đến nặng nề trên không trung đột nhiên bùng lên cường quang, giống như vạn tia lôi đỉnh quấn quanh, trong chốc lát đã rực sáng cả đất trời, khiến người ta mắt mở không ra. Một cây chiến kỳ tráng kiện từ trên trời giáng xuống, cao tới ngàn trượng, thế như cự nhạc, bao quanh lít nha lít nhít phủ văn, xiềng xích, cuồng vũ đầy trời. Ầm ầm, chiến kỳ rơi xuống, trong nháy mắt đã đánh tan pháp trận đang thành hình, đánh tổ từ tới thánh địa. Không, số lượng lớn túc lão bỗng nhiên biến sắc, tiếng hét đầy thê lương. Ầm ầm, chỗ núi đá tổ tự bị xuyên qua toàn bộ, cung điện trên đỉnh núi trong nháy mắt đã bị hủy diệt, ngọn núi nguy nga kịch liệt sụp đổ, loạn thạch gào thét bay lên. Chiến kỳ cuồng vũ, phù văn xiềng xích quấn quanh bỗng nhiên giơ lên, khuấy động đất trời, vẩy xuống dãy núi, trùng kích giữa không trung. Trong tích tắc, đại diễn thánh địa trong phạm vi trăm dặm bị cưỡng ép giam cầm. Phảng phất thời gian đình trệ, không gian ngưng kết. Hết thảy mọi người cùng yêu thú, đều dừng ở tại chỗ, động một chút cũng không thể động, ngay sau đó chính là cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng, bởi vì linh lực, huyết dịch, đều ngừng chảy xuôi, giống như có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình đang từ bên trong ngạt thở đi đến cái chết. Không chỉ là đại diễn thánh địa bị giam cầm, mây đen bao phủ ngàn dặm sơn hà, đều hứng chịu tới áp chế, không gian đều như trở nên sền sệt. Hết thảy mọi hoạt động của thực vật yêu thú đều trở nên gian nan mà chậm chạp. Nơi này chính là Thiên Thu Các. Nhị trưởng lão từ trên trời giáng xuống,
rơi xuống phía trước Thiên Thu Các, thể hiện lãnh tuấn nổi lên sự dữ tợn. Chính là huyết châu ở chỗ này để hắn bại lộ thân phận, mất hết thể diện. Hắn cao ngạo cả đời, cho tới bây giờ còn không có bị giáo chủ giận dữ mắng mỏ qua như thế. Tô Thiên Sóc cứng ở tại chỗ, cố gắng muốn giãy giụa, nhưng đầy trời khắp nơi đều có phù văn quỷ dị phiêu đáng, bá đạo giam cấm hết thảy. Nhị trưởng lão từ đi qua bên cạnh phụ tử Tô Thiên Sóc, phát động một quyền, đánh về phía Thiên Thu Các. Ầm ầm, phù văn sôi trào, năng lượng như thủy triều, không gian trước mặt ầm vang sụp đổ. Hết thảy tất cả mọi thứ ở bên trong Thiên Thu Các liền lập tức bị chôn vùi. Bất luận là phiến đá ghi chép lịch sử, hay là bí bảo tồn lưu, còn có các chủ, các trưởng lão bên trong Thiên Thu Các, tại thời khắc này đã bị vô tình nghiền nát. Tô Thiên Sóc trừng trừng hai mắt, yết hầu gian nan nhấp nhô, lại không phát ra được mảy may thanh âm nào. Ngạt thở, đau đớn, nhưng càng tức giận. Lại là vạn đạo thần giáo. Lại là vạn đạo thần giáo. Bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tổ Sơn nơi đó rõ ràng đã phái ra đội ngũ đàm phán, vạn đạo thần giáo hẳn là nên tiếp nhận đàm phán mới đúng. Vì sao lại ở nơi này? Bọn hắn còn ngại huyên náo không đủ lớn sao? Tô Thiên Sóc, không nghĩ tới sao, ta lại trở về. Nhị trưởng lão bóp lấy cổ Tô Thiên Sóc, tàn nhẫn nói. Lần đầu tiên tới, ta chỉ muốn bắt người, nhưng các ngươi không nên ép ta đuổi tận giết tuyệt. Lần thứ hai đến, thành toàn cho các ngươi. Đại diễn thánh địa, từ hôm nay trở đi, triệt để xóa tên khỏi thánh địa Thương Huyền. Ngươi là tội nhân của đại diễn. Không, hẳn là nữ tử của ngươi, Lâm Ngữ Linh. Tự gây nghiệt, không thể sống. Đắc tội vạn đạo thần giáo, đây chính là kết quả. Tô Thiên Sóc tức giận giãy giụa, nhưng bất luận cố gắng như thế nào, linh văn đều không có bất kỳ phản ứng, linh lực càng không bị khống chế. Tô Triệt cùng Kim Bằng ở sau lưng đều hận không thể bổ nhào qua, cùng kẻ thù đồng quy vu tận, nhưng ý thức cũng đã bắt đầu ngưng kết, hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi chính là Tô Triệt. Ha ha, người của đại diễn thánh địa hẳn là đều ở nơi này, phụ tử các ngươi nhìn cho thật kỹ, nhìn từng kẻ bọn hắn chết như thế nào tại trước mặt của ngươi. Nhị trưởng lão tay trái bóp lấy Tô Thiên Sóc, tay phải bóp lấy Tô Triệt, bay lên không bay, rơi xuống đỉnh chóp sắc bén của phong ma chiến kỳ. Ông! Phong ma chiến kỳ lay động mãnh liệt, cờ xí kích thích phù văn xiềng xích, lần nữa cuồng kích đất trời, dung chuyển càn khôn. Lít nha lít nhít phù văn giống như mưa to vẩy xuống. Hắn không chỉ có muốn hủy người của đại diễn thánh địa, còn muốn toàn bộ sinh linh bên trong ngàn dặm sơn hà triệt để bị hủy đi. Đây chính là vạn đạo thần giáo đáp lễ đối với lời tuyên chiến của Tổ Sơn. Ngô! Phụ tử Tô Thiên Sóc bi thống tuyệt vọng, trong cổ họng gian nan đưa ra thanh âm rất nhỏ. Các túc lão, trưởng lão, các đệ tử đại diễn thánh địa ở các nơi đều điên cuồng giãy giụa, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn trơ mắt nhìn phù văn hoành hành, nhìn không gian giam cầm vô tình nghiền ép lên tới bọn hắn. Nhưng, ngay tại thời khắc sống còn này, một âm thanh lôi bạo trầm muộn đột nhiên xuất hiện ở trên vòng xoáy, khiến cho nhị trưởng lão cảnh giác. Ầm ầm, lôi chiều nhấc lên, cường quang mãnh liệt, một con chiến mã giống như lôi long bay nhanh khung trời, phá vỡ không gian, cùng với tiếng lôi minh xuất hiện phía trên vòng xoáy mây đen. Giống, một đầu, đạn thịt, siêu cấp to mỏng thả người dâng lên, phá tan vòng xoáy mây đen, sôi trào long khí kịch liệt giống như biển động, từ trên trời lao xuống. Gào thét sông về phía dưới phong ma chiến kỳ. Ở đâu ra nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Nhị trưởng lão hất phụ tử Tô Thiên Sóc ra, tay phải chỉ lên trời một kích, phù văn như biển xung quanh chiến kỳ phát tán ra, sán lạn như tinh thần, thế như vạn thú xuất lồng, tiến lên đánh về phía cự thú đang lao xuống kia. Giống. Long cốt cự ngạc dài đến 100 mét, nặng đến 800.000 tấn, giống như núi thịt đang gào thét mà rơi xuống. Toàn thân nhấc lên long khí. Ở phía sau lôi ra khí lãng thật dài, giống như là một con cự long vô cùng to lớn, khí thế bàng bạc, rung động lòng người, mang đến áp bách khiếp người. Ầm ầm, 100.000 đạo phù văn phong cấm bay lên trời đánh về phía cự ngạc, muốn ngưng kết nó tại không trung. Nhưng, trong lúc đang va chạm, cự ngạc liền miệng mở lớn. Nhìn Thuẫn, Thuẫn đại gia ngươi, một con rùa toàn thân lóe ra cường quang từ cự ngạc trong miệng phun đi ra. Nương theo tiếng gầm thét bi phẫn, đối diện đụng phải phù văn phong cấm. Ầm ầm, phù văn phong cấm thế như lôi đình, giao thoa bạo kích, nổ lên cường quang đầy trời. Sỉ nhục thật,
Con rùa bị đối diện đánh bay, mặt ngoài mai rùa đều nổi lên vết nứt. Phù văn giống như xiềng xích, ngưng kết không gian, sau một khắc liền định con rùa ở trên không. Nhưng, mượn nhờ con rùa cưỡng ép ngăn cản, long cốt cự ngạc lao xuống lại nhấc lên, gào thét nhào về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão khẽ nhíu mày, tay trái căng cứng nắm lại, lần nữa nhấc lên phù văn ngập trời, nhanh chóng tiêu xạ, bao trùm mấy phạm vi ngàn thước, giống như là vung ra lưới lớn giết chóc, nhanh chóng tiêu xạ, bộc phát ra cường quang sáng chói giữa không trung. Âm thanh trầm đục, phù văn phong cấm liên tiếp đình trệ, cầm giữ mấy ngàn thước không gian. Long cốt cự ngạc đang nhấc lên lại bị cưỡng bức định chết ở nơi đó. Nhị trưởng lão cau mày, đây là loại cá xấu gì, đầu lại giống như đầu rồng, sát khí toàn thân càng giống long khí. Chẳng lẽ, long cốt cự ngạc, dị thú như thế này giống như chỉ có ở Thiên Khải chiến trường cùng đại lục cự long mới có cơ mà. Giống, long cốt cự ngạc đột nhiên kịch liệt đong đưa, trong thân thể xương rồng bộc phát ra kinh khủng long uy, trùng kích toàn thân huyết nhục. Ngay cả cứng cỏi lân giáp đều mãnh liệt phồng lên. Cự long phiên thân, long cốt cự ngạc cuồng dã quay nhanh, bộc phát long uy chấn vỡ nát phù văn phong cấm. Đây là truyền thừa nó kiêu ngạo nhất, đến từ cự long chân chính, chuyên phá giải các loại trấn áp cùng phong ấn. Sắc mặt nhị trưởng lão hơi biến đổi, hai tay liên tiếp hoạt động, treo lên phù văn phong cấm đầy trời. Phù văn chiếu sáng rạng rỡ, gào thét bay lên, giống như nghịch hành, như mưa to gió lớn. Che mất bầu trời, muốn triệt để phong cấm mảnh khung trời này. Nhưng long cốt cự ngạc lại cực kỳ ngang tàng, thân hình khổng lồ quay cuồng dã man, bài trừ tầng tầng phong cấm, giết tới gần nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão quả quyết lui lại, tế lên chiến kỳ phong cấm ngàn trượng, đón gió liệt liệt, giống như là đại mạc che trời, cuốn đến phía long cốt cự ngạc. Giờ khắc này, đất trời bị giam cầm, không gian và thời gian bị ngưng trệ, long cốt cự ngạc bị cưỡng bức đặt ở không trung. Ngay sau đó bị chiến kỳ che trời quấn lấy. Bên trong chiến kỳ giống như là không gian tự thành, vô số phù văn bá đạo oanh kích, như thiên phạt đụng chạm lấy thân thể, để lại lạc ấn thảm liệt, càng đánh thẳng vào linh lực huyết nhục toàn thân. Đây là thánh khí chấn tộc của Điêu gia tổ truyền, phối hợp, phong ma linh văn, có thể phát huy ra uy lực kinh khủng phong thiên khốn địa, nếu như bị cuốn đến bên trong chiến kỳ, có thể thông qua cưỡng ép phong ấn, vô tình phế bỏ. Nhưng long cốt cự ngạc đã có chuẩn bị mà đến, chính là chí tôn long giác của tộc Giao Long. Từ khi bắt đầu rời khỏi Dương gia nó đã liền nghiên cứu, chính là kìm nén sức lực thử một chút uy lực. Giống, long cốt cự ngạc kích phát chí tôn long khí trong sừng rồng, sôi trào trong thân thể, giống như là chân long khôi phục, khuấy động cơ thể to béo của mình. Xương rồng răng rắc giòn vang, dã man tăng sinh, càng thêm trở nên tráng kiệt, giống như là muốn thật sự hóa thân thành cự long chân chính. Minh mông long khí càng là muốn vượt qua bán thánh, tới gần thánh cảnh. Phong ma chiến kỳ bỗng nhiên phồng lên, cứ như muốn ép không được cự thú ở bên trong. Sắc mặt nhị trưởng lão lại hơi biến đổi, cực lực chấn áp. Phong ma linh văn khuấy động kinh mạch toàn thân, dâng lên minh mông phù văn, giống như cuồng chiều oanh oanh liệt liệt đánh thẳng vào chiến kỳ. Chiến kỳ gào thét nhấc lên, giống như thế giới độc lập đang bạo động, muốn triệt để hủy long cốt cự ngạc ở bên trong đi. Nhưng, đúng vào lúc này, lôi chiều bên trong vòng xoáy mây đen lại bạo động, xé rách bầu trời, long lân lôi mã thi triển tốc độ cực hạn, cuồng dã lao nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đã xuất hiện ở sau lưng nhị trưởng lão. Khương Qua thúc ngựa nâng đao, giống như thần binh từ trên trời rơi xuống, bá liệt dũng võ, giống như thiên âm, gắt gao nắm chặt chiến đao vạch ra liệt diễm bạo động, bổ về phía nhị trưởng lão. Liệt diễm chí cương chí liệt, giống như là phượng hoàng đang bay lên. Uy thế lạnh thấu xương. Nhị trưởng lão kinh hồn né tránh, lực khống chế đối với phong ma chiến kỳ lập tức yếu bớt. Chiến kỳ kịch liệt phồng lên, phóng đại mười mấy lần, cùng với tiếng oanh minh chấn thiên động địa, long cốt cự ngạc phát động long khí cuồn cuộn, từ bên trong giết đi ra. Cơ thể nó phồng lên, long khí như biển, dã man bước lên trên bầu trời đang bị giam cầm, tình thế kinh khủng giống như là thiên băng địa liệt. Giống. Long cốt cự ngạc phun ra tiếng long ngâm đối với nhị trưởng lão, thanh âm cự long, long ngâm chí tôn, cuồn cuộn sóng âm giống như thiên quân vạn mã đang phóng tới, túc sát mà cuồng dã, lại như biển động nặng trăm ngàn tấn, mênh mông mà mãnh liệt, cơ hồ muốn vỡ vụn không gian trước mặt, che mất nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão không lo được đuổi bắt con lôi mã kia, tóc dài bay loạn, hai tay mở rộng,
toàn thân hiện ra lít nha lít nhít, điểm lấm tấm, đó là vô số vòng xoáy, trong mỗi cái vòng xoáy đều có một tiểu nhân đang ngồi xếp bằng, giống hắn như đúc, bọn chúng giống nhị trưởng lão, hai tay huy động, khống chế vòng xoáy, sau đó. Tiếng long ngâm tràn ngập đất trời chiều va chạm hắn, sau đó đều bị thôn nạp, phong ấn tiến vào thân thể của hắn. Linh văn, phong ma. Tức có thể phong cấm thiên địa, càng có thể phong ấn năng lượng. Trong thân thể của hắn đã phong ấn rất nhiều máu xương, các loại vũ khí, có thể xưng chiến binh hành tẩu hình người. Oa, tiểu tử, kích thước không lớn, ăn cũng rất nhiều. Tới đây, ra ra nơi này còn nhiều, rất nhiều. Long tộc, gào thét lớn. Long cốt cự ngạc cuồng dã đong đưa, há miệng phát ra tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Long cốt cùng chí tôn giác cộng minh, thi triển ra bí thuật long tộc chân chính, tiếng gào thét cực lớn. Long ngâm kinh thiên, thanh chiều cuồn cuộn, giống như ngàn vạn cự long phun ra trong chốc lát, hoành không nhấc lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy khí thế khủng bố rung động, tràn ngập đất trời đánh về phía nhị trưởng lão. Sắc mặt nhị trưởng lão đã trở nên nghiêm trọng, con cự ngạc này lại có thể cường hãn đến loại trình độ này. Cơ hồ có thể so với cự long. Toàn thân hắn bắn ra cường quang, phong ấn huyết cốt trong thân thể, các loại vũ khí tại thời khắc này đều được phát huy toàn bộ. Mỗi một kiện đều là đỉnh cấp bí bảo, thai nghén nhiều năm trong thân thể, cường đại vô địch. Hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ lên trời một kích, chấn động trời cao, nhấc lên đại chiều năng lượng cuồn cuộn, giống như là trăm ngàn thác nước tinh hà lao nhanh, nghênh kích long ảnh đầy trời. Ầm ầm, cả mảnh trời đều sôi trào, bạo tạc kéo dài nương theo tiếng long ngâm mát lạnh, vang vọng trong phạm vi mấy trăm dặm. Số lượng lớn núi cao đều bị đánh rách tả tơi, cây rừng vỡ nát. Trong cuồng chiều hỗn loạn, toàn thân nhị trưởng lão hiện lên lít nha lít nhít phù văn, giống như là chiến thần, dậm chân phóng về phía trước, muốn nghênh chiến long cốt cự ngạc. Phong ma chiến kỳ gào thét bay lên không, sau khi thu nhỏ lại liền bị hắn nắm trong tay, lay động mãnh liệt, phong cấm đất trời. Long cốt cự ngạc cũng tinh thần phấn chấn, kích phát huy lực long cốt, dung hợp chí tôn long giác, cuồng dã xông về nhị trưởng lão. Tại thời điểm bộc phát ác chiến, năng lượng phong cấm tràn ngập trong phạm vi ngàn dặm liên miên tán loạn, các đệ tử thánh địa và trưởng lão đều hốt hoảng chạy trốn. Nhưng không chờ bọn hắn chạy đến nơi an toàn, càng không kịp ngửa mặt nhìn lên chiến trường trên bầu trời, lục trưởng lão tiềm phục tại dưới mặt đất đã phát động tập kích. Oanh, ầm ầm. Mặt đất bừa bộn ầm vang sụp đổ, những vết nứt tráng kiện lan tràn khắp nơi, trăm dặm thánh địa đều bị tàn nhẫn tách rời. Từng rễ cây tráng kiện phá tan vết nứt cuồng dã đụng đi ra. Mỗi sợi đều tráng kiện như cự mãng, hỗn loạn trùng kích. Linh văn của lục trưởng lão là, một hệ linh văn, dị biến, dễ héo quắt, tức là có thể phóng thích khí tức sinh mệnh, tạo nên rễ cây tráng kiện tùm, càng có thể thông qua rễ cây phóng thích khí độc mục nát khô héo. Trong gia tộc bọn họ còn mới trồng huyết linh cổ thụ hiếm thấy, linh quả, huyết mẫu, có thể kích phát tiềm lực linh văn, phóng thích khí tức sinh mệnh minh mông, vừa vặn có thể phối hợp cùng linh văn của bọn hắn. Tăng lên sức chiến đấu cho rễ cây, trở nên càng tráng kiện càng dã man hơn. Trăm ngàn sợ rễ giả phá tan mặt đất, cuồng dã hoành hành, phía trên trải rộng lít nha lít nhít gai độc, phun ra kịch độc mục nát. Các đệ tử thánh địa đang phóng tới kêu thảm bổ nhào, bị vết nứt thôn phệ, bị rễ giả cuốn lấy, bị khí độc khủng bố ăn mòn. Thánh địa hỗn loạn như muốn biến thành tu la tràng. Là người hay là linh, cút ra đây. Sau khi Khương Qua chú ý tới hỗn loạn phía dưới, hắn nhảy xuống lôi mã nhanh chóng lao xuống, toàn thân vặn vẹo hài cốt, nương theo yêu hỏa bắn nổ, hóa thân thành bá thiên yêu hoàng, lao thẳng đến rễ cây đang kịch liệt cuồn cuộn. Phượng Hoàng, lục trưởng lão tiềm phục tại dưới mặt đất đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ là người của Khương Phàm? Khương Phàm ở chỗ này sao? Bá thiên yêu hoàng nhanh chóng lao xuống, yêu hỏa bá liệt gào thét bay lên ở xung quanh. Ngưng tụ thành lít nha lít nhít hỏa vũ, giống như là vạn mũi tên cùng bắn, đánh về phía rễ cây ở các nơi, ánh mắt lăng liệt đang tìm kiếm chủ thể. Nhị trưởng lão, Khương Phàm ở chỗ này. Lục trưởng lão phân chấn, cường thế xuất hiện từ bên trong địa tầng, bề bộn rễ giả tráng kiện ở xung quanh kịch liệt phóng lên tận trời, nghênh kích lấy hỏa vũ đầy trời. Ầm ầm, rễ cây nổ tung, liệt diễm bay loạn. Mặc dù liệt diễm có thể khắc chế cây rừng, huống chi lại còn là yêu hỏa của Phượng Hoàng, nhưng, rễ giả của lục trưởng lão lại mang theo khí tức sinh mệnh minh mông, nhanh chóng chữa trị, chống cự yêu hỏa xâm nhập.
tới đây cho ta đi. Gương mặt Lục trưởng lão dữ tợn, cường thế điều khiển trăm ngàn sợi rễ cuồng dã nhào về phía Bá Thiên Yêu Hoàng, gai độc trên rễ cây cũng đều phun ra ra khí độc bành trướng. Một khi cuốn lấy, nhất định có thể nhanh chóng khống chế Phượng Hoàng. Bá Thiên Yêu Hoàng không có bất kỳ né tránh gì, hắn phát động yêu hỏa đối diện va vào nhấc lên rễ già, khi lít nha lít nhít rễ già quấn quanh hắn, trong chớp mắt, yêu hỏa đã sôi trào tuôn ra, chí cương chí liệt, tràn ngập cương khí, lôi uy càng có uy lực viêm bạo. Ầm ầm. Phạm vi lớn rễ cây bao vây bị nổ nát vụn tiêu diệt trong nháy mắt, tuôn ra hơn 10 dặm, khí độc đều bị liệt diễm xua tan hầu như không còn. Bá Thiên Yêu Hoàng tăng vào tốc độ, dương cánh lăng tiêu, cường thế giết tới trước mặt Lục trưởng lão. Sắc mặt Lục trưởng lão đột nhiên biến đổi, lập tức kích phát huyết mẫu, bằng tốc độ nhanh nhất tăng sinh lấy rễ cây tiến lên bao vây hắn. Đúng vào lúc này, một mảnh lôi chiều đi nhanh ở trong phế tích, cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau hắn. Long lân lôi mã gầm lên, cuồng dã đụng vào bên trong rễ già đang vây quanh, đánh bay Lục trưởng lão. Lục trưởng lão còn không có kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, Bá Thiên Yêu Hoàng đã từ trên trời giáng xuống, móng vuốt như đao, trong nháy mắt chém đã đầu hắn, nắm lấy thi thể tách rời, vỗ cánh bay lên trời. Khương Phàm, nhị trưởng lão nghe được tiếng Lục trưởng lão la lên, liền cúi đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy tràng diện Phượng Hoàng phục sát thảm liệt. Chết rồi! Lục trưởng lão chết rồi! Nhị trưởng lão nơi này thoáng phân thần, lập tức bị long cốt cự ngạc nâng móng vuốt đánh bay ra ngoài. Giống, cuồng long chiến kỹ, đại phá diệt. Long cốt cự ngạc cất bước phóng tới, thân thể to béo bộc phát ra uy thế khủng bố thiên băng địa liệt, long khí cuồn cuộn, hoắc loạn khung trời, long uy mãnh liệt, đảo loạn càn khôn. Mỗi lần móng vuốt tráng kiện rơi xuống đều giống như thiên thần bồn chồn, chấn động đến không gian đều đang gào thét, nhanh chóng phóng tới, như vạn trống cùng vang lên. Cái khí thế cường đại giống như hủy thiên diệt địa kia, đủ để cho bất cứ mãnh thú nào cũng phải muốn nứt cả tim gan. Nhị trưởng lão cưỡng ép ổn định, huyết cốt bí bảo phong ấn trong thân thể lần nữa toàn diện kích phát, một quyền tuôn ra, cường quang đánh thẳng tới trời, khuấy động cả thánh uy, giống như mặt trời hoành không mà đi. Long cốt cự ngạc dã man lại bá đạo, đối diện đụng nát quyền cương, toàn thân phát sáng hướng phía nhị trưởng lão cất bước phóng tới. Ầm ầm. Nhị trưởng lão liên tiếp phát động trọng quyền, chiếu thấu thiên địa, uy lực và năng lượng vô biên, giống như là mấy chục mặt trời, che mất long cốt cự ngạc. Long cốt cự ngạc cứ việc phòng ngự cường hãn, cũng bị đánh đến bong chóc ra thịt, huyết nhục văng tung tóe, nhưng long cốt cứng cỏi ở bên trong lại không tổn hao gì, liên tiếp đụng nát quyền thế bá đạo, giết tới trước mặt nhị trưởng lão. Khốn cho ta! Nhị trưởng lão huyết tế phong ma chiến kỳ cuồng quyền, che khuất bầu trời. Giơ lên đầy phù văn, đảo loạn thiên địa pháp tắc, giam cầm càn khôn cùng thời không. Long cốt cự ngạc cuồng dã bước lên, đụng chạm lấy kinh khủng phong cấm phù văn, nhưng, tốc độ càng ngày càng chậm, linh văn huyết khí của cơ thể nhanh chóng ngưng kết, ngay cả xương rồng đều muốn bị phong cấm. Khốn, khốn, khốn! Nhị trưởng lão thất khiếu đổ máu, kích phát phong ma linh văn gần như điên cuồng thúc giục phong ma chiến kỳ. Thiên địa rung chuyển, phù văn như mưa. Chiến kỳ quấn quanh tới long cốt cự ngạc, muốn triệt để nó vây khốn. Bảo bối tuy tốt, nhưng ngươi, kém một chút. Long cốt cự ngạc gầm thét, thôi động trong thân thể chí tôn long giác xuyên qua cơ thể to béo, máu tươi nhuộm dần sừng rồng, chí tôn long giác giống như đang sống lại, trong chốc lát lại bộc phát ra long khí chí tôn kinh khủng, quét sạch hài cốt toàn thân thể long cốt cự ngạc bị giam cầm bỗng nhiên xoay tròn, giống như là cự long chân chính phá diệt giam cầm. Rầm rầm, phù văn đều băng diệt, nổ lên ánh sáng đầy trời, bao phủ thiên địa. Đó là vũ khí gì? Sắc mặt nhị trưởng lão đại biến, tiếp tục thôi động chiến kỳ. Nhưng, long cốt cự ngạc đã tránh thoát khỏi giam cầm, trước khi chiến kỳ bao phủ tới, nó đã vọt mạnh về phía trước mấy chục bước, há miệng giận dữ hét lên, tiếng long ngâm giống như là vạn long gia tổ, hủy thiên diệt địa, che mất nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão bay ngược, khí huyết cuồn cuộn. Há miệng phun máu, lít nha lít nhít vòng xoáy trên toàn thân liên miên vỡ nát, bị trọng thương. Ầm ầm, một tiếng sấm rền chấn động dãy núi, long lân lôi mã giống như là lôi điện phi nhanh, phóng lên tận trời, đối diện đụng phải nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể triệt để mất khống chế, kịch liệt bay đi. Bá Thiên Yêu Hoàng dương cánh lăng tiêu, cuốn lên bá liệt yêu hỏa,
bao phủ nhị trưởng lão. Bên trong yêu hỏa là quang vũ, giống như là cơn sóng đao kiếm, vô tình xé rách nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cuồng nộ, cưỡng ép ổn định, gầm lên giận dữ, toàn thân lại nổi lên vòng xoáy, tất cả tiểu nhân trong vòng xoáy giơ cao hai tay, đánh ra phù văn, muốn mạnh mẽ giam cầm vùng thiên địa này, ngăn cản tập kích. Nhưng ngay giờ khắc này, long cốt cự ngạc đã giết tới, dưới kích thích của chí tôn long giác, thực lực lập tức tăng vọt, giống như thánh linh cự long. Ông, nhị trưởng lão vừa mới giam cầm phượng hoàng liệt diễm xung quanh, không gian liền bị long cốt cự ngạc đụng nát, móng vuốt đánh xuống dễ như trở bàn tay, rắn chắc đập vào trên người nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão run rẩy, huyết nhục văng tung tóe, hắn gào thét lên vọt tới phế tích dưới mặt đất. Nhưng, long lân lôi mã lại hiện ra cực hạn tốc độ, từ phía dưới phóng lên tận trời, đối diện va chạm nhị trưởng lão, đồng thời tuôn ra lôi chiều, sôi trào lên trời. Nhị trưởng lão lần nữa chật vật phóng lên tận trời. Oa a a, nhìn đít. Long cốt cự ngạc mạnh mẽ nhấc thân hình khổng lồ hơn 100 mét lên, đuôi cá sấu cứng cỏi như sắt thép, quất vào nhị trưởng lão. Gọi là cái đuôi, chết tiệt, là ai dạy ngươi đó là đít. Huyền Quy ở không trung la to. Nhị trưởng lão bị đuôi cá sấu đánh trúng, xương cốt toàn thân đều bò đầy vết nứt, gào thét xông về mặt đất. Long lân lôi mã lại lần nữa bay lên không, trực tiếp va chạm vào nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão gian nan phản kháng, toàn thân dâng lên kiếm khí như thủy triều, muốn xé nát nhiệt xúc này. Long lân lôi mã cảnh giới không đủ, tốc độ lại quá nhanh, thoáng qua đã biến mất không còn tăm hơi, để kiếm chiều thất bại. Lúc này, một tiếng long ngâm từ trên trời giáng xuống, uy nghiêm cuồng liệt, chỉ là âm điệu quái dị. Oa a a, cự long bạo trứng. Thân thể cao lớn của long cốt cự ngạc từ trên trời giáng xuống, không nhìn đến kiếm khí sắc bén, toàn bộ đặt ở trên thân nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão rách dưới khắp người, đã chật vật đến không cách nào phản kháng nổi nữa, hắn bị cự ngạc 800.000 tấn đè ép rơi xuống hơn ngàn mét, ầm ầm bạo hưởng, đập vào trong phế tích thánh địa. Thánh địa trong phạm vi trăm dặm đều theo run lên ba lần. Đá vụn xung quanh long cốt cự ngạc bay lên trời, bụi mù cuồn cuộn an, ném ra một cái hố sâu rộng mấy vạn mét, gắt gao đặt nhị trưởng lão rách dưới ở dưới thân. Nhị trưởng lão mệt mỏi không chịu nổi gánh nặng, máu văng khắp nơi, hôn mê tại chỗ. Ha ha, bạo chấp. Long cốt cự ngạc nhúc nhích ở tại chỗ mấy lần, mới chống thân thể cao lớn lên, để lại nhị trưởng lão giống như bánh thịt gục ở chỗ này không nhúc nhích. Đại diễn thánh địa hỗn loạn rốt cuộc cũng an tĩnh. Tô Thiên Sóc, Tô Triệt và các đệ tử, trưởng lão thánh địa tản mát tại các nơi, lòng còn sợ hãi, kinh hồn khó định. Liên tiếp phát sinh kịch biến cùng cứu viện, đều để ý thức bọn hắn vừa mới giải trừ phong cấm có chút hoảng hốt. Đã chết rồi sao? Đại vương từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đầu đại tặc. Làm càn, đầu của ta ngươi có thể cưỡi. Đại tặc lật đầu một cái, cắn một cái vào đại vương, ngậm trong miệng như nhai đậu đường một trận. Nhưng, răng rắc, tiếng vỡ vụn thanh thúy tóe mở ở trong miệng, toàn thân đại tặc cứng đờ, con người có chút phóng đại. Nhai nát rồi. A a a, ngươi đã làm gì? Mở ra, mẹ nó, ngươi mở ra cho ta. Đại vương rên rỉ, giãy giụa kịch liệt leo ra. Ngươi khá giòn. Đại tặc cứ thế mà nhìn mai rùa đại vương, thật cắn nát. Da rùa giòn. Tên hỗn đản ngươi, ngươi quên chuyện lấy ta làm tấm chắn. Ngươi quên trên người ngươi còn cắm sừng rồng. Đại vương bi phẫn gào thét, nó còn không có xua tan sạch sẽ năng lượng phong cấm trên cơ thể, chính là lúc yếu ớt nhất, mà long cốt cự ngạc đang cắm sừng rồng, chính là thời điểm mạnh nhất, sao nó có thể chịu đựng dày vò như thế này. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. A a a, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải vào bán thánh, không, ta phải vào thánh linh, ta muốn báo thù. Ta muốn nấu con cá sấu lớn ngươi đây. Ngoài ý muốn nha, ta xin lỗi. Nát, nát, sỉ nhục thật, đường đường là Huyền Quy, lại bị cá sấu cắn nát. Ăn tính chút, ta đều đã nói xin lỗi. A a a, ngươi a cái gì, cho ngươi mặt mũi rồi. Đại tặc quất một móng vuốt tới, âm thanh trầm đục, đại vương giống như khối cối xay gào thét lên bay ra ngoài, nện vào trong phế tích. Khương Qua nhìn mà lắc đầu, trong thế giới mới liền có hai cực phẩm như thế này. Bị bọn hắn móc đi ra. Khương Phàm từ không trung rơi xuống trong phế tích, nhìn nhị trưởng lão be bét máu thịt một chút, nói với đại tặc.
Làm tốt lắm, Chí Tôn Long Giác chính thức thuộc về ngươi. Kích hoạt huyết mạch, tiến vào thánh linh. Ha ha, sảng khoái, sảng khoái. Đại tặc lay động thân thể, kích động khó mà đè xuống được, lại đập bành bành nhị trưởng lão đang nằm ở phía dưới hai lần. Kết quả, nhị trưởng lão vỡ nát óc, bị mất mạng tại chỗ. Chết rồi. Đại tặc nhếch miệng, cẩn thận hỏi. Giữ lại còn hữu dụng không? Vô dụng, cho đại vương luyện. Hắn là phong ma linh văn, lại còn là nhị trưởng lão hoàng đạo, trong thân thể phong ấn rất nhiều bảo cốt bảo khí, tích lũy tương đương với 2-3 bán thánh. A, thật, ta. Đại vương mới vừa từ phía trước trong phế tích leo ra, nghe vậy liền luồn lên đến, bốn cái móng vuốt huỵch huỵch một trận, giống như bay đến. Không ai giành với ngươi, đến đây, cẩu tử, nhảy dựng lên. Đại tặc phung móng vuốt lên, bỗng nhiên nổ một tiếng, chụp mặt đất cùng với thi thể nhị trưởng lão về phía đại vương. Ngươi chờ đấy, bản đại vương không để yên cho ngươi. Đại vương kéo nhị trưởng lão lại, phẫn uất đi đến bên cạnh. Hắc hắc, chờ ngươi bán thánh, bản tặc ra muốn thành thánh linh rồi.